tu chân Liêu Thiên quần, Tống thư hàng. Chương 826, tin nhắn tới tấp. Nhưng hắn khác với những tên kia, hắn chỉ nhắm vào Trình Lâm thôi, người thừa cái gì đó chẳng liên quan quái gì tới hắn cả. Hắn đã từng tận tay bóp nát đầu của Trình Lâm, hắn chắc chắn 100% Trình Lâm đã hồn phi phách tán rồi. Nhưng bao nhiêu năm qua đi, trong lòng hắn càng ngày càng cảm thấy không đúng. Hắn cảm thấy sao Trình Lâm có thể chết đi một cách dễ dàng thế được? Đừng để ta tìm thấy ngươi, nếu để ta biết ngươi vẫn còn sống, dù cho ngươi trốn ở chân trời góc bể nào ta cũng quyết tìm ra ngươi, giết ngươi thêm lần nữa. Thân ảnh này cắn răng nói. Khói đầu càng ngày càng nồng, che giấu hoàn toàn thân ảnh đó. Phía bên kia, bạch tôn giả ngựa kiếm phi hành, đưa Tô Thị A thập lục và tống thư hàng rời khỏi không gian giao trì. Bây giờ bạch tôn giả vẫn đang mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng. Bởi vì hắn muốn âm thầm chuyển cả không gian giao trì từ tổ địa vô cực ma tông về địa bàn của mình, nên hắn cần phải mặc trang bị Hạch Tâm Giao Trì Thiên Giới để tiện hành động. Tô thị A Thập Lục không dám hít thở, cô âm thầm nhìn Bạch Tôn giả tài cao gan lớn lặng lẽ chuyển giao trì thiên giới từ tổ địa của vô cực ma tông ra. Trong cả hành trình, Tống thư Hàng vẫn luôn giữ cảnh giác, vì hắn có dự cảm nguy hiểm trong lần cầu phú quý trong nguy hiểm này vẫn chưa tới. Để tránh thảm án trong thế giới kim liên của nhau ra xảy ra lần nữa hắn buộc phải đề cao 200% tinh thần và lực chú ý. 30 phút sau, Bạch Tôn Giả và Tô Thị A thập lục, Tống Thư Hàng lấy được giao chỉ thiên giới ra ngoài. Sau đó, ba người cộng thêm liễu thụ yêu và hành yêu vui vẻ trở lại công ty điện ảnh của Hoàng Sơn chân Quân. Trận nguy hiểm này dường như đã tạm thời nghỉ ngơi, thực sự không hề tới. Audio điện tử võ tấn bền Trên bầu trời, mặt trời ngả về Tây, Sắc trời đã muộn. Tống Thư Hàng cảm thán một hơi, lại kết thúc một ngày bận rộn. Nhưng mấy ngày tiếp theo chắc sẽ không bận rộn như thế này nữa. Trong thời gian sắp tới, các thành viên trong nhóm Cửu Châu số 1 đều bắt đầu xoay quanh trận chiến mặt pháp. Trước khi bộ phim công chiếu, Tống Thư Hàng chắc hẳn có thể vui vẻ nghỉ ngơi mấy ngày rồi đợi phim chiếu lần đầu. Kể ra thì Tống Thư Hàng chắc hẳn là người mong đợi phim được công chiếu nhất trong nhóm Cửu Châu số 1 bởi vì hắn đang cần tẩy trắng gấp. Trong trailer tuyên truyền của trận chiến mặt Pháp, mấy cảnh được cắt ra ấy khắc họa hình ảnh một cao thăng sư huynh vô cùng độc ác. Bây giờ trên mạng tràn ngập mấy bình luận đáng sợ kiểu như cao thăng sư huynh phải chết, đả đảo cao thăng sư huynh, cứu vớt lang dạ, xẻo thịt cao thăng sư huynh. Sử cao thăng sư huynh đi. Đến mẹ Tống cũng gọi điện thoại đến đòi đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Tống Thư Hàng, quá bi kịch. Vì thế, giờ Tống Thư Hàng rất sốt ruột đợi phim công chiếu để tẩy trắng, xoay chuyển ấn tượng của công chúng với nhân vật cao thăng sư huynh này. Hy vọng sau khi phim được chiếu, phân cảnh cao thăng sư huynh hy sinh anh Dũng kia có thể khiến công chúng yêu quý cao thăng sư huynh một chút. Chỉ cần mọi người bỏ ra chút tình yêu, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp. Phải có tình yêu. Ngoại trừ Tống Thư Hàng, một người nữa cũng sốt ruột chờ ngày chiếu phim có lẽ chính là Minh Nguyệt Kỳ thời hữu tiền bối hắn chỉ hận không thể khiến cho công chúng nhớ kỹ nhân vật phản diện mặc áo giáp tinh xảo dữ dằn, từ đó nhớ kỹ hắn. Nguyện vọng nhỏ bé này của hắn có thể thực hiện được không thì phải xem ngày công chiếu rồi. Khi Bạch Tôn giả đưa mấy người Tống Thư Hàng rời khỏi sa mạc, ra khỏi phạm vi tổ địa vô cực ma tông thì điện thoại của Tống Thư Hàng lại có tín hiệu. Tín hiệu điện thoại vừa được khôi phục thì điện thoại của Tống Thư Hàng rung lên liên tục. Sau đó, hắn nhận được gần 100 tin nhắn. Á à đù đủ, sao lại có nhiều tin nhắn thế? chẳng lẽ có người dùng tin nhắn ra quanh tạc hắn hả? đầu năm nay luôn có mấy người độc ác dùng loại tin nhắn ác độc này quấy rối người khác. nhưng ta không phải mấy em gái sinh tươi, quấy rối ta thì có tác dụng quái gì hả? tống thư hàng mở tin nhắn ra. sau đó hắn phát hiện ra trong mục tin nhắn đều là tin nhắn của người quen. trong đó số lượng tin nhắn nhiều nhất thuộc về nhóm bạn học, có bạn học ở đại học giang nam, cũng có bạn học cấp 3 trước đây đứng ở vị trí thứ hai là các thành viên trong nhóm họ hàng tống thư hàng đen mặt lại không cần mở tin nhắn hắn cũng đoán được nội dung của tin nhắn là gì hắn tiện tay nhấn một cái phần lớn tin nhắn của các bạn học có nội dung như sau ví dụ thư hàng mày diễn cao thăng sư huynh đúng không không cần chối đâu vì trong trailer tuyên truyền tao đã nhìn thấy ba tên cao mỗ mỗ thổ ba dương đức rồi á à đù có phải tao đang nằm mơ không đấy là phim điện ảnh của đạo diễn jacob đấy cầu tiến cử tao cũng không ngờ là linh điệp tiền bối sẽ mời đạo diễn jacob tới quay phim mà ngoài ra tao không thân quen với đạo diễn jacob không thể tiến cử mày được đâu a à hàng cầu giới thiệu lăng dạ tao đã trở thành fan não tàn của lăng dạ rồi fan não tàn của bạch tôn giả tung hoành trên trái đất này mấy nghìn năm nay rồi dấu chân đã trải dài khắp thế giới không phải là trải dài khắp vũ trụ chứ nếu như fan não tàn nào cũng đòi giới thiệu thì cả đời này tao không cần làm gì hết, chỉ dành thời gian giới thiệu chúng mày cho bạch tôn giả thôi. Cao thăng hàng, mày chết chắc rồi. Đương nhiên, nếu mày đồng ý giới thiệu sư tỷ mộ dung họa cho tao quen thì tao sẽ tha cho mày. Tin nhắn này Tống Thư Hàng quyết định giữ nguyên không thay đổi một chữ nào và chuyển tiếp cho dược sư tiền bối. Xin chào Cao Thăng Sư Huynh, tạm biệt Cao Thăng Sư Huynh. Ngoài ra nếu mày giới thiệu chàng trai ấm áp phong xuyên tử sư huynh cho tao quen thì tao sẽ bỏ qua cho mày. Tin nhắn nhắn này Tống Thư Hàng quyết định giữ nguyên không thay đổi một chữ nào và chuyển tiếp cho Giang Tử Yên cô nương. Thư Hàng, có người chi một số tiền lớn để tìm gặp mày ngoài đời, nghe nói chỉ cần tìm được cao thăng sư huynh thì có thể lấy được 6 tờ tiền đỏ đấy. Vì thế, mày có định khao một trầu để bịt cái miệng này của tao lại không? Tình bạn của chúng ta chấm dứt ở đây, không ngờ tình bạn của chúng ta chỉ đáng giá có 6 tờ tiền đỏ thôi. Cao Thăng sư huynh, trả lăng dạ lại cho tao. Lăng dạ thân yêu của tao lại bị mày ngược đãi hết lần này đến lần khác, tao đau lòng quá. Tao hận chết mày. Hắn cân nhắc xem có kéo số điện thoại này vào blacklist không. Bởi vì người gửi tin nhắn này là nam, vì thế, cậu ta là gay. Tôi thay mặt cho hội quyền anh đại học Giang Nam xin Cao Thăng sư huynh chỉ giáo phó hội trưởng hội tán đả Nam Hạo Mãnh cũng đã bị tao đánh ngã đây mà. Muốn khiêu chiến với tao thì khiêu chiến với anh chàng to con Nam Hạo Mãnh đi đã nhé. Hắn kéo hết xuống, phần lớn tin nhắn mà bạn bè gửi đến đều có nội dung tương tự. Ừm, trên thực tế mấy tên trong nhóm bạn học này đều khá thân với Tống Thư Hàng. Bởi vì Tống Thư Hàng chỉ lưu số điện thoại của những người có quan hệ tốt với hắn mà thôi. Nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã mà. Kỳ thật phần lớn mấy người bạn học này đều rất kinh ngạc trước vận may của Tống Thư Hàng, Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba và Dương Đức vì họ có thể chen chân vào đoàn làm phim của đạo diễn Thế Giới Gia Cốp, trong thời gian nghỉ hè lại được đóng một bộ phim. Tin nhắn mà nhóm họ hàng gửi đến lại càng đa dạng hơn. Ví dụ như Tống Thọ Tinh của Tống Gia, ông là anh trai của cụ của Tống Thư Hàng. Cụ của Tống Thư Hàng mất sớm, nhưng vị Tống Thọ Tinh này đến giờ vẫn tai tính mắt sáng, vừa biết dùng máy tính lại vừa biết chơi điện thoại. Nhưng vì nguyên do tuổi tác đã lớn nên Tống Thọ Tinh vẫn có chút tư tưởng phong kiến. Thư hàng à, nghe nói cháu đi đóng phim điện ảnh rồi à. Nghe cụ khuyên một câu, đừng có đi làm con hát, phải học hành cho tốt để cống hiến cho tổ quốc. Con hiểu rồi, con biết mà. Phải giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, kính nghiệp, thành thật, thân thiện. Thư hàng, nhớ đưa thêm mấy cô bé về nhà chơi nhé, mìm mặt cười còn nữa lúc ngủ trưa trưa nay ba con còn mơ thấy con đóng phim rồi sau đó bật cười tiếng cười đó quá đáng sợ dọa mẹ chết khiếp mẹ à lần trước chẳng phải mẹ nói muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con sao thư hàng cô nào là bạn gái con thế nói cho ba biết một tiếng đến lúc tới nhà chơi ba với mẹ con cũng tiện chuẩn bị còn nữa ba nói cho con nghe hôm nay lúc ngủ trưa trong mơ mẹ con cũng mơ thấy con đóng phim rồi đột nhiên bà ấy bật cười tiếng cười đó quá đáng sợ, dọa ba chết khiếp. Ba à, tin nhắn này con sẽ gửi nguyên lại rồi gửi cho mẹ đấy. Anh Thư Hàng, hôm nay thiếu chút nữa em bị người ta đánh rồi. Có bạn hỏi em cao thăng sư huynh có phải là anh trai em không, dọa em thoát tim. May mà em thông minh, em không nhận anh là anh trai em nên mới thoát được một kiếp. Đây là tin nhắn của em họ hắn, phí công nuôi một thằng nhóc không quen biết mà, uổng cho Tết năm nào hắn cũng mua đồ ăn ngon, mua đồ chơi cho nó đại nạn giáng xuống mà đến người anh này nó cũng không nhận một lúc lâu sau tống thư hàng xem hết tất cả các tin nhắn hắn thầm thở dài một hơi tô thị a thập lục che miệng mỉm cười cô đứng bên cạnh tống thư hàng liếc được không ít tin nhắn trên điện thoại của hắn tuy rằng chỉ nhìn thấy mấy tin thôi nhưng cô đoán ra ngay nội dung những tin nhắn đó trước khi phim được chiếu ta vẫn nên bế quan thì hơn tống thư hàng nói bằng giọng nặng nề hắn sợ nếu lúc này mà hắn dám ra đường thì sẽ bị người ta chụp bao tải tẩn cho một trận mất. Tuyệt đối không khoa trương đâu nhé. Dưới sự ảnh hưởng của mị lực đáng sợ của bạch tôn giả, người muốn đánh hắn chắc chắn có thể xếp hàng từ Bắc Kinh đến Côn Minh, xuyên ngang qua cả Hoa Hạ. Dưới sự tuyên truyền của Hoàng Sơn Trân Quân, trailer phim nhanh chóng xâm nhập vào đời sống của người dân Hoa Hạ. Hơn nữa chất lượng trailer quả thật rất tốt, dung mạo của diễn viên người nào người nấy đều xuất chúng, trai xinh gái đẹp mấy cảnh có hiệu ứng đặc biệt trong trailer đè bẹp hết tất cả các hiệu ứng trên thế giới. Từ sau khi trailer được tung ra, trên cơ bản toàn nhận được những bình luận tích cực. Chỉ cần đến lúc vào dạp chiếu, hiệu quả thực tế của phim có thể được bằng một nửa, à không, một phần ba, thậm chí một phần năm trailer là đã không phí tiền mua tấm vé xem phim này rồi. Vì thế, nhiều người dục dịch móc tiền ra, bộ phim này quả thật đáng xem nhưng dưới tình huống mọi người đều có những đánh giá tích cực về bộ phim thì có vài người cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. chương 827, Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu rất vui. Ôi, bộ phim, trận chiến mạt Pháp, là cái gì thế? Sao chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có nhiều bình luận tốt đến thế? Trong chuyện này nhất định có mở ám gì đó. Chắc chắn là bên sản xuất phim thuê nick Hảo để bình luận tốt, đợi ta đi bôi đen bọn họ một trận nhưng mà trước khi bôi đen họ cũng phải xem trailer cái đã. Cho dù có bôi đen cũng phải cố sức không bôi đen kiểu không có não. Bôi đen kiểu không não sẽ bị người ta khinh thường đấy, vẫn nên có chút dẫn chứng thì tốt hơn. Vì vậy rất nhiều người ôm ý nghĩ này đi xem trailer. Ồ, đây là tác phẩm của đạo diễn ra Cốp hả? Thật là đạo diễn ra Cốp đó sao? Không phải là mạo danh đấy chứ? Thôi xem chủ đề phim là gì trước cái đã. Ồ, thể loại tận thế à? Hơn nữa đây còn không phải đề tài anh hùng thường thấy mà còn cho thêm yếu tố tu chân vào hả? Tu chân và tận thế kết hợp với nhau, tuyệt cú mèo. Không đúng, nên nói là đáng để bôi đen chứ. Xem tiếp nào, wow, còn cho thêm nhiều hiệu ứng khoa trương thế hả? Hiệu ứng này trâu bỏ quá. Chắc không phải là cho hết mấy cảnh hiệu ứng vào trailer rồi đấy chứ. Bôi nhỏ phát nào, cá 5 đồng, sau khi bị lừa vào dạp xong, khán giả chỉ có thể nhìn vào mấy cái hiệu ứng này mà sống tiếp rồi, mấy cảnh khác chắc chắn hiệu ứng chẳng ra đâu vào đâu. Sau khi xem hết trailer, bất ngờ họ lại thấy có hứng thú. Ngoại trừ việc cảm thấy cao thăng sư huynh nhất định phải chết ra thì không tìm thấy bất cứ chỗ nào đáng để bôi đen. Hết cách rồi, dù gì thì trailer ngắn quá mà. Vậy thì chỉ có thể xuống tay từ diễn viên rồi, đi xem diễn viên cái đã. Nhiều diễn viên như thế mà chả có ai có tên tuổi cả á lại là một điểm trừ. Nhưng mà, diễn viên phim này ai nấy đều có gương mặt xuất chúng, đúng là đỉnh quá. Dựa vào dàn diễn viên trẻ đẹp này, mình cũng muốn vào dạp ủng hộ phim này. Đù, mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Đáng ghét, dám dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ ta. Ảnh của mấy diễn viên này chắc chắn đều đã được photoshop cả rồi. Hình tượng trong phim chắc chắn không bằng trong ảnh, giống cái phim điện ảnh gần đây mới ra ấy, trên áp phích trông nữ chính xinh đẹp động lòng người lắm. Nhưng vào dạp xem thì thấy nữ chính làm người ta muốn ngủ mắt luôn. Không cần nói nhiều nữa, nắm lấy điểm này, bôi thêm một trận nữa. Dù sao, trong mắt những người này, trailer chỉ dài 150 giây này đáng để bôi đen. Không bôi đen được cũng phải cô kéo ra một cái chủ đề mà bôi. Đừng xem thường bọn họ, bọn họ là dân chuyên nghiệp đấy. Internet là nơi mọi người có thể ngôn luận khá tự do khi phát ngôn trên mạng chỉ cần không tự đi tìm đường chết thì bình thường cũng sẽ không có các chú đến tận nhà kiểm tra đồng hồ nước, đưa nước, tặng ấm áp đâu. Dần dần, trên mạng xuất hiện những diễn đàn như trang web để mọi người bình luận về các bộ phim điện ảnh. Mới bắt đầu, mọi người cũng chỉ nói chuyện bình thường hoặc là thảo luận về các bộ phim mới được công chiếu hay là sắp công chiếu mà thôi. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào Mỗi khi một bộ phim điện ảnh tung ra trailer luôn sẽ có người đứng ra tóm lấy những chỗ thiếu sót của bộ phim rồi bình luận phim từ đầu đến cuối một phen. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Một là, làm dâu chăm họ, cho dù là những bộ phim điện ảnh kinh điển đáng cấp thế giới cũng không thể thỏa mãn sở thích của tất cả mọi người được. Bạn thấy là mỹ thực tuyệt thế, nhưng tôi lại thấy nó là món ăn rác thì sao? Hai là, yêu cầu của khán giả với phim điện ảnh càng ngày càng cao, bây giờ đã không còn là thời đại tùy tiện kéo hai cao thủ ra diễn phim võ hiệp, đánh nhau hai 30 phút mà vẫn khiến cho khán giả tấm tắc khen hay như năm đó nữa rồi. Tình tiết và hình ảnh trong mấy phim điện ảnh vừa công chiếu gần đây đã không thể thỏa mãn khán giả nữa rồi. Hơn nữa dạo này các loại phim rác xuất hiện liên tiếp cũng khiến cho khán giả không thể chống đỡ nổi. Nhưng mà, nếu như thật sự không thích một bộ phim điện ảnh, không hợp khẩu vị hay là bộ phim đó quả thật quá nát thì cho một bình luận kém rồi thôi ngược lại có một nhóm người bất luận bộ phim đó hay hay dở chỉ cần nhìn thấy phim đó được nhiều đánh giá tốt là tay chân lại ngứa ngáy đây chính là phần tử chuyên đi bôi đen phim sao bọn họ không đi chơi bóng rổ mà lại cứ thích làm anh hùng bàn phím cướp chén cơm của người khác thế hả trong công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất điện ảnh hoàng sơn đậu đậu lại biến thành một bãi đậu đậu bị nhốt trong một bình hoa trong suốt sau khi nó phát bài ca Hoàng Sơn ngu ngốc, do tạo hóa Pháp Phương biểu diễn lên nhóm thì lập tức bị Hoàng Sơn chân quân đưa đến chỗ diệt phượng công tử để diệt phượng công tử biến nó thành một bãi đậu đậu, rồi bị Hoàng Sơn chân quân nhốt vào trong một cái bình hoa to đặt ở trong công ty. Còn có mấy vị đạo hữu rảnh rỗi khác cũng ở lại trong công ty điện ảnh của Hoàng Sơn chân quân đợi ngày chiếu đầu tiên của phim vào 4 ngày sau. Bởi vì nhàn rỗi không có việc gì làm nên mấy ngày hôm nay, các đạo hữu đều luận đạo, giao lưu với nhau về tâm đắc tu luyện gần đây của mình. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu làm cả hai việc cùng một lúc. Hắn vừa đàm đạo với các đạo hữu vừa lướt điện thoại. Hắn nhìn thấy bình luận liên quan đến trận chiến mặt pháp trong các trang web thảo luận về phim điện ảnh lớn. Phần lớn những bình luận này đều khiến hắn đau mề. Trong bao nhiêu bình luận như thế, chỉ có vài cái là có nhắc tới nhân vật phản diện mạnh nhất như hắn. Cho dù được khen đẹp trai thì cũng bị chú thích thêm là hiện đã không còn nhớ mặt mũi của hắn ra sao mà ngay cả bộ áo giáp trên người hắn cũng dược nhắc tới nhiều lần, vượt xa bản thân hắn. Cứ lướt cứ lướt, đột nhiên có mấy bình luận mới xuất hiện trước mắt hắn. Đều là bình luận một sao, nội dung chính là bôi đen bộ phim, trận chiến mạt pháp từ mọi góc độ. Cái gì mà diễn viên chắc chắn không đẹp như trong ảnh, gì mà hiệu ứng trong phim chỉ đáng năm xu, tình tiết phim tận thế thêm yếu tố tu chân chắc chắc rất nát, cao thăng sư huynh nhất định phải chết, đạo diễn gia cốp chắc không phải là cùng tên chứ không cùng người đấy chứ, vân vân. Ừm, cứ bôi đen đi, đầu năm nay có bộ phim điện ảnh nào không bị người khác bôi đen đâu. Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu bày tỏ mình có một trái tim bao dung. Dù sao thì sự thật cũng thắng hùng biện, diễn viên ngoài đời đẹp hơn trong phim, hiệu ứng là thật, cao thăng sư huynh cũng chết thật rồi, đạo diễn cũng là gia cốp thật. Vì thế những bình luận này đều có thể bỏ qua. Đợi đến khi phim chính thức ra rạp là có thể tát bốp 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 vào mặt những người này rồi. Cứ xem cứ xem, đột nhiên, Minh Nguyệt Kỳ thời Hữu Đạo Hữu nhìn thấy một bình luận một sao. Tiêu đề của bình luận là: Những điểm khác đều bị mọi người nói sạch rồi, tôi đây liền nói một chút về nhân vật phản diện Đô đốc Tà Ma Tà tướng Minh Nguyệt vậy. Lúc Minh Nguyệt Kỳ thời Hữu Đạo Hữu nhìn thấy bình luận này thì hai mắt sáng lên, một cảm giác hạnh phúc tràn lên trong tim. Đoạn một trong bình luận một sao mọi người cùng xem lại trailer mà xem, trang phục mà vị tà tướng Minh Nguyệt này mặc để lên sàn là một bộ khôi giáp màu xanh, nhìn là thấy tràn đầy phong cách ảo tưởng, tôi nhìn mà còn thấy ngại. Còn có thanh kiếm cỡ lớn kia nữa, cách ăn vận của hắn đâu có giống boss phản diện chứ, giống một tên ngốc hơn ấy. Minh Nguyệt kỳ thời hữu cảm thấy hơi bất mãn, tại sao lại bình luận về áo giáp nữa thế? Bình luận về ta đi, bình luận về chính bản thân ta đi. Sau đó, là đoạn bình luận thứ hai xét từ góc độ đầu tóc chê bai nhân vật tà tướng minh nguyệt minh nguyệt kỷ thời hữu đạo hữu trao mày lại sau đó là đoạn thứ ba từ hình ảnh ra tay sau khi lên đài của tà tướng minh nguyệt chê bai nhân vật này minh nguyệt kỷ thời hữu đạo hữu lại nhíu mày chặt hơn cuối cùng đoạn kết của bình luận cuối cùng chúng ta cùng xem tạo hình của nhân vật tà tướng minh nguyệt này đúng là thất bại lớn Rõ ràng đây là một nhân vật phản diện mà tôi đã xem trailer 150 giây này vô số lần cũng không thể nhớ nổi nhân vật này. Tôi còn nghiêm túc đi xem lại ảnh diễn viên đóng nhân vật Tà Tướng Minh Nguyệt này một lần, phát hiện ra đây là một diễn viên nam điển trai đấy. Nhưng lại bị tạo hình trong phim biến thành nhân vật không có tí cảm giác tồn tại nào, từ trước tới giờ tôi chưa từng nhìn thấy một nhân vật nào dở tệ như thế. Cho bình luận kém. Lúc này, Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu lại gật đầu đầy hài lòng. Tuy rằng đây là một bình luận đầy ác ý nhưng Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Lần trước lúc trái tim hắn cảm thấy ấm áp thế này là khi bác Hà Tán Nhân không cần giấy nhớ mà cũng có thể gọi được tên hắn. Cảm giác này thật là tốt. Diệt phượng công tử nhìn Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đạo hữu, lo lắng hỏi. Túy nhiệt cư sĩ, người sao thế? Có phải không khỏe không? Hay là người đi nghỉ trước nhé? Cảm ơn Diệt phượng đạo hữu quan tâm, ta không sao, không cần lo lắng cho ta đâu. Nhưng mà ta phải đi gọi điện thoại cái đã. Minh Nguyệt kỳ thời hữu nói nhỏ. Diệt phượng công tử cười ấm áp. Không sao là tốt, nếu như túy thiên cư sĩ thật sự mệt thì nghỉ ngơi đi, sức khỏe quan trọng hơn. Minh Nguyệt kỳ thời hữu đạo hữu quay đầu lại mỉm cười, sau đó cầm điện thoại rời khỏi chỗ các đạo hữu luận đạo. Sau đó, hắn nhanh chóng gọi điện thoại cho mấy sư đệ của mình, xin sư đệ của hắn giúp đỡ. Một chuyện rất nhỏ. 2 giờ sau. Khu nhất Dương ở Hoa Hạ. Có một thanh niên ngồi trước máy tính, nhàm chán lắc lư thân mình trên ghế. Gần đây cuộc sống thật buồn chán, thiếu kích thích. Từ sau khi tốt nghiệp xong, hắn trở thành một công nhân viên chức bình thường. Thế rồi game online cũng ít chơi, bởi vì không bỏ ra được nhiều thời gian công sức vào đó như trước được nữa, hơn nữa thiếu đi cảm giác tụ tập bạn bè cùng chơi game như hồi còn đi học. Dần dần hắn không còn chơi những game online quy mô lớn nữa chỉ thỉnh thoảng lên mạng chơi một ván vương giả mạnh nhất nhưng chỉ giới hạn chơi một ván thôi trước kia thích xem phim điện ảnh nhưng bây giờ những phim điện ảnh hay càng ngày càng ít cuối cùng kẻ nhàn rỗi sinh nông nổi như hắn dần dần có một thói quen xấu bất luận là bộ phim điện ảnh nào hắn đều sẽ trăm phương ngàn kế tìm ra chỗ thiếu sót của bộ phim sau đó lên mạng cho bình luận kém một sao hơn nữa lại còn có dẫn chứng đàng hoàng không phải bôi đen kiểu không não ví dụ như hôm nay hắn vừa cho bộ phim trận chiến mạt pháp tuyên truyền điên cuồng kia một bình luận một sao điểm yếu kém chính là nhân vật tà tướng minh nguyệt chả có tí cảm giác tồn tại nào kia sau khi bình luận xong hắn lại bắt đầu thấy nhàm chán làm cái gì thì vui nhỉ a à, cũng nên tìm một người bạn gái rồi người thanh niên đó nghĩ ngợi miên man lúc này có tiếng đập cửa truyền từ ngoài cửa tới chuông cửa nhà hắn vừa bị hỏng xong ai thế người thanh niên đó hỏi xin chào chúng tôi tới kiểm tra đồng hồ nước ngoài cửa truyền tới giọng nói trầm khàn người thanh niên đồng hồ nước nhà tôi ở bên ngoài đấy nói đùa thôi chúng tôi nhà người của công ty chuyển phát nhanh phong thu mở cửa nhận chuyển phát nhanh nào giọng nói ngoài cửa tiếp tục nói biến dạo gần đây tôi không mua hàng online thì lấy đâu ra chuyển phát nhanh người thanh niên đó bực tức rượu mời không uống uống rượu phạt nổ cửa cho ta Giọng nói của người bên ngoài cũng có vẻ tức giận. Chương 826. Chương 828, trận chiến mạt pháp đến đây. Nổ cửa hả? Đầu năm nay mấy phần tử tội phạm đều kiêu ngạo thế à? Hay là mình đã đăng nội dung đáng chết nào lên trên mạng nên bị kiểm tra đồng hồ nước thật hả? Không đâu, mình là một công dân tốt tuân thủ luật pháp, trước giờ không hề nói điều gì quá khích trên mạng cả chỉ độc cho mỗi bộ phim điện ảnh một bình luận một sao để giải tỏa sự âm u trong lòng thôi mà. Trong lúc hắn đang suy nghĩ thì cửa nhà hắn nhẹ nhàng mở ra. Người thanh niên này ở trong một căn phòng cho thuê đơn giản, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh, một phòng khách, không có phòng bếp. Phòng khách là nơi bình thường hắn nghịch máy tính, đối diện với cửa nhà. Cửa phòng không bị nổ tung, nhưng cứ như có một bàn tay vô hình vặn khóa mở nó ra vậy. Cảnh tượng này thật là làm người ta kinh hãi. Tiếp đó, có hai người đàn ông cao to đi vào trong phòng. Một người mỉm cười đầy vẻ thân thiện, vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác đáng tin. Một người khác vẻ mặt rất khó chịu, hiển nhiên chính là cái vị nói cho nổ cửa nhà lúc nãy. Người thanh niên đó nói bằng giọng hoảng sợ. Mấy người là ai, đừng qua đây, mấy người mà đi qua đây là tôi bảo cảnh sát đấy. Anh bạn à, đừng hoảng sợ, chúng tôi không có ý xấu đâu người đàn ông luôn mỉm cười kia suy nghĩ một lát rồi bảo cậu có muốn có tiền không không có ý xấu mà còn xông vào nhà tôi à người thanh niên nghĩ ngay đến những cảnh tượng đáng sợ trong các bộ phim điện ảnh ví dụ như chùm buôn thuốc phiện ở nước ngoài sẽ chọn một vài người bình thường ép bọn họ phải vận chuyển hàng cấm chẳng hạn tiền đương nhiên là tôi thích nhưng tôi tuyệt đối không làm mấy chuyện phạm pháp đâu các người từ bỏ ý định đi trong lúc nói chuyện người thanh niên đã lặng lẽ bấm số cảnh sát không cần gọi điện đâu tín hiệu chỗ này bị tôi cắt đứt rồi người đàn ông với gương mặt khó chịu kia lên tiếng tìm người thanh niên kia đập thình thịch xong đời rồi người đàn ông luôn mỉm cười nói không cần lo lắng chúng tôi thật sự không có ý xấu cách đây không lâu có phải anh bạn đã đăng một bình luận về nhân vật phản diện trong trận chiến mặt pháp lên mạng đúng không á à đủ chỉ vì một bình luận mà mấy người muốn làm thì tôi ư người thanh niên nghĩ không biết có phải thế giới này điên cả rồi hay không chỉ là một bình luận một sao bình thường thôi mà hơn nữa cũng không nói gì quá đáng chỉ vì điều này mà lặn lội tìm đến tận cửa còn xông vào nhà hắn hả có phải là điên cuồng quá rồi không tôi đã nói là anh bạn hiểu lầm rồi mà chúng tôi hoàn toàn không muốn gây phiền phức cho cậu người đàn ông luôn mỉm cười đó nói nên nói thế nào nhỉ bình luận một sao đó của cậu khiến sư huynh nhà chúng tôi rất vui vì thế huynh ấy bảo chúng tôi đến tìm và giúp đỡ cho cậu tôi đã điều tra rồi gần đây hình như kinh tế của anh bạn hơi căng phải không người thanh niên xem ra là đúng rồi cho cậu này đây là phần thưởng sư huynh nhà chúng tôi cho cậu đừng khách khí cứ cầm lấy đi người đàn ông luôn mỉm cười đưa cho hắn một bao lì xì nhìn độ dày của nó nếu như thật sự là tiền thì hẳn là không ít đâu nhỉ. Ngoài ra, nếu như cậu hài lòng với phần thưởng này thì có thể tranh thủ cơ hội, đăng một số bình luận về tà tướng Minh Nguyệt lên mạng. Bất luận là bình luận tốt 5 sao hay là bình luận kém một sao đều được cả, chỉ cần bình luận tỉ mỉ về nhân vật tà tướng Minh Nguyệt này là có thể lấy được nhiều phần thưởng hơn. Người đàn ông luôn mỉm cười tiếp tục nói. Cậu thanh niên cẩn thận mở bao lì xì ra xem, thật sự là mấy tờ tiền màu đỏ này, ít nhất phải hơn chục nghìn tệ. Hắn lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẫn luôn giữ gương mặt mỉm cười kia. Đầu óc của mấy người này có bình thường không thế? Bất luận là bình luận tốt năm sao hay là bình luận kém một sao, chỉ cần nói tỉ mỉ về nhân vật Tà Tướng Minh Nguyệt này là có thể lấy được nhiều phần thưởng hơn hả? Điên rồi à? Hay là do đây là thế giới của người giàu có, hắn không thể nào hiểu nổi. Làm cho tốt nhé, tôi sẽ chú ý tới cậu." Người đàn ông mặt mỉm cười kia cười nói. Nói xong, hắn phất tay, rời đi một cách phiêu giật. Sau khi người đàn ông luôn mỉm cười đi, người đàn ông có vẻ mặt khó chịu kia đột nhiên ép giọng xuống nói. Nhớ kỹ, viết bình luận cho tử tế. Chỉ được viết bình luận về nhân vật tà tướng Minh Nguyệt, đừng viết về những thứ khác. Không cần biết cậu viết bình luận tốt hay xấu, nhưng nhất định phải nổi bật, có cá tính. Ngày mai bọn tôi lại đến kiểm tra bình luận cậu viết. Trong lòng cậu thanh niên đó kinh hãi, Rõ ràng lúc trước ý của người đàn ông luôn mỉm cười kia là, nhân lúc có phần thưởng, tranh thủ cơ hội đi viết bình luận. Nhưng người đàn ông có vẻ mặt khó chịu này lại uy hiếp hắn, tối nay nhất định phải viết ra một bình luận xuất sắc, ngày mai bọn họ còn qua kiểm tra á. Thanh niên đó nuốt một ngụm nước bọt. Viết bình luận bao nhiêu chữ? Thiếu chút nữa quên giới hạn số chữ cho cậu. 10.000 chữ nhé, ít nhất là 10.000 chữ, nếu thiếu thì hậu quả ra sao cậu hiểu rồi đấy. Người đàn ông vẻ mặt khó chịu nói với giọng lạnh lùng. Sau khi nói xong, hắn ta cũng lắc lư đi ra khỏi nhà. Sau một lúc lâu, người thanh niên kia nhéo lấy mặt của chính mình rồi lại nhìn vào chiếc bao lì xì trên bàn của mình. Má nó thật sự không phải nằm mơ. Bình luận 10.000 chữ về nhân vật Tà Tướng Minh Nguyệt, đây chẳng phải muốn lấy mạng của hắn sao? Trong trailer, nhân vật boss phản diện đó xuất hiện được mấy cảnh chứ? cộng thêm bức ảnh trong loạt ảnh của diễn viên nữa, có bôi đen thì cũng bị hắn bôi hết rồi được không hả? Còn viết ra được bình luận gì nữa đây? Chỉ vẻn vẹn tí tin tức này mà bắt hắn viết bình luận 10.000 chữ, sao mà viết được hả? Hắn đột nhiên nhớ tới hồi học tiểu học phải nhìn tranh viết văn, cho một hai bức tranh kỳ quái rồi viết thành một bài văn, đúng là điên rồi. Nhưng nếu như không viết thì cứ cảm thấy rất đáng sợ. Nhưng nên bắt đầu từ đâu đây? Viết từ ngũ quan mắt mũi của diễn viên đóng vai tà tướng minh nguyệt kia thì sao ví dụ như từ đôi mắt sáng của nhân vật tà tướng minh nguyệt có thể nhìn ra tuy rằng hắn là nhân vật phản diện nhưng hắn cũng có tình cảm đù hắn là chuyên giả viết bình luận kém một sao chứ đâu phải viết tiểu thuyết kỹ năng bịa chuyện này hắn không có đâu cậu thanh niên thấy thật là mệt tim phía bên kia bạch tôn giả đưa tống thư hàng và tô thị a thập lục rời khỏi tổ địa vô cực ma tông ba người không về thẳng công ty điện ảnh của Hoàng Sơn Trân Quân. Bạch Tôn Giả đưa Tống Thư Hàng và Tô Thị A thập lục đến chỗ bí mật mà hắn chuyển giao trì thiên giới đến. Giao trì thiên giới này là do ba người cùng phát hiện ra, vì thế, Bạch Tôn Giả cho Tống Thư Hàng và Tô Thị A thập lục quyền hạn vào giao trì thiên giới bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Bạch Tôn Giả còn định giá cho hoa sen nạp mana mà hạch tâm của Tống Thư Hàng chiếu ra lần này ra ngoài gây phiền phức cho vô cực ma tông chủ yếu là để xác định giá trị của đóa hoa sen nạp mana này. Hiệu quả nạp năng lượng của hoa sen bị phong ấn còn tốt hơn tưởng tượng của bạch tôn giả. Cho dù ở nơi cấm sử dụng đan dược và linh thạch, đóa hoa sen này vẫn có thể bổ ma. Thậm chí tốc độ nạp mana vẫn vô cùng nhanh. Tuy rằng dùng 5 vạn viên linh thạch mới có thể đổi được một đóa hoa sen nạp mana có linh lực bằng 2 vạn viên linh thạch, nhưng mấy chuyện trao đổi này không cần phải tính quá chi ly. Nói tóm lại, tốc độ hồi phục linh lực của Hoa Sen nạp mana này rất nhanh, linh lực bổ sung không có tạp chất, không phản phệ, trong lúc bổ ma không bị gián đoạn, hơn nữa không chịu hạn chế cấm sử dụng đan dược và linh thạch bổ sung linh lực. Có nhiều công dụng cộng lại với nhau như thế, dù định giá theo kiểu bảo thủ nhất thì giá trị của nó ít nhất phải tăng lên 8 lần. Đây mới chỉ là giá thấp nhất, vì vào thời khắc mấu chốt, thứ này còn có thể trở thành đạo cụ giữ mạng nhưng chế ra hoa sen nạp mana không hề dễ, không thể sinh ra một số lượng lớn như hạt sen đao ý thông huyền của Tống Thư Hàng. Bạch Tôn Giả đề nghị Tống Thư Hàng có cơ hội thì đi học thuật phong ấn, tốt nhất là có thể độc lập chế ra hoa sen nạp mana. Đến lúc đó, hai sản phẩm hạt sen đao ý thông huyền và hoa sen nạp mana nhất định có thể đem tới vô số tiền tài có cho Tống Thư Hàng. Thời gian thấm thoát thoi đưa Ngày 24 tháng 8 cũng chính là ngày Hoàng Sơn chân Quân sắp xếp chiếu phim lần đầu. Hiếm khi Tống Thư Hàng trải qua mấy ngày nhàn rỗi, mấy ngày hôm nay, chuyện mà hắn làm chính là tu luyện luyện thể công pháp, điều chỉnh thể hình to lớn của mình về lại kích thước bình thường. Sau đó luyện chữ, đi xem chế tác hậu kỳ của bộ phim, nghe các tiền bối trong nhóm cửu châu số một luận đạo, mỗi ngày trôi qua thật nhẹ nhàng sung sướng. Điều duy nhất không tốt đó là cái quẻ thường 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 thường, thường kia vẫn chưa kết thúc ấn đường của hắn vẫn còn đen, điều này khiến hắn lo lắng thấp thỏm. Buổi tối ngày 24 Bình thường buổi chiếu phim đầu tiên của các bộ phim điện ảnh được xem như một kiểu tuyên truyền. Mà buổi chiếu đầu tiên của trận chiến mặt Pháp hoàn toàn không có dự định dùng làm tuyên truyền. Bộ phim đã được tuyên truyền đủ rồi, chỉ trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, Hoàng Sơn chân Quân đã tuyên truyền trận chiến mặt Pháp đến từng ngóc ngách trong đời sống của mọi người cho nên lần chiếu đầu tiên này chỉ đơn thuần là chiếu trận chiến mạt Pháp sau khi được cắt nối biên tập để các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1 xem giải trí thôi. Tuy rằng lúc biên tập, các đạo hữu như Diệt Phượng Công Tử, Bắc Hà Tán Nhân đều đứng bên cạnh xem, thuộc lầu lầu các tình tiết trong phim rồi. Nhưng, chỉ có vào dạp thì mới thấy được cái thú vị của xem phim điện ảnh được, hơn nữa còn rất có cảm giác thành tựu. Lần đầu chiếu không mời người ngoài, chỉ mời các đạo hữu trong nhóm cửu châu số 1, cộng thêm cao mỗ mỗ, Thổ Ba, Dương Đức và các thành viên trong đoàn làm phim của đạo diễn Ra Cốp thôi. Ngày thứ hai ngày 25 tháng 8, trận chiến mặt Pháp chính thức công chiếu vào một ngày cuối tuần của kỳ nghỉ hè. Vô số khán giả ngay lập tức đặt mua một tấm vé, sốt ruột đợi bộ phim bắt đầu. Có mấy người đến từ lúc tờ mở sáng, nhanh trí giành lấy mấy vé liền. Mà có vài người thức dậy muộn hơn, chuẩn bị nhân lúc cuối tuần đi mua vé xem phim sau đó bọn họ vừa xem nhìn liền phát hiện ra vé ngày hôm nay đã bị bán hết sạch rồi, đến suốt lúc nửa đêm cũng không còn. Có cần khoa trương thế không? Tuy rằng trailer của phim này cũng hay, diễn viên cũng đẹp, cao thăng sư huynh cũng tất nhiên phải chết, nhưng nhanh thế mà đã bán hết vé rồi, không phải là bên sản xuất phim khai khống số liệu bán vé đấy chứ. Trong một dạp chiếu phim ở thành phố Văn Châu, một lúc trước khi chiếu phim, lúc này trong dạp đã không còn ghế trống nữa, Tôi nói này ba thư hàng, nhiều người tới xem phim quá, ông nói xem thư hàng nhà mình, ừm, sau khi kết thúc phim cao thăng sư huynh có bị người ta trùm bao tải tần một trận không nhỉ? Mẹ Tống nhìn sảnh chiếu phim gần 300 người không một ghế trống, nói nhỏ. Ba Tống cũng nhỏ giọng đáp. Bà nói thì trong lòng tôi cũng thấy lo lắng theo. chương 829, không sai, chính là hắn. Cho dù đã là năm 2019 thì khán giả vẫn không ôm kỳ vọng quá lớn với kỹ xảo điện ảnh nước nhà, bọn họ chỉ hy vọng sau khi phim bắt đầu thì đừng xuất hiện các loại kỹ xảo rẻ bèo là tốt rồi. Nhưng mà sau khúc dạo đầu, trận chiến mạt pháp lập tức trực tiếp hấp dẫn ánh mắt mọi người. Đó là một cảnh quay từ trên cao nhìn xuống, trong màn ảnh, một tòa kiến trúc hệt như tiên cảnh nhân gian, như phong cảnh trong tranh chậm rãi ánh vào tầm mắt mọi người. Tiên khí lượn lờ, lại phối với âm nhạc êm dịu chỉ một cảnh quay thôi cũng đủ để khiến người ta nhập vào bộ phim. Thực lực của đạo diễn Jacob hoàn toàn xứng với danh hiệu đạo diễn cấp thế giới của hắn. Cảnh quay này là dùng đồ họa vi tính sao? trông cứ như thật ấy nhỉ. Có người thấp giọng nói. Có thể là mô hình phối hợp với đồ họa vi tính đấy, có điều muốn làm đến loại trình độ với kết cấu chân thật như vậy thì không phải là mời đoàn thể kỹ xảo cấp thế giới đến chế tác đó chứ. Người bạn bên cạnh cũng không dám khẳng định cảnh trong phim tiếp tục được kéo lại gần, cuối cùng chuyển màn ảnh đến một chỗ trên đài tỷ võ. A, à, đài tỷ võ quen thuộc siết bao. Đây không phải là phân cảnh cao thăng sư huynh treo nhân vật chính lăng dạ lên đánh trong trailer sao. Vừa mở màn là trực tiếp vào luôn cảnh này sao, kích thích thế cơ à. Cao thăng sư huynh nhất định phải chết, không ít người âm thầm nắm tay rồi thầm nghĩ trong lòng. Không ít người vì những lời này mà tiến vào dạp chiếu phim cảnh trên đài tỷ võ được triển khai toàn bộ. Trưởng lão bát tí kiếm thánh của không vân phái mang vẻ mặt lạnh lùng, hai tay ôm trước ngực. Chỉ bình thường đứng đó thôi cũng khiến người ta có một loại cảm giác công chính vô tư. Xung quanh là một đám đệ tử bình thường của không vân phái, họ lẳng lặng vây quanh bên cạnh võ đài rồi thấp giọng trao đổi với nhau. Tiếp đó, nhân vật chính lang dạ đi lên đài tỷ võ, vẻ mặt hắn kiên cường không sợ hãi đạo bào đồng phục màu xanh nhạt khoác trên người hắn lại như được đo ni đóng giày cho riêng hắn vậy. Mái tóc đen thật dài của lăng giả dạ tung bay theo gió, bước từng bước một lên võ đài. Khác với trailer đã qua cắt nối biên tập, chuỗi phân cảnh dài lúc phim mở màn này hoàn toàn phô bày khí chất của nhân vật chính lăng giả dạ cho khán giả. sung mạo của hắn còn đẹp hơn gấp 10 lần trong trailer. Toàn bộ khán giả trong dạp chiếu phim đều ngừng thở vào thời khắc này là ai nói diễn viên trong phim khẳng định không đẹp bằng poster vậy? Đúng là nói bậy, lăng dạ còn đẹp hơn gấp trăm lần trong poster đó. Có người nhịn không được thấp giọng nói. Trở về lập tức phun chết đám cặn bã rốt đặc cán mai kia. Tôi có cảm giác hôm nay tôi lại yêu rồi, má mi xin đánh con lần nữa đi. Ba Tống và mẹ Tống chứng kiến bộ dáng nhiệt tình của khán giả trong dạp chiếu phim thì thận trọng cúi đầu lần nữa. Phen cuồng não tàn là đáng sợ nhất đó, thật lo lắng cho thằng con mình mà tiếp đó cao thăng sư huynh được xếp vào bảng phong vân nhân vật đáng ghét nhất đi ra trong tiếng thúc giục nhiều lần lúc lên sân khấu còn kèm theo background music cao thăng sư huynh xuất hiện trong màn ảnh cũng đang mặc đạo bào màu lam hắn cười lạnh một tiếng với nhân vật chính lăng dạ lăng dạ rốt cuộc ngươi cũng không trốn tránh nữa mà dám ra ứng chiến rồi sao phía sau cao thăng sư huynh còn có hai sư đệ nịnh hót một tấc không rời Sư huynh, hôm nay nhất định phải dạy dỗ Lăng Giả cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Đúng, khiến hắn từ nay về sau không dám làm trái ý sư huynh nữa. Cao Thăng sư huynh hừ lạnh một tiếng, nói: "Lăng Giả, lần này ta muốn đánh cho ngươi một tháng không xuống giường được." Lập tức, sát ý ngút trời dâng lên trong dạp chiếu phim. Luồng sát ý này là sát ý tụ tập của gần 300 người trong dạp chiếu phim, toàn bộ đều hướng về phía Cao Thăng sư huynh tiếp đó chính là phân cảnh cao thăng sư huynh khiến vạn người căm ghét điên cuồng hành hạ lăng dạ. Quảng đi việc yêu ghét đối với nhân vật thì đoạn đánh nhau kế tiếp bốc lửa tới cực điểm. Mỗi một chiêu mà lăng giả dạ và cao thăng sư huynh dùng để đánh nhau đều tràn đầy lực lượng, tuyệt đối không phải bình rỗng kêu to. Đạo diễn Jacob không cắt đi một đoạn nào trong phân cảnh đánh nhau bốc lửa này cả, tối đa chỉ điều chỉnh chút góc độ thị giác để hình ảnh trông càng thêm kích thích mà thôi. Cảnh đánh nhau không hề dài, nhiều nhất chỉ hơn 30 chiêu. Nhưng đoạn đánh nhau bốc lửa này phối hợp với nhạc nền lại làm bùng nổ adrenaline của khán giả trong nháy mắt, khiến cảm xúc mãnh liệt của khán giả triển khai toàn bộ tựa như đang đua xe vậy. Sau 30 chiêu, lăng giả rơi vào thế hạ phong, đạo bào bị cắt, máu tươi nhuộm ướt cả đạo bào. Trong đám khán giả có vài người dối rít hít một hơi khí lạnh, luôn có cảm giác lúc đau của cao thăng sư huynh chém lên người lăng giả thì cứ như là chém vào lòng mình ấy cao thang sư huynh nhếch miệng lên cười lạnh một tiếng lăng dạ người cũng chỉ có trình độ này thôi sao quá yếu dù là người của ngươi hay là đao của ngươi thì đều quá yếu lăng dạ không trả lời chỉ thở phì phò từng hơi lớn hai tay hắn nắm đao thép trong tay thật chặt mồ hôi không ngừng chảy xuống gương mặt ngươi biết không ta thích nhất là loại tính cách chết không nhận thua này của ngươi đấy ngươi luôn không nhận thua ta mới có thể khiến ngươi nhấm nháp đau đớn từng chút một Cao Thăng Sư Huynh nhếch miệng lên. Tiếp đó Cao Thăng Sư Huynh tiến lên tấn công lăng dạ một trận dữ dội khiến hắn thương tích đầy mình. Phân cảnh treo lên đánh tàn nhẫn này rằng có ước chừng hơn 20 giây. Đối với khán giả mà nói, thời gian 20 giây này quả thực còn dài hơn cả một thế kỷ. Sao trên đời dưới thế lại có loại người tồi tệ như Cao Thăng Sư Huynh vậy chứ? Cũng may rốt cuộc bát tí kiếm thánh ra tay chấm dứt trận thi đấu này sau đó, sư tỷ dịu dàng lên sàn lẳng lặng xử lý vết thương cho lăng dạ. Trong trailer phim thì mộ dung họa sư tỷ chỉ có một cảnh, chính là hình ảnh lúc đang mặc áo cưới. Khán giả cũng không biết quan hệ giữa vị mộ dung họa sư tỷ này và nhân vật chính lăng dạ là như thế nào. Hiện tại xem ra cô hẳn là người yêu của lăng dạ nhỉ. Mộ dung họa sư tỷ dịu dàng xinh đẹp thoáng cái đã chữa khỏi tâm tình nóng nảy bất an của khán giả. Ai cũng may còn có một vị sư tỷ xinh đẹp như vậy xuất hiện mộ dung họa sư tỷ xin yêu tôi lần nữa đi không thể không đậu xanh rau má đám bình luận bôi đen phim kia lần nữa bất kể là lăng giả hay mộ dung họa sư tỷ thậm chí là bát tí kiếm thánh và cao thăng sư huynh giá trị nhan sắc đều cao hơn một phần so với trên poster chỉ điểm này thôi thì cũng đáng tiền vé rồi có người đã nghĩ xong xuôi sau khi xem hết phim trở về nhà lập tức treo lên đánh cái đám bình luận bôi đen giá trị nhan sắc của diễn viên kia cảnh trong phim tiếp tục triển khai cái đó là vài đoạn ngắn với tốc độ nhanh toàn bộ đều là hình ảnh lăng giả bị cao thăng sư huynh đánh ngã xuống đất co quắp người lại khán giả hận đến mài răng lần nữa rất nhanh sau đó bước ngoặt đầu tiên của lăng giả trong phim xuất hiện lá rụng xào sạc màn ảnh chuyển đến ven hồ không vân phái đạo bào của lăng giả bay lượn kiếm khí tung hoành nhìn qua đều là thanh thế kinh người tựa như tiên nhân múa kiếm vậy sau đó màn ảnh kéo ra xa tại đó có một vị đệ tử cũng mặc đạo bào không vân phái đang vội vã chạy đến chính là cuồng Đao Tam lãng đóng vai đệ tử Lang Sâm một nhân vật quần chúng không xong rồi không xong rồi Lăng Dạ sư huynh việc lớn không xong rồi Lang Sâm thở phì phò chạy tới Lăng Dạ ngừng kiếm pháp rồi lên tiếng hỏi Lang Sâm sư đệ đừng gấp có chuyện gì từ từ nói Lăng Dạ sư huynh hộc hộc mộ dung hỏa sư tỷ sắp lập gia đình rồi lăng sâm sư đệ mang vẻ mặt lo lắng nói sư tỷ sắp gả cho người khác sao lăng dạ ngây người tại chỗ hồi lâu vẫn chưa hồi hồn lại loại cảm giác đau lòng này cũng khiến trái tim rất nhiều người xem bị bóp chặt trong phim lăng sâm sư đệ nói đúng vậy ba ngày sau hôn lễ sẽ cử hành vào ba ngày sau đó lăng dạ vội hỏi lăng sâm sư đệ mộ dung sư tỷ sắp gả cho ai sư tỷ sắp gả cho phong xuyên tử sư huynh. Lăng sâm đáp, cảnh này bị cắt đổi thành bóng lưng lăng sâm, ngay cả giọng nói cũng bị thay thế. Vốn lúc quay phim, cuồng đao tam lãng làm một chuyện tìm đường chết khá là to bự ở chỗ này. Đáng tiếc lần tìm đường chết này là một lần tương đối thất bại trong cả cuộc đời tìm đường chết của hắn. Đạo diễn Jacob chỉ đổi một góc quay khác, lại đổi một giọng lồng tiếng khác là đã khiến cảnh quay thuận lợi diễn ra nội dung phim chậm rãi tiếp tục tiến hành. Nói thật, nếu bộ phim này mà đổi một nhóm diễn viên và đạo diễn khác thì tỷ lệ bị vùi dập giữa chợ sẽ rất lớn. Mộ dung sư tỷ chữa khỏi lòng người lúc trước vậy mà thật sự trở thành vợ người khác mất rồi. Trong nháy mắt đó phong xuyên tử sư huynh núi tiếp theo sau cao thăng sư huynh trở thành nhân vật, nhất định phải chết thứ hai trong bộ phim. Thỉnh thoảng sẽ có người nhỏ giọng niệm mấy câu đại loại như, cao thăng sư huynh nhất định phải chết, phong xuyên tử nhất định phải chết, sau đó cứ ghim rồi lại ghim phong xuyên tử sư huynh chết thật luôn rồi tại trận chiến mà không vân phái bị diệt môn kia trong một màn đặc sắc nhất của toàn bộ phim phong xuyên tử sư huynh và mộ dung họa sư tỷ cùng đến hoàng tuyền hình ảnh trong nháy mắt đó khơi ra xúc động trong lòng rất nhiều người phong xuyên tử sư huynh dùng hành động của hắn mà nhận được thông cảm của người xem tiếp đó cao thăng sư huynh cũng đã chết chết có hơi oanh liệt dù 13 thanh kiếm ghim trong thân thể thì vẫn liều chết hiểm trợ đệ tử không vân phái rút lui, cuối cùng hắn và người yêu mình là Phạm Bạch cùng chết trong tay tà ma. Tẩy trắng rồi hà? Cao thăng sư huynh cứ vậy mà tẩy trắng rồi hà? Không biết vì sao trong lòng khán giả lại dâng lên chút phiền muộn. Trên thực tế bọn họ càng hy vọng cao thăng sư huynh nương nhờ tà ma, sau đó bị nhân vật chính lăng dạ giết ngược lại. Tại sao phải dứt khoát ngủm luôn để được tẩy trắng vậy chứ hả? chúng tôi không phục mà quả nhiên muốn bôi đen bộ phim này thì chỉ có thể nhúng tay vào từ nhân vật cao thăng sư huynh kia thôi sau đó là phân cảnh nữ quỷ linh nhi phân cảnh thôn thiên miêu mang theo đệ tử còn sót lại của không vân phái tìm được lang giả phân cảnh lang giả rốt cuộc thức tỉnh dẫn dắt mọi người chống lại tà ma được triển khai từng cái một khi đó có nụ cười cũng có nước mắt mãi cho đến hình ảnh cuộc đại quyết chiến cuối cùng một phe là tà tướng minh nguyệt mà thú địa ngục ma khuyển cùng với vô số tà ma. Một phe là lang giả dạ và thần thú hộ tông thông thiên miêu cùng với loài người tụ họp lại với nhau. Toàn bộ hành trình khán giả đều nhìn không chuyển mắt, hình ảnh chiến đấu kia, tà ma giữ tợn kia, kiếm khí và pháp thuật tung hoành, mỗi một tình tiết mỗi một phân cảnh thoạt nhìn đều tựa như sự việc đã thật sự xảy ra. Đây không giống như tình tiết một bộ phim mà quả thực cứ như chuyện thật vậy. Mà lúc này, trong một dạp chiếu phim, mấy thành viên của vô cực ma tông đang mang vẻ mặt nặng trịch, nhìn các diễn viên trên phim. Người xác định kẻ lần trước tới tập kích tổ địa của chúng ta chính là diễn viên lăng giả trong bộ phim này à? Có một vị lão giả vô cực ma tông thấp giọng hỏi. Không sai, chính là hắn. Vì vị chân nhân chỉ vào lăng giả trên hình rồi kiên định nói. Lão giả gật nhẹ đầu, nói. Hắn chính là bạch chân quân trong truyền thuyết kia. Hiện tại, hắn đã là bạch tôn giả rồi chương 830, quả trứng màu ở phần cuối phim. Lúc vị lão giả vô cực ma tông này nhắc tới, Bạch Trân Quân, trong truyền thuyết thì trong lòng vẫn còn có loại cảm giác sợ hãi. Bạch Trân Quân trong truyền thuyết, vì vị chân nhân mang vẻ mặt nghi hoặc, hiện tại hắn mới có tu vi hơn 150 năm, trước khi hắn bắt đầu tu luyện thì vị, từng là Bạch chân Quân, kia cũng đã bắt đầu bế quan, mãi đến gần đây mới ra ngoài. Vì vậy vì vị chân nhân không biết truyền thuyết của Bạch Trân Quân lão giả vô cực ma tông bắt đầu nhớ lại. Đó là một vị kẻ địch rất đáng sợ. Lão giả hồi tưởng lại mấy trăm năm trước, năm đó hắn vẫn chỉ là linh hoàng ngũ phẩm, cùng sáu vị sư huynh đệ vô cực ma tông đều là linh hoàng đang thăm dò một di tích tán tiên lưu lại ở hải ngoại. Vận số của bọn họ không tốt, bảy người cùng nhau thăm dò di tích lại chỉ tìm được mấy miếng linh thạch rác rưởi, lãng phí phần lớn thời gian và tinh lực lại không thu hoạch được gì lúc đó sư huynh phụ trách dẫn đội phỏng đoán rất có thể đã có người tiến vào di tích tán tiên ở hải ngoại này trước một bước và lấy bảo vật trong di tích đi rồi hơn nữa căn cứ vào phỏng đoán của vị sư huynh kia thì kẻ may mắn tiến vào di tích tán tiên hải ngoại này trước một bước có lẽ vẫn chưa đi xa lão giả đã nhớ không rõ lúc đó rốt cuộc vị sư huynh ngang ngược kia làm sao suy đoán ra kết quả này dù sao thì sau đó sư huynh dẫn đội dẫn theo các sư đệ bắt đầu men theo cái gọi là vết tích để đi tìm kẻ may mắn kia. Tìm được hắn, sau đó bảo hắn giao bảo vật tìm được trong di tích tán tiên hải ngoại ra, như vậy còn có thể cân nhắc việc tha mạng cho đối phương. Dù sao vị sư huynh dẫn đội năm đó đã ngang ngược thành tính, đặc biệt ngầu lòi. Sau đó, nhóm 7 người bọn họ thật sự tìm được kẻ may mắn tiến vào di tích tán tiên hải ngoại. Không sai, chính là bạch đạo hữu chỉ có cảnh giới linh hoàng giống họ, sư huynh ngang ngược kia bá đạo tiến lên bảo bạch đạo hữu giao tất cả bảo vật lấy được trong di tích ra, sau đó trở thành người hầu của hắn, như vậy hắn có thể tha cho bạch đạo hữu năm đó một mạng. Về sau, hôm nay một phần của vị sư huynh ngang ngược kia đã xanh cỏ rồi. Chuyện đã trôi qua rất lâu rất lâu, lão giả đã không nhớ rõ ràng tình hình lúc đó. Nhưng có một việc hắn nhớ rất rõ. Năm đó bảy vị linh hoàng ngũ phẩm bọn họ quần ẩu một mình bạch đạo hữu Ngay từ đầu, trong lòng hắn cảm thấy phe mình tất thắng chắc rồi, còn nghĩ phải phân chia chiến lợi phẩm thế nào. Ngay từ đầu, mọi chuyện giống như bọn họ dự liệu. Đôi bên đều là linh hoàng ngũ phẩm, đối phương còn đang ở cảnh giới nhỏ, thấp hơn bọn họ một tầng thứ, sức chiến đấu cũng kém xa bọn họ. Dưới tình huống bảy trọi một, bạch đạo hữu liên tục bại lui. Cuối cùng chiến trường chuyển tới một đảo nhỏ ở hải ngoại. Mắt thấy vị bạch đạo hữu này sẽ bị bọn họ đánh gục. Đột nhiên, Đảo nhỏ phun trào. Đúng thế, đảo nhỏ ầm một phát rồi phun trào tựa như một ngọn núi lửa vậy. Không hề có điểm báo trước, nói phun là phun. Tiếp đó, bảy linh hoàng ngũ phẩm vây công Bạch Đạo Hữu là bọn họ trực tiếp bị phun chết 6 người, chỉ còn sót lại mình hắn. Lúc ấy hắn sợ ngây người luôn, tu sĩ cấp bậc linh hoàng ngũ phẩm đó, vậy mà thoáng cái đã bị phun chết rồi. Đây nào phải núi lửa phun trào, ngay cả thiên kiếp cũng chưa từng có được uy lực như vậy đâu. Tiếp đó, hắn chứng kiến vị bạch đạo hữu kia mang vẻ mặt bình tĩnh bay một vòng gần đảo nhỏ cuối cùng nhặt được mấy thứ hình dáng kim loại và hình dáng kết tinh rồi thong thả tự nhiên mà rời đi vậy trưởng lão chúng ta còn muốn trả thù hắn không? vi vị chân nhân dò hỏi tấn công tổ địa của vô cực ma tông chúng ta mặc dù không đánh vào bên trong tổ địa nhưng bất kể thế nào chúng ta nhất định phải khiến bạch tôn giả cho chúng ta một câu trả lời nếu không toàn bộ giới tu chân đều sẽ cho rằng vô cực ma tông mềm yếu có thể ức hiếp lão giả kia trầm giọng nói vi vị chân nhân lại hỏi trưởng lão chúng ta phải trả thù thế nào đây trước tiên nghe ngóng tin tức gần đây của bạch tôn giả cái đã tìm được hắn rồi hãy nói ngoài ra trừ bạch tôn giả thì còn có một người chúng ta cần chú ý một chút lão giả trầm giọng nói rút lời hắn moi ra một cái poster của trận chiến mặt pháp rồi chỉ vào hình cao thăng sư huynh nói Diễn viên diễn cao thăng này là đối tượng mà đường chủ đường thứ hai của Cửu Nhãn Giả Ma Đường muốn tìm. Nghe nói diễn viên này là một tiểu tu sĩ tam phẩm, hắn và Bạch Tôn giả có quan hệ tốt. Muốn tập trung vị trí của Bạch Tôn giả thì có thể xuống tay từ chỗ tiểu tu sĩ này. Vi vị chân nhân nhìn poster rồi nói: Tên diễn viên là Bá Đao, đây là đạo hiệu của hắn à? Mấy vị đệ tử vô cực ma tông âm thầm gật đầu. Kế tiếp nhiệm vụ của bọn họ là tìm được vị tiểu tư sĩ có tên bá đao này trước, tập trung vị trí của hắn. Thông qua hắn để xác định vị trí của bạch tôn giả. Sau đó, đến cùng muốn trả thù thế nào thì chờ mệnh lệnh từ tầng cao cấp của vô cực ma tông. Âm 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 tình tiết phim đã tiến hành đến cuộc đại quyết chiến cuối cùng. So với tình tiết bi tráng khi không vân phái bị diệt môn lúc trước, hình ảnh trận đại quyết chiến cuối cùng này càng bốc lửa hơn hai quái vật khổng lồ thôn thiên miêu và địa ngục ma khuyển tiên phong đụng vào nhau. Lăng giả dạ cầm bảo kiếm trong tay, kiếm chỉ tà tướng minh nguyệt. Hào quang kiếm khí, pháp bảo, đủ loại pháp thuật, tất cả trông cứ như thật vậy, hoàn toàn không giống đồ họa vi tính. Tiết tấu bi kịch của cuộc chiến khá nhanh, cảnh phim được cắt sạch sẽ gọn gàng. Không ngừng có tu sĩ và tà ma ngã xuống. Âm nhạc vang dội có lực, tựa như tiếng chống trận làm rung động lòng người. Hơn nữa trong màn đại chiến cuối cùng này, đạo hữu nhóm cửu châu số một thi triển chút kế nhỏ. Trong cảnh phim có cất giấu rất nhiều trận pháp ảo thuật cỡ nhỏ. Hiệu quả của những trận pháp ảo thuật này rất yếu, lại thêm việc truyền tải qua phim, cũng không phải quan sát hiện trường, nên hiệu quả chỉ tương đương với một loại thuật thôi miên cấp thấp. Nhưng loại trận pháp ảo thuật đơn giản nhất này phối hợp với âm nhạc chế tạo riêng, khiến khán giả đang xem trận chiến cuối cùng này sẽ sinh ra một loại ảo giác bản thân rơi vào một cảnh tượng kỳ lạ dường như bọn họ thật sự tiến vào cảnh tượng trong phim dùng một loại thị giác đặc thù để thể nghiệm trận đại chiến bao la hùng vĩ này loại hiệu quả bản thân rơi vào một cảnh tượng kỳ lạ này khiến người ta như si như say chỉ cần mỗi trận đại chiến cuối cùng này thôi thì tờ vé xem phim này đã hoàn toàn siêu đáng giá rồi lúc này đây trong đầu tất cả những người bình thường đang xem phim đều vọt lên ý nghĩ tương tự đáng giá siêu đáng giá gào lúc này trong tình tiết phim thôn thiên miêu xé toang 10 cái đầu của địa ngục ma khuyển, cũng một hơi nuốt nó vào bụng. Đến tận lúc này, độ phối hợp giữa ảo thuật cấp thấp cùng âm nhạc, tình tiết phim đã đạt đến đỉnh cao nhất. Tất cả người xem đều cảm giác được bản thân đang đứng dưới thân thôn thiên miêu vô cùng to lớn mà ngước nhìn con thần thú hộ tông của không vân phái này, nhìn nó một hơi nuốt địa ngục ma khuyển vào bụng, tận mắt nhìn địa ngục ma khuyển dẫy ruộng một cách không cam lòng. Tuyệt vời ông mặt trời! Mà ngay sau đó, quả trứng màu càng lớn xuất hiện. Cảnh chiến đấu cuối cùng đương nhiên là lăng giả cùng hơn 10 vị tu sĩ cao thủ loài người đại chiến boss cuối tà tướng Minh Nguyệt. Dưới trận pháp ảo thuật, sau khi độ phối hợp giữa tình tiết phim và âm nhạc đạt đến đỉnh cao nhất, khi tất cả người bình thường xem phim đều cảm ứng được một cách rõ mồn một rằng bản thân đang đứng bên cạnh nhân vật chính lăng giả, dường như bọn họ đã hóa thân thành 10 vị tu sĩ loài người đang phối hợp với nhân vật chính lăng giả vây đánh boss cuối tà tướng Minh Nguyệt. Kích thích cực kỳ, trái tim như không phải của mình vậy, nó sôi trào như muốn đụng khỏi lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Phân cảnh cuộc đại chiến cuối cùng dài chừng 10 phút, khác với phim bình thường, toàn bộ hành trình chiến đấu trong cuộc chiến mặt Pháp đều gọn gàng sạch sẽ, động tác mạnh mẽ bốc lửa, không hề câu giờ. Tỷ như lúc phim bắt đầu, cảnh chiến đấu giữa cao thăng sư huynh và lăng Giả dạ khiến mọi người bùng nổ adrenaline cũng chỉ có hơn 30 chiêu, không đầy 3 phút một cảnh 10 phút này có thể nói là đoạn tình tiết đánh nhau đơn thuần dài nhất trong phim. Không có lời nói nhảm dư thừa, không có ba hoa trích chòe, đôi bên đánh nhau là thù hận không thể hóa giải. Đây cũng không phải là thù hận cá nhân mà là cuộc chiến sinh tồn giữa chủng tộc và chủng tộc. Tuy rằng pháp thuật, kiếm khí, đao ý, chiêu thức hoa lệ nhưng không hề có một chiêu dư thừa. 10 phút sau, boss cuối thất bại và bị diệt phong, lăng giả trọng thương lại chống kiếm mà đứng tu sĩ cao thủ cùng hắn vây đánh tà tướng Minh Nguyệt thương vong hơn phân nửa. Mà lúc này, cả bộ phim dần tiến vào hồi cuối. Âm nhạc cũng bắt đầu trở nên thong thả hơn. Hiệu quả thôi miên cấp thấp của ảo thuật và âm nhạc tán đi. Toàn bộ khán giả trong dạp chiếu phim thở phào nhẹ nhõm, sụi lơ tại chỗ ngồi của mình. Dường như bọn họ đã thực sự cùng nhân vật chính lăng dạ đánh một trận lớn với boss cuối tà tướng Minh Nguyệt vậy trái tim vẫn còn đang mạnh mẽ nảy lên, thế nhưng cũng không dữ dội. Đây cũng là chuẩn bị phía sau của đạo hữu nhóm cửu châu số một tránh cho cảnh chiến đấu cuối cùng quá quyết liệt kia cùng hiệu quả thôi miên khiến trái tim mọi người không chịu nổi. Bộ phim rốt cuộc kết thúc, danh sách tên đạo diễn, người chế tác hiện lên. Đúng là một bộ phim hay. Vượt qua cả tưởng tượng của tôi, đặc biệt cảnh cuối kia rốt cuộc là quay thế nào vậy? Quái thật, giờ chân tôi đang mềm nhũn ra vì vô cùng kích động đây này tôi có cảm giác cứ như bản thân mình tiếp xúc với nhân vật chính lang dạ ấy. Tôi cũng vậy, tôi cảm giác mình nhập vào trong một vị tu sĩ cao thủ loài người. Vùng vẫy kiếm khí trong tay, cái loại cảm giác thích thú này thật sướng đến không nói nên lời mà. Kiếm trong tay ta, chém chưa tà ma, chỉ cầu đánh một trận. Không nói nữa, trước tiên để tôi xem xem còn vé cho suất chiếu kế không. Tôi muốn kể vai chiến đấu với lăng dạ một lần nữa. Tôi lành trí nên đã nhanh chóng đặt vé ngày kia rồi. Ngày kia, vé của ngày mai và ngày mốt đều hết rồi sao? Hết lâu rồi, nếu như tốc độ của cậu trễ chút nữa thì có khi ngày kia cũng chẳng còn đâu. Ngoài ra tôi đúng là thông minh vãi luôn, tôi đã đặt 3 vé sáng, trưa, chiều ngày kia rồi. Ngày kia, tôi muốn chiến đấu cả ngày cùng lăng giả. Lúc này, trong dạp chiếu phim ở khu nhất dương của Hoa Hạ, một người trẻ tuổi cũng đang bị vây trong kích động của cảnh cuối phim. Nhưng lúc này, một giọng nói khó chịu vang lên bên cạnh đánh thức hắn từ trong cơn kích động. Giờ xem phim xong rồi, người có thể nghiêm túc đi viết lời bình 10.000 chữ liên quan tới tà tướng Minh Nguyệt rồi chứ. chương 831, người bắt yêu trẻ tuổi hẹn ngày gặp mặt cùng bạn trên mạng. Vẻ mặt thanh niên lập tức trở nên đau đớn. Chỉ vì thấp thoáng thấy anh giữa dòng người qua lại trích từ bài hát. Truyền kỳ do Vương phi trình bày. Khổ khổ, chỉ vì cào bàn phím về anh một lần trên mạng sau đó đã bị người ta tới cửa kiểm tra đồng hồ nước ép tôi viết một bài bình luận dài 10.000 chữ từ nay về sau tôi rơi vào địa ngục của những lời bình. Ngày mà trailer phim trận chiến mặt pháp phát hành, vị thanh niên này chỉ viết một bình luận dìm hàng tà tướng Minh Nguyệt trên mạng, đêm đó hắn đã bị người ta tới cửa kiểm tra đồng hồ nước. Trong bộ kịch truyền hình nào đó của Trung Quốc, lúc cảnh sát phá án vì khiến người trong nhà mở cửa mà nói dối thân phận là tới kiểm tra đồng hồ nước. Từ đó trên mạng lưu hành câu này, bị người tới cửa kiểm tra đồng hồ nước có thể hiểu là bị cảnh sát mò tới cửa hoặc bị người tìm tới cửa vì mục đích gây bất lợi cho người bên trong nhà. Thần kỳ nhất chính là người tới kiểm tra đồng hồ nước cũng không bắt hắn, ngược lại còn thưởng cho hắn một xấp tiền giấy đỏ rừng rực. Đang lúc hắn hoài nghi không biết có phải đối phương bị bệnh hay không. Kết quả, đầu đối phương quả thật là thủng con mợ nó lỗ luôn rồi người đàn ông mang vẻ mặt khó chịu kia yêu cầu thanh niên viết một bài bình luận dài 10.000 chữ về tà tướng Minh Nguyệt. Viết xong sẽ có phần thưởng trồng chất như trước đó, nếu không viết được, hậu quả rất nghiêm trọng. Đêm đó thanh niên nọ viết suốt một đêm, nhưng hắn thật sự không soạn ra được, dù sao tà tướng Minh Nguyệt chỉ lộ ra khuôn mặt trong trailer. Sau đó lại thêm một cái tên trong danh sách diễn viên trên poster. Chỉ hai hình ảnh như vậy thì hắn có thể viết ra cái gì đây? Học sinh tiểu học xem tranh sáng tác, thông thường sẽ viết ra được bài văn tối đa 500 chữ. Bình luận 10.000 chữ hắn thật sự không soạn ra được. Vì vậy ngày hôm sau, lúc người đàn ông mang vẻ mặt khó chịu kia đến muốn lấy bản thảo, thanh niên thật sự không giao được bản thảo bình luận ra. Ngày đó thanh niên đã đưa ra một yêu cầu, hắn xin đối phương trí ít cho hắn xem xong phim cái đá, sau khi có ấn tượng khắc sâu đối với nhân vật tà tướng Minh Nguyệt này thì trở về hắn mới viết được bình luận dài 10.000 chữ đây là một yêu cầu rất hợp lý tuy thoạt nhìn thì người đàn ông mang vẻ mặt khó chịu kia rất hung ác nhưng trên thực tế hắn lại dễ nói chuyện đến bất ngờ luôn hắn cũng cảm thấy yêu cầu của thanh niên khá hợp tình hợp lý vì vậy vào ngày chiếu phim đầu tiên người đàn ông với vẻ mặt khó chịu này tự mình dẫn thanh niên tới dạp chiếu phim mua vé ở vị trí tốt nhất hai người ngồi sóng vai nhau xem hết trận chiến mặt pháp sau khi xem phim xong giờ đi viết bình luận dài 10.000 chữ về tà tướng Minh Nguyệt chắc không thành vấn đề rồi chứ. Người đàn ông với vẻ mặt khó chịu kia hỏi. Thanh niên vỗ ngực nói. Không thành vấn đề, tôi có vô số nội dung bình phẩm liên quan đến tà tướng Minh Nguyệt muốn viết đây này. Lần này chúng ta trở về tôi sẽ viết ngay. Nhưng thốt ra câu đó xong, cơ thể thanh niên đột nhiên cứng đờ. Quái thật, vừa xem trận chiến mạt pháp xong, thân thể hắn vẫn còn bị vây trong trạng thái, sát cánh cùng lăng giả ác chiến với tà tướng minh nguyệt cơ mà thế nhưng lúc hắn suy nghĩ cẩn thận về phương thức lên sàn của nhân vật tà tướng minh nguyệt này thì lại cảm thấy ấn tượng có hơi mơ hồ cũng không phải không nhớ được tình tiết mà là ấn tượng đối với nhân vật tà tướng minh nguyệt trở nên rất mơ hồ thanh niên mang vẻ mặt đau khổ tại sao có thể như vậy chẳng lẽ là do mình bị áp lực quá lớn à vì vậy thứ càng muốn ghi nhớ thật kỹ lại càng trở nên không rõ ràng sao Đáng sợ hơn chính là theo thời gian trôi qua, ký ức liên quan đến tà tướng Minh Nguyệt càng lúc càng mờ nhạt. Trong lòng thanh niên có hơi hoảng sợ. Người đang nghĩ gì đó? Người đàn ông mang vẻ mặt khó chịu nhưng kỳ thật rất dễ nói chuyện hỏi. Không có gì không có gì, lần này chúng ta trở về, tôi lập tức bắt đầu viết bình luận. Thanh niên nhanh chóng đáp. Phải mau về thôi, nếu không về nữa thì toàn bộ ký ức về tà tướng Minh Nguyệt sẽ biến mất hết. Chết tiệt, sớm biết vậy thì ban nãy xem phim đã mang theo cuốn nốt rồi, vừa xem vừa viết. Bên kia, trong một dạp chiếu phim phụ cận Hoàng Sơn, Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục đang ngồi sóng vai nhau xem phim. Tuy rằng ngày hôm qua trên lễ ra mắt nội bộ của nhóm Cửu Châu số 1, hai người đã xem bộ phim này một lần. Thế nhưng xem lại một lần cùng khán giả bình thường trong dạp chiếu phim sẽ càng có hứng thú hơn. Hơn nữa Tống Thư Hàng rất muốn biết trước khán giả sẽ đánh giá bộ phim này như thế nào. Rốt cuộc là khen ngợi, hay là phê bình đây? Mặc dù hắn không nghĩ tới chuyện dấn thân vào giới showbiz, nhưng dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên của đời hắn, chung quy hắn vẫn hy vọng có thể đạt sự tán thành của nhiều người hơn. Vì vậy sau khi dùng huyến hình hung châm thoáng biến ảo ngoại hình, hai người Tống Thư Hàng và Tô Thị A thập lục lặng lẽ xen lẫn vào trong dạp chiếu phim. Phim chiếu xong, trong dạp chiếu phim truyền đến vô số tiếng khen ngợi, lại có rất nhiều người định bụng xem thêm một suất, thậm chí là mấy suất. Tống Thư Hàng dựa vào ghế ngồi, trong lòng đầy thỏa mãn. Tô Thị A thập lục vuốt tóc mai bên tai. Đánh giá của mọi người đều rất tốt. Ừ, Tống Thư Hàng đáp, nếu có thể bỏ đi các loại bình luận như cao thăng sư huynh chế quá dễ dàng, hời cho hắn rồi. Thật hy vọng cao thăng sư huynh chết thảm thêm chút thì càng tốt. Thư Hàng Tô Thị A thập lục nhẹ giọng nói. Bộ phim kết thúc rồi, qua hai ngày nữa ta sẽ đi theo Tô Thị A thất đến nơi độ kiếp mà hắn đã chuẩn bị cho ta để độ kiếp lần nữa. Lần này cô nhất định có thể độ kiếp thành công. Tống Thư Hàng nói một cách kiên định, kết quả quẻ bói của đồng quái tiên sư rất đáng tin. Ừm, lần này ta chuẩn bị rất đầy đủ, chắc chắn sẽ không có vấn đề. Tô Thị A thập lục nheo đôi mắt lại rồi cười nói. Chờ cô độ kiếp xong thì hẳn là ta đã nhập học đến lúc đó chúng ta gặp lại ở khu Giang Nam nhé. Nói không chừng chúng ta còn có thể bắt kịp đầu tháng lúc cuộc quyết đấu giữa Bắc Hà Tiền Bối và Đồng Quái Tiên Sư diễn ra đấy. Tống Thư Hàng đáp, ừm, rốt cuộc cũng sắp khai giảng rồi, kỳ nghỉ hè phong phú này thật khiến người ta có chút luyến tiếc mà. Tô Thị A thập lục cười hì hì, gật đầu nói. Ừ, khán giả chung quanh tản đi từng người một. Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục cũng đứng dậy rồi sánh bước rời khỏi dạp chiếu phim. Nhân 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 Cùng lúc đó, trong một dạp chiếu phim ở thành phố Văn Châu, một vị thiếu niên mặc áo ngắn tay với đầy hình xăm trên đôi cánh tay, vẻ mặt hắn rất ư là thỏa mãn. Thật sự là một bộ phim hay mà, đặc biệt là xem cảnh tu sĩ bên trong chém giết yêu tà khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Sau khi nói xong thiếu niên lấy di động của mình ra bắt đầu quẹt quẹt, đăng nhập vào phần mềm chat. Từ trên màn hình di động có thể nhìn thấy ID chat của thiếu tiên có tên là Viện trưởng Bệnh viện Tâm Thần. Trong danh sách bạn bè của hắn có rất nhiều rất nhiều bạn bè với những ID quái đản, rất có tố chất thần kinh. Tỷ như Đông Hải Lân Giáp Quái, Hoa Hồ Tức Ngư Tinh, Đông Bắc Đại Hổ Yêu, Trường Bạch Sơn Hoa Yêu, Tỉnh Long Vương, Oan Hồn Toilet. Bạn bè có đủ loại thần ma tinh quái vị thiếu niên này chính là thành viên của đội người bắt yêu đã đứng ra giúp đỡ Tống Thư Hàng lúc hắn bị ngựa giống tinh và chiến sĩ nhím biển đột kích. Có điều đến cuối cùng, đám người bắt yêu đầu toàn là cơ bắp này lại thấy chết không sờn mà xông về phía, yêu quái, diệt phượng công tử. Kết quả bị diệt phượng công tử quất một trận nhớ đời rồi ném lên thuyền nhỏ để họ tự sinh tự diệt giữa biển. Hiện tại xem ra bọn họ vẫn bình an sống sót. Ừm, phim cũng xem xong rồi, kế tiếp phải đến khu Giang Nam thôi nơi đó có khí thức tà ma xuất hiện thân là một người bắt yêu mình không thể ngồi xem mặc kệ được đáng tiếc là không biết yêu quái xuất hiện ở khu giang nam lần này có lai lịch thế nào mình không cách nào thêm bạn nó được nên không lấy được tin tức người bắt yêu trẻ tuổi thầm nghĩ trong lòng đồng thời hắn đưa tay trọt vào một nhóm bạn tốt có tên là nhóm yêu ma đã diệt trừ bên trong nhóm bạn tốt này có một tài khoản tên là chiến sĩ nhím biển anh dũng số 32 lớp 59 năm thứ 8 đã bị chuyển vào nhóm bạn tốt này. Vị chiến sĩ nhím biển anh dũng số 32 lớp 59 năm thứ 8 nọ chính là thành viên đám chiến sĩ nhím biển đã tập kích tống thư hàng gần như cùng lúc với ngựa được tinh. Hiện tại nó đã hạnh phúc trở về với vòng ôm của tổ tiên nó rồi. Người bắt yêu trẻ tuổi tiếp tục quẹt điện thoại. Nghĩ đến khu Giang Nam, hắn cũng nhớ tới một người bạn trên mạng của mình trước đây khi hắn chơi game thì quen biết đối phương id của tên nhóc kia có tên là thư sơn áp lực đại trước thời gian trước tên nhóc kia mắc bệnh thời kỳ nổi loạn tuổi dậy thì đến chậm bắt đầu mỗi ngày đổi một tên id một tuần bảy cái nickname đặc biệt thú vị theo người bắt yêu trẻ tuổi biết thì cuối cùng thư sơn áp lực đại thi đậu vào trường đại học thành phố giang nam danh tiếng này nếu đã vậy thì lúc đến khu giang nam diệt tà ma có lẽ mình có thể đi gặp hắn một chút nhỉ hai người là bạn tri kỷ đã lâu cũng không biết dáng vẻ đối phương ra làm sao nữa nếu đối phương là một em gái xinh đẹp thì tốt rồi không phải dạo gần đây rất lưu hành loại tình tiết này sao tán dóc trên mạng kết thân với một người anh em tốt nhưng lúc gặp nhau lại phát hiện đối phương là một cô gái xinh đẹp vậy là hai người rơi vào bể tình không đúng không đúng loại ý nghĩ này thật đáng sợ mà thư sơn áp lực đại vừa nghe thì biết ngay là đàn ông viện trưởng bệnh viện tâm thần lắc đầu người nguây để đuổi đi những ý nghĩ trước đó ra khỏi đầu. Tiếp đó, hắn đưa tay trọt mở tài khoản chat của Tống Thư Hàng rồi thử nhập một tin. Thư Sơn áp lực đại, hẳn là ngươi sắp khai giảng đúng không? Giờ ngươi đang ở đâu? Đúng rồi, có thể mấy ngày nữa ta sẽ đến khu Giang Nam chơi đấy. Tống Thư Hàng trả lời lại rất nhanh. Bây giờ ta còn đang ở phụ cận Hoàng Sơn, ngày mai sẽ trở về nhà ở Văn Châu để chuẩn bị chút hành lý chừng nào ngươi đến khu Giang Nam, đến lúc đó chúng ta gặp mặt đi, ta sẽ dốc sức chiêu đãi ngươi cho xứng danh chủ nhà. Lúc người bắt yêu trẻ tuổi nhìn thấy tin nhắn trả lời thì chớp mắt, trùng hợp dữ vậy. Nhà của tên nhóc Thư Sơn áp lực đại này ở Văn Châu à? Hiện hắn đang ở ngay Văn Châu đó. Vì vậy, viện trưởng bệnh viện tâm thần trả lời. Thật trùng hợp, giờ ta đang ở Văn Châu. Ta vừa xem xong bộ phim trận chiến mạt Pháp ở dạp chiếu phim của Văn Châu đây này, rất hay đó. Chừng nào ngươi về, ta ở Văn Châu chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đến khu Giang Nam nhé. Dù sao hiện tại khu Giang Nam có yêu tà quấy phá. Vị thư sơn áp lực đại này lại chỉ là người bình thường, ngộ nhớ trước khi đến khu Giang Nam người kia gặp phải yêu tà thì làm sao đây? Người bắt yêu trẻ tuổi muốn dùng hết sức để bảo vệ người bạn tốt rất hợp ý trên mạng cũng như trong game này của mình, tránh cho hắn gặp nguy hiểm chương 832, thiệp mời cưới của đậu đậu. Lúc Tống Thư Hàng xem tin nhắn trả lời của viện trưởng bệnh viện tâm thần thì khóe miệng thầm co giật. Cái tên này thế mà lại ở dạp chiếu phim Văn Châu xem trận chiến mạt Pháp cơ à. Đúng lúc này, bên tai Tống Thư Hàng vừa lúc truyền đến lời bình luận của mọi người sau khi xem phim xong. Đoạn phần cuối phim kia quả thực khiến tôi xem mà nhiệt huyết sôi trào. Quá đặc sắc, có điều, thế mà Cao Thăng Sư Huynh lại được tẩy trắng, đúng là không khoa học cùng suy nghĩ, tôi còn tưởng rằng hắn sẽ nương nhờ tà ma, sau đó sẽ bị nhân vật chính lăng giả hành hạ đến chết chứ. Cao thăng sư huynh nhất định phải chết đi chết lại mấy lần mới có thể khiến chúng ta vừa lòng thỏa dạ. Cũng không biết bộ phim này có phần tiếp theo hay không, nếu mà có thì boss bộ thứ hai có thể là cao thăng sư huynh được tà ma làm cho sống lại. Nghĩ tới là thấy thích rồi. Tống Thư Hàng, gạch nối. Phàm là sau khi xem xong bộ phim này, tất cả mọi người đều hy vọng cao thăng sư huynh chết thêm mấy lần. Dưới loại tình huống này, người đóng vai cao thăng sư huynh như hắn còn muốn hẹn ngày gặp mặt với viện trưởng bệnh viện tâm thần vừa mới xem xong trận chiến mặt pháp sao. Có thể sau khi vừa thấy mặt thì đối phương hét lớn một tiếng, thì ra người chính là cao thăng sư huynh. Sau đó kêu to các loại khẩu hiệu như Damercia, hoặc là Ốc vĩnh viễn không làm nô lệ, rồi xông lên đập cho mình mấy quyền hay không đây. Damosia, trong game liên minh huyền thoại, những vị tướng yêu thích của đa số mọi người như Garen, Lux, Javan IV, kèm với những kỹ năng của họ như cầu vòng tối thượng, đại địa chấn, hay một số kỹ năng khác của một vài vị tướng, họ đều hô to Demacia mỗi khi tung kỹ năng kết liễu. Khẩu hiệu, Orc vĩnh viễn không làm nô lệ, là câu nói nổi tiếng của Grom Hellscream, là một Orc, một nhân vật chủ chốt trong Warcraft 3 và cũng là nhân vật phản diện trong Warlord of Draenor. Nguyên văn là, we will never be slave bắt Huy Huy Be Conqueror. Chúng ta sẽ không bao giờ trở thành nô lệ, nhưng chúng ta sẽ trở thành những kẻ chinh phục. Cho nên trước khi xác định ngày gặp mặt với đối phương thì trước tiên nên thử xem thái độ của viện trưởng bệnh viện tâm thần với cao thăng sư huynh cái đã nhỉ. Vậy là Tống Thư Hàng trả lời. Trùng hợp vậy, ta cũng vừa xem xong trận chiến mạt pháp với người bạn, đúng rồi, viện trưởng bệnh viện tâm thần, người thấy nhân vật cao thăng sư huynh trong phim này thế nào? Tống Thư Hàng nghĩ thầm, nếu đối phương trả lời mấy câu đại loại như cao thăng sư huynh nhất định phải chết đi chết lại vài lần, thì hắn sẽ lập tức cự tuyệt việc hẹn ngày gặp mặt. Sau này hai người cứ yên ổn làm bạn trên mạng đi, vĩnh viễn đừng nghĩ tới chuyện hẹn ngày gặp nhau. Người bắt yêu trẻ tuổi nhận được tin nhắn trả lời của Tống Thư Hàng. Chật chật, thú vị đó. Xem ra Thư Sơn áp lực đại rất có thiện cảm với nhân vật cao thăng sư huynh này thì phải. Người bắt yêu trẻ tuổi phỏng đoán. Dù sao cũng là thằng bạn đã từng chơi game với Tống thư hàng rất lâu, lại thường xuyên tán dóc trên mạng, hắn liếc mắt là nhìn ra được trong câu trả lời này của Tống thư hàng có cất dấu u hoán. Không phải bởi vì nhân vật Cao Thăng sư huynh bị khán giả bôi đen quá nghiêm trọng cho nên trong lòng tên nhóc thư sơn áp lực đại này bất bình dùm Cao Thăng sư huynh đó chứ. Sau khi suy nghĩ một lúc, người bắt yêu trẻ tuổi quyết định vuốt lông làm yên lòng bạn tốt của mình. Vì vậy hắn trả lời nên nói nhân vật cao thăng sư huynh này như thế nào cho tốt đây giai đoạn đầu có hơi gian ác nhưng cuối cùng lại có thể vì bảo vệ tương lai của không vân phái mà đứng ra phụ trách chặn hậu ngăn cản tà ma đó là một nhân vật dù không hoàn mỹ nhưng lúc nguy cấp lại rất có trách nhiệm không tệ chút nào sau khi người bắt yêu trẻ tuổi gửi tin nhắn này đi thì hắn nhận được tin nhắn trả lời của thư sơn áp lực đại rất nhanh ha ha không hổ là bạn tốt viện trưởng bệnh viện tâm thần của ta mắt nhìn đời của ngươi không nông cạn kiểu chỉ giới hạn ở ngoài mặt mà đã nhìn thấu nội tại của nhân vật rồi không nói phim nữa ngươi đã ở thành phố văn châu vậy ngươi chờ ta nhé chừng trưa mai là ta có thể về đến nhà chúng ta gặp ở đường bạch Kình đi nhà ta ngay trên đường bạch kinh đến lúc đó mời ngươi tới nhà ta làm khách người bắt yêu trẻ tuổi trả lời được rồi vậy hôm nay ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước trưa mai gặp ở đường bạch kinh thành phố văn châu nhé Thư Sơn Áp Lực Đại ngày mai gặp người bắt yêu trẻ tuổi cất điện thoại đi nhếch miệng lên đã nhiều năm như vậy mà tính cách Thư Sơn Áp Lực Đại vẫn không thay đổi bao nhiêu hy vọng sau khi hẹn ngày gặp mặt bọn họ cũng có thể trò chuyện cởi mở như trên mạng vậy chí ít cũng để ta đưa ngươi đến khu Giang Nam một cách bình an làm hết trách nhiệm của một người bạn chứ người bắt yêu trẻ tuổi nhẹ giọng nói dứt lời hắn đứng dậy rời đi dạp chiếu phim. Trước khi rời khỏi dạp chiếu phim, tay phải của người bắt yêu trẻ tuổi nắm lại, nhẹ nhàng vung lên. Quả nhiên vẫn cứ cảm thấy cao thăng sư huynh nhất định phải chết mà. Nhân 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 Bên kia, Tống Thư Hàng và Tô Thị A thập lục trở lại công ty điện ảnh của Hoàng Sơn Trân Quân. Lúc này trong công ty, sau khi lần đầu xem phim xong thì phần lớn thành viên nhóm Cửu Châu số 1 đều đã hài lòng thỏa dạ mà tản ra mặt khác, thành viên tham gia đóng phim lần này đều thu hoạch không ít thứ tốt. Trước đó, thi thể của đám tà ma cửa u bị chém giết trong quá trình quay phim đã đem đi đổi lấy hạt sen quân tử kim liên từ bạch vân thư viện nho ra rồi phân phối cho các thành viên tham gia bộ phim. Ngoài ra, bạch tôn giả còn chuẩn bị một đống quả biếu để tặng cho mỗi một vị trong nhóm diễn viên. trừ thứ đó ra, bạch tôn giả còn giao hẹn sẽ mang mỗi vị thành viên tiến vào di tích của trường sinh giả trình lâm trong động phủ của trường sinh giả trình lâm không chỉ có trường sinh giả nói pháp mà nơi sâu nhất còn khắc một bí pháp loại chữa trị bí pháp nhìn như đơn giản nhưng lại dùng chọn cả sáu bức tường mà khắc ra hiển nhiên nó thật sự không đơn giản nói không chừng trong đó còn cất giấu con đường trường sinh của trường sinh giả trình lâm sau khi hoàng sơn chân quân nhìn thấy hai người tống thư hàng trở về thì vẫy tay với cả hai thư hàng tiểu thập lục các ngươi đã về rồi đấy à Hoàng Sơn tiền bối, có chuyện gì sao ạ?" Tống thư hàng hỏi. Hoàng Sơn chân quân cười đưa hai hộp quà qua. "Quà tặng cho các ngươi, đây là Thù Lao đóng phim mà Bạch Đạo hữu cho mọi người." "Thù Lao đóng phim sao?" Tống thư hàng nhận hộp quà rồi mở ra. Bên trong là hai quyển sách với gáy được đóng bằng chỉ. Một quyển là Pháp thuật phong ấn nhập môn, một quyển khác là bách khoa toàn thư cơ bản về ngũ hành của pháp thuật phong ấn. Nhìn qua thì đều là bản viết tay. Lúc trước Bạch Tôn Giả từng đề nghị Tống Thư Hàng học tập pháp thuật phong ấn để đề phòng bất cứ tình huống nào. Thuật phong ấn cũng là một trong những năng lực ắt không thể thiếu của một vị tu sĩ. Chờ sau này khi tu vi về thuật phong ấn của Tống Thư Hàng tăng lên, hắn còn có thể trực tiếp phong ấn hạch tâm chiếu xạ ra liên hoa bổ sung ma lực của mình. Món quá này rất hợp ý Tống Thư Hàng. Cảm ơn tiền bối, đúng rồi Hoàng Sơn tiền bối, Bạch tiền bối đâu rồi? Tống Thư Hàng dò hỏi vì sao quà tặng lại do Hoàng Sơn chân Quân chuyển giao cho hắn và Tô Thị A thập lục nhỉ? Lúc trước Bạch Tôn Giả nhận được một tin nhắn ngắn từ Linh Điệp Tôn Giả, trước đó khi đại đệ tử lưu kiếm nhất của Linh Điệp Tôn Giả đến bí cảnh chậm chạp mời tam lãng đạo hữu ra, nào ngờ bất cẩn khiến ngay cả bản thân cũng rơi vào trong bí cảnh chậm chạp. Vì vậy Linh Điệp Tôn Giả chỉ có thể mời Bạch Tôn Giả giúp một tay lôi đầu tam lãng và lưu kiếm nhất ra. Hoàng Sơn chân Quân giờ khóc giờ cười nói ban đầu linh điệp tôn giả muốn tự mình ra tay đi lôi hai người kia ra. Thế nhưng thiên kiếp của Vũ Nhu Tử lập tức sắp phủ xuống, tôn giả thật sự không rút thân ra được. Tống Thư Hàng gật đầu, thì ra là chuyện này. Khi ấy chuyện này là hắn thay bạch tôn giả liên hệ với linh điệp tôn giả, còn nhớ linh điệp tôn giả muốn cuồng đao tam lãng tiền bối đóng vai nam chính của một bộ phim ngay lập tức. Đúng rồi, trước khi rời đi bạch đạo Hữu từng nói, nếu hôm nay thư hàng tiểu hữu phải về thành phố Văn Chây thì cứ ở ngay Văn Châu chờ hắn. Hắn sẽ trực tiếp tới nhà tìm ngươi. Hoàng Sơn Trân Quân nói bổ sung. Không thành vấn đề, ta biết rồi. Tống Thư Hàng gật đầu. Tô Thị A thập lục bên cạnh cũng mở hộp quà của mình ra. Trong hộp quà là bội kiếm lưu tinh kiếm của Bạch Tôn Giả. Ý, Bạch Tiền Bối tặng lưu tinh kiếm cho A thập lục à. Tống Thư Hàng nghi hoặc nói, nhưng A thập lục dùng đau mà. Không, không phải tặng cho ta, là ta mượn dùng một chút." Tô thị A thập lục cười khẽ rồi nói. "Bạch Tôn giả nhắn lại bảo Lưu Tinh kiếm có thể giúp ta độ kiếp, với ta mà nói thì đây là món quà tuyệt nhất." Có Lưu Tinh kiếm, lại thêm đủ loại chuẩn bị của A thất, còn có pháp bảo độ kiếp lấy được từ chỗ Bạch Tôn giả, nếu cô lại độ kiếp thất bại thì thật sự không còn lời nào để nói nữa. Thì ra là thế. Tống Thư Hàng nghĩ tới may mà lần trước khi hắn độ kiếp cũng được lưu tinh kiếm của bạch tôn giả giúp đỡ. Đúng rồi hai vị tiểu hữu ta còn có một thứ cho các người đây. Hoàng Sơn Trân Quân đột nhiên cười ha ha, sau đó đưa cho Tống Thư Hàng và Tô Thị A thập lục một tấm thiệp mời màu đỏ. Thiệp mời. Tống Thư Hàng mở tấm thiệp mời ra. Đây là thiệp mời cưới. Thần kỳ chính là, trong hai cột ngày tháng kết hôn và chú rể lại có một tầng che đậy tương tự với lớp tráng bạc trên thẻ cào trúng thưởng mà trong cột cô dâu lại viết hai chữ đậu đậu. Là thiệp mời hôn lễ của yêu quái kinh ba đậu đậu. Hơn nữa càng quan trọng hơn là tên của đậu đậu được viết trong cột cô dâu. Hoàng Sơn tiền bối, đậu đậu là giống cái sao? Tống Thư Hàng tò mò hỏi. Hắn từng sống cùng đậu đậu một đoạn thời gian nên có thể xác định là đậu đậu có tiểu đinh đinh. Hơn nữa đậu đậu cũng thích em gái, các loại đồ ăn như em gái cẩu, em gái miêu đều là thức ăn của nó ghi chú, phàm là em gái sở sở, bất kể chủng tộc nào cũng đều là thức ăn của nó. Nhưng hiện tại trong cột cô dâu trên thiệp mời lại viết tên đậu đậu. Tống Thư Hàng nhìn nhiều lần, khẳng định không nhìn lầm. Lúc trước, tuy rằng cũng nghe Hoàng Sơn chân Quân nhắc trong nhóm chat rằng muốn gả đậu đậu đi. Nhưng Tống Thư Hàng vẫn cho rằng Hoàng Sơn chân Quân muốn gả đậu đậu cho một con nữ yêu nào đó, tương tự với ở rể. Hoàng Sơn chân Quân cười thần bí. Ngày hôn lễ đó Đậu Đậu sẽ là cô dâu, điểm ấy ta có thể bảo đảm. Rầm dầm rầm rầm rầm. Trong chiếc bình hoa trong suốt phía sau, Đậu Đậu trong trạng thái một bãi chất lỏng đang điên cuồng lắc mạnh. Tô thị A thập lục tò mò hỏi: "Vậy Hoàng Sơn Tiền Bối này, chú rể là ai thế? Vì sao trong cột chú rể lại dùng lớp tráng bạc che lại? Chẳng lẽ là Diệt Phượng Tiền Bối à? Hắn được xưng là khắc tinh của Đậu Đậu, có khả năng cưới Đậu Đậu nhất đúng không?" Tống Thư Hàng hỏi. Hoàng Sơn Trân Quân lắc đầu. Tuy rằng ta rất muốn gả đậu đậu cho Diệt Phượng Đạo Hiếu, thế nhưng Diệt Phượng Đạo Hiếu cự tuyệt rồi. Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều, các ngươi không biết chú rể đâu. Hơn nữa trên thiệp mời cũng không phải lớp tráng bạc mà là một lớp mực nước pháp thuật. Bởi vì thời gian cụ thể diễn ra hôn lễ ta còn chưa bàn bạc định ra. Cho nên chờ sau khi xác định thời gian cụ thể ta sẽ khống chế mực nước trên thiệp mời ngưng tụ ra ngày tháng đến lúc đã ta sẽ thông báo một lần trong nhóm chat cho mọi người. Nếu đến lúc đó thư hàng tiểu hữu và tiểu thập lục có thời gian rảnh thì tới tham gia hôn lễ của đậu đậu nhé. Tô thị A thập lục và tống thư hàng đầu tiên là lặng lẽ ngắm nhìn đậu đậu, sau đó lại lặng lẽ gật đầu. Lập tức đậu đậu trong bình hoa càng ra sức giấy ruộng hơn, cái bình cũng lắc lư dữ dội. chương 833, Ba Tống, gần đây ánh mắt hàng xóm nhìn mình có hơi lạ. 7 giờ tối ngày 25, Tống Thư Hàng ngồi trên xe lửa trở về thành phố Văn Châu, sau chừng 9 tiếng đồng hồ mới có thể về đến nhà. Vì vậy khi đến nơi chắc là dạng sáng. Lần này trở về Văn Châu chỉ có một thân một mình Tống Thư Hàng. Tô Thị A thập lục sắp độ kiếp nên đương nhiên sẽ không cùng Tống Thư Hàng về Văn Châu chơi. Bạch Tôn Giả đi bí cảnh chậm chạp tìm cuồng đao tam lãng và lưu kiếm nhất nên bảo Tống Thư Hàng trực tiếp chờ hắn ở Văn Châu. Bắc Hà Tán Nhân thì đi từ Cấm Thành, sắp tới thời gian ước chiến với đồng quái tiên sư, hắn muốn đến đó trước để ngắm nghía chút ít. Thuận tiện bế quan ổn định cảnh giới, hắn đã chuẩn bị xong xuôi, hổ khu nhất chấn cho trận chiến trên đỉnh tử cấm khiến tên thầy bói giỏm kia quỳ xuống trước mặt hắn khóc giống cầu xin tha thứ. Những tiền bối khác trong nhóm cửu châu số một cũng đều có chuyện của mình. Đừng thấy bọn họ lúc nào cũng rảnh rang tán dóc trong nhóm, trên thực tế mỗi vị đạo hữu đều rất bận rộn, thời gian bọn họ tán dóc đều rút ra từ tranh thủ trong lúc bận biểu. Kỳ thật lúc đầu dược sư dự định bớt thời giờ dạy bảo tống thư hàng luyện chế mấy loại đan dịch thú vị. Đây là chuyện hắn đã đáp ứng từ những ngày đầu gặp tống thư hàng. Rất nhiều năm trước dược sư đã thiết lập một con đường kiếm tiến. Có điều hắn không phải vì tiền tài thế tục mà là vì hàng năm đều có thể đạt được hơn 20 loại dược liệu đặc thù dưới biển sâu dùng để nghiên cứu luyện đan từ trong tay đối phương. Chẳng qua hiện tại dược sư đã dần không cần dùng đến con đường này nữa. 20 vị dược liệu dưới biển sâu kia dược sư đã để dành được rất nhiều, mà tiền trong thế tục, dược sư cũng không biết mình đã tích trữ được bao nhiêu. Vì vậy, lúc trước dược sư có ý định giao con đường này cho Tống thư hàng. Hắn nghĩ sau khi Tống thư hàng hoàn thành trăm ngày trúc cơ, rồi học phương pháp luyện chế nước thuốc thú vị này, sau đó thu hoạch 20 loại dược liệu kia và tiền tài thế tục từ trong tay đối phương. Lúc ấy dược sư đã giao hẹn với Tống Thư Hàng, tiền tài lấy được sẽ chia hắn 4 phần, 6 phần còn lại thuộc về Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng vừa mới bước vào thế giới tu chân, hẳn là vẫn còn nhu cầu về tiền tài thế tục. Có điều lúc đầu đánh chết dược sư cũng không nghĩ tới cảnh giới tu chân của Tống Thư Hàng lại đột nhiên tăng mạnh. Giờ mới được bao tháng đâu mà đã có tu vi tam phẩm mạch thứ hai nguyệt âm mạch rồi. Có điều, dược sư và giang tử yên cô nương vừa kết hôn xong nên đã vui vẻ đi hưởng tuần trăng mật rõ ràng trước khi kết hôn dược sư và giang tử yên gần như một tấc không rời dính nhau như sam tuần trăng mật này thật sự cần thiết sao nhưng mà dược sư dự định đặt điểm cuối cuộc hành trình trăng mật của mình và giang tử yên ở khu giang nam ở đó sẽ tranh thủ chỉ bảo tống thư hàng phương pháp luyện chế mấy vị đan dịch đặc thù kia cũng chuyển giao con đường kiếm tiền mà mình thiết lập luôn trừ điều đó ra hoàng sơn trân quân tỏ ý sắp tới có thể hắn sẽ đến thành phố văn châu một chuyến cũng tỏ ý nếu có cơ hội thì sẽ gặp tống thư hàng ở văn châu lúc tống thư hàng tò mò hỏi hoàng sơn trân quân đi văn châu có chuyện gì hoàng sơn trân quân chỉ cười thần bí mà không trả lời lúc này ở trong nhà tống thư hàng trên đường bạch kinh thành phố văn châu vân vụ đạo trưởng dùng tên giả lý vân lại tới nhà làm khách lần nữa hai tháng này từ sau khi hắn dọn đến cạnh nhà tống thư hàng thì thường xuyên chạy tới một lần hiện tại quan hệ giữa ba tống và mẹ tống với vân vụ đạo trưởng đã cực kỳ tốt đẹp sắp trở thành tri kỷ không có gì giấu nhau luôn rồi hôm nay cuối cùng vân vụ đạo trưởng cũng nhận được một tin tức tốt từ trong miệng mẹ tống tống thư hàng dạo chơi bên ngoài suốt cả kỳ nghỉ hè rốt cuộc hôm nay đã sắp về rồi vân vụ đạo trưởng cảm giác hốc mắt mình có hơi ẩm ướt chờ mất nửa tháng trời đó tiểu tử tống thư hàng này rốt cuộc cũng đã về. Hắn cảm thấy mình sắp không chịu đựng nỗi nữa rồi. Nửa tháng trước, Vân vụ đạo nhân liên hệ với không không đạo môn một lần nữa, và lại còn tranh thủ trở về không không đạo môn thu hồi một đống tài nguyên dùng để cung cấp cho tu luyện. Trong lòng vân vụ đạo nhân quyết định, nếu như cuối tháng này mà Tống Thư Hàng vẫn chưa trở lại thì hắn sẽ từ bỏ luôn ý niệm, ăn kẽ, ngộ đạo thạch trong đầu, trở về không không đạo môn của mình chăm chỉ tu luyện. May mà Tống Thư Hàng rốt cuộc đã trở về. Chờ sau khi tiểu tử này trở về, nhất định phải để hắn cảm tạ mình mới được. Vân vụ đạo trưởng thầm nghĩ trong lòng, bởi vì trong thời gian nửa tháng trở thành hàng xóm của nhà Tống Thư Hàng, hắn đã lặng lẽ ngăn cản một đợt tai nạn giúp nhà Tống Thư Hàng. Tỷ như, đã từng có một con rối kim loại hình nhện bò vào ẩn núp trong nhà Tống Thư Hàng, vân vụ đạo trưởng đã lặng lẽ tháo hết toàn bộ chân của con nhện kim loại kia đến lúc đó Tống Thư Hàng tiểu hữu tuyệt đối sẽ không từ chối việc cho mình ăn ké ngộ đạo thạch. Sau đó, vân vụ đạo trưởng mở di động ra đăng một status trong vòng bạn bè của mình. Tiêu đề, tròn nửa tháng trời trôi qua, ta vẫn kiên trì làm khách ở nhà vị tiểu hữu kia, thuận tiện ăn ké chút điểm kinh nghiệm. Đáng tiếc vị tiểu hữu kia luôn không trở về, khó chịu, muốn khóc, ngày hôm nay, rốt cuộc vị tiểu hữu này cũng sắp trở về rồi, vui quá đi thôi kèm theo hai tấm hình vân vụ đạo trưởng vui vẻ selfie. Địa điểm tin tức đường Bạch Kinh, thành phố Văn Châu. Sau khi post lên, trong nháy mắt có trên trăm người ấn like. Sau đó có vô số bạn tốt bắt đầu bình luận. Lầu một, đạo trưởng ngươi rốt cuộc cũng đợi được vị tiểu hữu thần kỳ kia về rồi à. Vị tiểu hữu kia rốt cuộc là thần thánh phương nào thế, chờ mong đạo trưởng thuận lợi có kinh nghiệm, sau đó thần công đại thành. Lầu hai, chúc mừng đạo trưởng, Rốt cuộc được đền bù ước nguyện. Lầu 30, đạo trưởng, hôm nay tâm tình tốt như thế, vậy dạy bọn ta mấy chiêu tuyệt học dưỡng sinh nữa được không? Bộ, dưỡng sinh dinh dưỡng học, người dạy lần trước quá tuyệt vời, ta ăn theo bài thuốc đó mấy tháng liền thì cảm giác toàn thân có sức lực, càng men lì hơn. Lầu 60, chúc mừng đạo trưởng, đạo trưởng không khó chịu, đạo trưởng đừng khóc, dũng cảm đứng lên nào. Bình luận trong nháy mắt đã đạt tới trên trăm lầu. Vân vụ đạo trưởng hài lòng cất di động của mình đi rồi thoải mái nhấp một hớp trà. Từ sau khi phá phong ấn ra ngoài, hắn lập tức vứt bỏ phần mềm chat mình đã dùng trong thời gian bị chấn áp năm đó. Mặc dù fan của tài khoản vân vụ đạo trưởng trong phần mềm chat kia cực đông, mỗi khi post một status đều có gần hơn 300 người bình luận cổ vũ, hơn ngàn người ấn like. Nhưng vân vụ đạo trưởng phát hiện tài khoản trong phần mềm chat kia có vấn đề, bên trong có âm mưu của Hoàng Sơn Trân Quân. Vì vậy, sau khi phá phong ấn ra ngoài rồi trở thành hàng xóm nhà tống thư hàng, hắn bèn đổi một cái điện thoại mới, còn đổi phần mềm chat cũ thành một cái khác đang được lưu hành nhất trên thị trường. Lúc vừa đổi sang phần mềm này, fan của vân vụ đạo trưởng rất ít. Mỗi khi post một status thì người ấn like lác đác không có mấy, bạn bè cũng không được mấy ai nhưng từ khi vân vụ đạo trưởng nỗ lực kiên trì post một ít, dưỡng sinh dinh dưỡng học, post một vài chuyện xưa thần kỳ mang tên, bút ký mạo hiểm của Lý Vân đạo trưởng, vân vân và mây mây, trong nửa tháng trời. Rốt cuộc hắn lại tích lũy được rất nhiều fan. Hiện tại một status của hắn được post lên, dù là tin tức bình thường thì trong nháy mắt đã có mấy trăm người ấn like, bình luận. Điều này khiến vân vụ đạo trưởng rất là thỏa mãn. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này sau khi biết được tin tức của Tống Thư Hàng, ngoại trừ hàng xóm tốt thế kỷ mới là vân vụ đạo trưởng rất vui vẻ ra, một nhà hàng xóm khác của Tống Thư Hàng cũng rất vui vẻ. Một hàng xóm khác của Tống Thư Hàng là người nước ngoài, Joseph Tiên Sinh. Sau khi Joseph dọn đến làm hàng xóm của Tống Thư Hàng thì cũng thường xuyên tới nhà làm khách. Hơn nữa trong mắt Joseph, công pháp của sư phụ Tống Thư Hàng chính là gia truyền cho nên hắn tin chắc rằng trong hai người ba tống hoặc mẹ tống ắt có một vị là cao thủ tuyệt thế. Joseph đã từng âm thầm thăm dò, đáng tiếc bất kể là ba tống hay là mẹ tống đều không đáp lại hắn. Thế nhưng sau khi Joseph làm khách ở nhà tống thư hàng thì càng kiên định ý niệm nhà tống thư hàng là võ lâm thế gia trong đầu. Bởi vì mỗi lần sau khi đến nhà tống thư hàng làm khách rồi uống trà, hắn đều cảm thấy tinh thần sảng khoái, tai thính mắt tinh, đầu óc càng được vây trong một loại trạng thái, giác ngộ hơn nữa mỗi lần sau khi uống trà xong hắn lập tức cảm thấy thân thể của mình như được tẩy rửa qua một lần vậy trừ điều đó ra sau khi joseph có quan hệ càng ngày càng tốt với ba tống thì còn được ba tống bắt ở lại ăn vài bữa cơm thức ăn trên bàn thoạt nhìn cũng không có chỗ đặc thù gì thế nhưng cơm kia vừa được bưng lên mỗi một hạt cơm đều óng ánh trong suốt hạt tròn chắc mẩy càng tản ra mùi thơm mê người sau khi ăn xong một bữa cơm Joseph cảm giác toàn thân mình đều tràn đầy lực lượng. Quả thực còn khoa trương hơn cả việc ăn mấy miếng nhân sâm trăm năm nữa. Mỗi lần sau khi ăn cơm xong ở nhà Tống thư hàng rồi trở về nhà mình thì Joseph sẽ gấp rút tu luyện võ học tuyệt thế mà sư phụ Tống thư hàng truyền thụ cho. Sau khi phạch 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 hoàn thành hai mươi mấy lần bộ, thời đại vẫy gọi, Joseph lập tức cảm giác được thể chất của mình lại mạnh mẽ hơn nhiều. Cơm tẻ kia tuyệt đối không phải cơm tẻ bình thường, nói không chừng đó chính là một loại dược thiện, được võ lâm thế gia, hoa hạ đặc biệt điều chế cho việc tập võ, cho nên sau khi ăn xong mới có thể cảm thấy đại bổ như vừa gặm nhân sâm. Sau khi ăn trực vài bữa cơm ở nhà tống thư hàng, ba tống cảm giác ánh mắt joseph tiên sinh nhìn hắn càng ngày càng lạ, ánh mắt kia cứ như đang nhìn đại nhân vật, khiến ba tống rất ư là mất tự nhiên. Tống thư hàng ngồi trên xe lửa nhìn ra phong cảnh không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ. Lúc này dáng người Tống thư Hàng đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Dược lực của Long Ma Dược Tề đã được hắn hấp thu xong xuôi, hiện tại thể chất của hắn đã nằm trong trạng thái tu sĩ tam phẩm đỉnh phong. Chậm quá đi, Tống thư Hàng lẩm bẩm nói, tốc độ chiếc xe lửa này đúng là chậm như rùa nếu so với phi kiếm. Tứ phẩm, lúc nào bản thân mới có thể tấn thăng lên cảnh giới tứ phẩm đây? Đến lúc đó có thể ngự kiếm phi hành, à không đúng, là ngự đao phi hành chứ? Tống Thư Hàng sờ bao cổ tay trên tay mình. Trong bao cổ tay cất giấu một chiếc vòng tay, đó là trang bị không gian mà Bạch Tôn giả cho hắn mượn, bên trong có không gian rộng 100 mét vuông với chiều cao 10 mét. Trong toàn bộ không gian chất đầy linh thạch bát phẩm và cửu phẩm. Hơn nữa trên vòng tay còn có trận pháp mà Bạch Tôn giả phụ thêm vào để che giấu khí thức của nó, khiến nó thoạt nhìn không có chút linh khí nào tựa như vòng tay thông thường vậy. Như vậy có thể hạn chế tối đa việc tống thư hàng bị tu sĩ tà đạo thấy hơi tiền nổi máu tham mà ra tay cướp đoạt. Nếu như đến lúc đó, hành trình đến cấm địa không tìm được phương pháp chữa trị hàn bệnh cho Lý Âm Trúc thì chỉ đành đặt hy vọng lên người vị cái gì cũng có bán kia. Chương 834, nhóm ăn hại tập hợp. Nhưng tốc độ của tàu cao tốc quá chậm, biết trước như vậy thì ngồi máy bay cho rồi. Đi tàu gần 9 tiếng, có chút ăn không tiêu. Suy nghĩ một hồi, Tống thư hàng đưa tay lục lọi trong túi thu nhỏ một tấc của mình. "Làm gì thế?" Trong túi thu nhỏ một tấc truyền ra tiếng của thông nương. "Ta muốn tìm khối linh thú tinh, ở không chán quá nên muốn ăn chút gì đó." Tống thư hàng đáp, "Ngươi đợi một chút, để ta tìm giúp ngươi. Không có chuyện gì thì đừng có thò tay vào lục lọi trong nhà ta, lần nào cũng lật tung nhà ta hết cả lên, có biết là ta thu dọn lại rất cực khổ không hả?" Thông nương nghiêm túc nói, "Xin lỗi." Tống Thư Hàng quen miệng nói xin lỗi, nhưng vừa nói xong hắn lập tức cảm thấy không đúng. Túi thu nhỏ một tấc là tài sản của hắn mà, biến thành nhà của thông nương khi nào thế. Nhưng nể tình thông nương ở trong túi thu nhỏ một tấc đã kích hoạt phù bảo hộ thuẫn cứu hắn mấy lần nên cũng không so đo với cô làm gì. Một lát sau, thông nương đưa lên một túi nhỏ đựng linh thú tinh giống ngựa nhị phẩm cùng tam phẩm. Lúc trước có một con ngựa tinh tập kích tống thư hàng muốn cướp đi thông nương, sau đó bị Diệt Phượng công tử đánh một trận nên thân, linh thú tinh này chính là tiền bồi thường mà con ngựa tinh nọ đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng lấy ra một viên linh thú tinh loài ngựa nhị phẩm, yên lặng vận chuyển kình thôn thuật trong tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, rắc rắc mấy tiếng, hắn đã nhai nát viên linh thú tinh này rồi nuốt vào bụng. So với linh thạch đơn thuần, Tống Thư Hàng càng thích linh thú tinh cùng cấp hơn. Giá của linh thú tinh còn rẻ hơn linh thạch cung cấp. Hơn nữa khi Tống Thư Hàng lợi dụng kinh thôn thuật ăn linh thú tinh, không những thu được cùng số năng lượng chuyển hóa thành chân khí, mà còn có thể tăng lên tu vi của tam thập tam thú tiên tiên nhất khí không. Mỗi khi ăn xong một viên linh thú tinh, hư ảnh cá voi khổng lồ do 33 thần thú ngưng tụ thành trong cơ thể hắn sẽ trở nên mạnh hơn. Đúng là hàng tốt giá rẻ mà. Chỉ cần ăn là có thể tăng lên tu vi, vị nào trong thiên đình viễn cổ nghiên cứu ra môn thần công này đúng là thiên tài. Tống Thư Hàng thầm nghĩ sắc 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 hắn nhai nuốt từng viên từng viên linh thú tinh tiên thiên chân khí hóa dịch trong cơ thể lại tăng cường không ít phối hợp với linh lực ngũ phẩm từ cơ thể diệp tư phản hồi tới cùng với lực lượng hoạt tuyền trong tâm khiếu ngày tống thư hàng đã thông tam phẩm mạch thứ ba mạch dương viêm không còn xa nữa sau mạch dương viêm chính là mạch cuối cùng mạch không vương một khi đã thông mạch không vương xong đến lúc đó bốn mạch hợp nhất kích hoạt chiến vương chi khu có thể dẫn động lôi kiếp tam phẩm, đánh vào cảnh giới tứ phẩm. Đến tứ phẩm, là có thể ngự đao phi hành, ngầu chết bỏ. Một tương lai tươi sáng đang vẫy gọi hắn. Đến tứ phẩm rồi sẽ không cần ngồi loại phương tiện giao thông vừa chậm vừa phiền toái như tàu cao tốc nữa. Tống Thư Hàng nhẹ giọng phàn nàn. Lúc này, Diệp Tư trong cơ thể đột nhiên lên tiếng hỏi. Ủa, Thư Hàng, người không thích ngồi tàu cao tốc hả? Ừ, giờ thấy tốc độ của nó chậm như rùa, có chút nhàm chán. Tống Thư Hàng dùng ý niệm trả lời. Sao ngươi không nói sớm, biết vậy ta trực tiếp mang ngươi bay trở về nhà cho rồi, ta là linh hoàng ngũ phẩm đấy nhé. Ta còn tưởng ngươi thích ngồi loại phương tiện giao thông này chứ. Diệp Tư nói. Tống Thư Hàng. Lúc lựa chọn trở về nhà, hắn lại không hề nghĩ đến chuyện Diệp Tư có thể ngự kiếm phi hành. Đúng là đần mà. Nhưng ta thấy tàu cao tốc rất thú vị. Ta ở Bích Thủy các qua biết bao nhiêu năm, không ngờ xã hội loài người lại biến hóa lớn như vậy. Diệp Tư nói, Tống Thư Hàng cười nói, trừ những thứ này ra còn có thứ khác thú vị hơn nữa kia. Chờ trở, trở về thành phố Văn Châu, ta mang ngươi đến thư viện thành phố, nhất định ngươi sẽ rất thích nơi đó. Được đó, Diệp Tư đáp. Tống Thư Hàng tiếp tục nhét linh thú tinh vào miệng, đồng thời dùng ý niệm nói chuyện phiếm với Diệp Tư. Lúc này tàu cao tốc đến chạm, có hành khách khác lên tàu. Một bà mẹ trẻ tuổi dắt theo một đứa con gái chừng 4 tuổi lên tàu, trên tay cô cầm vé đi tìm chỗ ngồi. Một lát sau, cô dắt con gái đến bên cạnh tống thư hàng. Chỗ ngồi của hai mẹ con ở đây. Bà mẹ trẻ tuổi ngồi ở vị trí cạnh lối đi, còn cô bé thì ngồi cạnh tống thư hàng. Cô bé tầm 4 năm tuổi, tóc ngắn ngang vai, mắt to tròn đen láy, trên người mặc váy, tinh xảo như búp bê sứ. Lúc cô bé cùng với mẹ ngồi xuống, Đúng lúc Tống Thư Hàng cầm một viên linh thú tinh trên tay, một bên dùng ý niệm nói chuyện với Diệp Tư, một bên cắn nửa viên linh thú tinh nhai răng rắc rồi nuốt vào. Linh thú tinh có rất nhiều hình dạng, một số thì như ngọc trai, một số lại như kim cương, cũng có loại giống như thủy tinh. Nhưng bất kể loại nào cũng đều rất cứng, nhìn không giống như thứ mà con người có thể nhai bể nuốt vào. Lúc Tống Thư Hàng dùng kình thôn thuật nhai nuốt linh thú tinh sẽ phát ra tiếng nhai giòn tan rôm rốp. Cô bé lập tức bị tiếng nhai nuốt linh thú tinh của Tống Thư Hàng hấp dẫn, bé ngẩng đầu nhỏ tò mò nhìn qua Tống Thư Hàng. Đúng lúc thấy được Tống Thư Hàng nhét nửa viên linh thú tinh còn lại vào trong miệng, nhai rốp 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 rồi nuốt mất. Bé gái trợn tròn mắt nhìn. Bà mẹ trẻ tuổi cũng quay qua nhìn Tống Thư Hàng với vẻ tò mò. "Anh anh thật lợi hại." Cô bé dùng tiếng Trung ngọng nghịu nói, tiếng Trung của bé còn chưa thạo lắm. Tống Thư Hàng xoay đầu lại, sau đó lúng túng nháy mắt với cô bé. nhưng anh ơi, thứ này nhìn rất cứng, hẳn là rất khó tiêu hóa. nếu anh mắc hội chứng Pi cơ thì nên đi chữa sớm đi ạ. À. cô bé cũng nháy mắt một cái, tốt bụng nhắc nhở tống thư hàng. lúc cô bé nói một câu dài thế này, phát âm trở nên không chuẩn lắm, cố gắng lắm mới nghe ra được. tống thư hàng, anh đây không mắc hội chứng Pi cơ nhé, nhưng xét về mặt nào đó thì sau khi luyện kình thôn thuật hắn gặm linh thú tinh giống như ăn kẹo thế này cũng chẳng khác gì hội chứng pi cơ bà mẹ trẻ vội vàng đánh nhẹ con gái mình một cái sau đó ngượng ngùng nói xin lỗi cậu trẻ con không hiểu chuyện cậu đừng để ý nhé tiếng chung của bà mẹ trẻ này cũng không chuẩn nhưng vẫn khá hơn con gái cô một chút tống thư hàng lúng túng cười không sao không sao cô bé rất tốt bụng rất dễ thương cảm ơn anh Cô bé nghe Tống Thư Hàng khen mình thì cười cảm ơn, sau đó bé lại nháy mắt, tiếp tục nhìn chầm chầm Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bị nhìn đến mức không được tự nhiên. A ha, hèn gì trông anh quen mắt thế. Cô bé tử hạ thấp giọng khẽ nói. Trailer phim trận chiến mặt pháp, từ khi xem xong đoạn trailer kia, mỗi ngày ba em đều hô một câu cao thăng sư huynh phải chết, ngày nào cũng kêu, ổn muốn chết luôn. Tống Thư Hàng sờ mặt mình. Không ngờ hắn thành minh tinh thật rồi, đáng tiếc lại là minh tinh nhân vật phản diện, cho dù khúc sau đã tẩy trắng nhưng mọi người vẫn không bớt ghét nhân vật mà hắn đóng. Giờ mỗi khi đi ra ngoài chắc phải dùng huyến hình hung châm thay đổi bộ dạng, hoặc là mang theo kính mát lớn thôi, phòng ngừa bị người ta trùm bao bố đánh hội đồng. Ngay lúc Tống Thư Hàng còn đang suy tư, một ông chú ngồi sau lưng hắn cười nói. Ồ, gần đây tôi cũng thường nghe thấy câu này, mấy ngày này con gái tôi cũng thường xuyên hô câu này, nghe nói là có liên quan đến một bộ phim tên là trận chiến mặt pháp. ông chú vừa dứt lời, màn hình TV trong toa tàu cũng trùng hợp bắt đầu phát đoạn trailer của trận chiến mặt pháp. Hoàng Sơn đại nhân thật thần thông quảng đại, quảng cáo đến cả tàu cao tốc luôn rồi à? Phần lớn hành khách trên tàu bây giờ đều là người bận rộn, bởi vì thời gian không cho phép nên đa số đều không kịp tới xem bộ phim trận chiến mặt pháp trình chiếu vào hôm nay. giờ thấy trailer vừa mới phát. Bộ phim này lập tức trở thành đề tài bàn tán, trong toa tàu có rất nhiều người bắt đầu bàn luận với bạn bè ngồi cạnh về đề tài này. Hoàng Sơn tiền bối, ngài hại ta rồi. Tống Thư Hàng yên lặng xoay đầu lại, sau đó làm động tác đeo mắt kính. Thật ra hắn không có mang theo kính mát, đây chỉ là dùng công năng của ghim cải áo biến hình biến ra mắt kính lớn đeo trên mặt mà thôi, lại thay đổi mặt mũi tướng mạo mình một chút. Làm xong hết hắn mới quay đầu lại. Cô bé ngồi bên cạnh vẫn nháy mắt, mỉm cười nhìn hắn trông rất đáng yêu tống thư hàng dở khóc dở cười anh yên tâm đi em kín miệng lắm cô bé giơ ngón cái về phía tống thư hàng một cô bé rất hiểu chuyện cảm ơn em tống thư hàng đáp nhưng anh có thể khiến cho em kín miệng hơn chút nữa cô bé nói vừa nói cô bé vừa đưa tay vào trong túi nhỏ của mình định lấy giấy và bút ra bé muốn xin tống thư hàng ký tên cho mình chật nếu mình mang chữ ký của cao thăng sư huynh về nhà, không biết ba ba sẽ lộ ra vẻ mặt gì nhỉ. Bé rất mong đợi. Nhóc con, muốn phí bịt miệng à? Tống Thư Hàng bật cười nói. Nói đến phí bịt miệng cho cô bé, hắn chợt nảy ra một ý. Nhìn anh này, anh làm ảo thuật cho em xem. Tống Thư Hàng chia hai tay trước ngực, sau đó thổi vào tay một hơi. Phát động năng lực thiệt chán liên hoa. Ba đóa hoa sen trong suốt xuất hiện trên tay hắn, Tống Thư Hàng nhanh chóng tán đi hai đóa, sau đó mỉm cười đưa đóa sen cuối cùng cho cô bé. Tặng em đó, đây là phí bịt miệng của anh. Sở dĩ chọn thiệt chán liên hoa làm quà tặng là vì Thư Hàng thấy cô bé này khá quen mắt. Đẹp quá! Cô bé lấy được đóa hoa sen, lập tức ném chuyện ký tên đến chân trời góc biển nào mất rồi. Cùng lúc đó, mùi thơm không cách nào che giấu của hoa sen cũng lan tỏa ra xung quanh. Ai ngửi được mùi thơm này đều cảm thấy rất đói bụng lúc này, trong tòa tàu cách tống thư hàng ba tòa. Một tiểu hòa thượng và cô bé rất đáng yêu đang ngồi cùng hàng với nhau. Tiểu hòa thượng nhìn qua chừng 6 tuổi, còn hai cô bé một người tầm 7 tuổi, một người khác cũng chỉ tầm 10 tuổi. Bên cạnh ba người bọn họ không có người giám hộ đi theo. Cũng không biết bọn họ lên tàu bằng cách nào. Lúc này ba đứa nhóc đang gặm bánh bao, đột nhiên ba người đồng loạt ngẩng đầu. Có dao động linh lực. Cô bé nhỏ tuổi hơn nhẹ giọng nói ở toa tàu cách chúng ta ba toa, chúng ta có đi xem thử không? Tiểu Hòa Thượng hỏi, muội muội tiểu quả quả, chúng ta đừng gây thêm rắc rối nữa. Chúng ta lặng lẽ trốn ra ngoài đã rất không hay rồi, nếu chọc giận vị tiền bối không biết tên kia nữa thì càng không ổn. Cô bé lớn tuổi hơn bất an nói. chương 835, Loli đáng yêu nhà người ta với giặc con nhà mình. Chúng ta chỉ đi một vòng xem thử thôi, không gây ra rắc rối gì đâu. Tiểu Hòa thượng nói: "Nếu đối phương là tu sĩ chính đạo, vậy cũng không cần lo đối phương sẽ ra tay đả thương. Nếu đối phương là tà tu, chỉ cần cẩn thận chút cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nếu thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trên người Tiểu Hòa thượng còn có một bảo vật bảo mệnh cùng với một món bảo bối triệu hồi Tam Nhật sư huynh." Cô bé lớn tuổi hơn vẫn cảm thấy rất bất an nói: "Ta vẫn nghĩ tốt hơn hết đừng gây thêm rắc rối nữa." Nhưng Tiểu Hòa thượng và muội muội đã đứng dậy đi đến toa tàu trước mặt rồi. Cô bé lớn tuổi hơn thở dài, sau đó cũng chỉ đành đi theo. Dù sao cô bé vẫn là người lớn tuổi nhất trong ba người, phải chăm sóc muội muội và Tiểu Hòa thượng. Đi thông qua hai toa tàu, ba tiểu tử tiến vào toa tàu mà Tống thư hàng đang ngồi. Thơm quá. Cô bé nhỏ tuổi hơn vừa mới hít một hơi, bụng nhỏ lập tức truyền đến tiếng kêu réo mùi thơm này còn thơm hơn cả món ăn mà tiên trù trong môn phái bọn họ chế biến ra phía trước chính là vị trí truyền tới linh khí tiểu hòa thượng nhẹ giọng nói cẩn thận đó chúng ta sẽ giả bộ đi ngang qua đừng để vị tiền bối kia chú ý đến đang lúc nói chuyện phía trước bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại bởi vì các chỗ ngồi cách nhau nên tiểu hòa thượng và hai cô bé không thấy được chủ nhân điện thoại di động nhưng hình như vị trí vang lên chuông điện thoại chính là vị trí phát ra dao động linh lực mới nãy thì phải. Cho nên tiểu Hòa thượng và hai cô bé một lớn một nhỏ bất giác tập trung sự chú ý đến vị trí kia. Đúng lúc này, phía trước bỗng truyền đến giọng nói mà tiểu Hòa thượng nghe cực kỳ quen tai. "Alo, Tam Nhật sư huynh, tìm ta có chuyện gì không?" "Hả? Gì? Tiểu Quả quả lại bỏ nhà ra đi. À, lần này hắn còn mang đi hai vị khách rất quan trọng trong chùa nữa sao?" không có, quả quả không có đến chỗ ta, ta mới từ chỗ Hoàng Sơn tiền bối rời đi đây, chuẩn bị đến thành phố Văn Châu. Quả quả cũng không liên lạc với ta. Ta biết rồi, nếu quả quả tới tìm ta thì ta sẽ liên lạc với người đầu tiên. Yên tâm, nhất định sẽ không để nó chạy mất. Ta biết mà, nếu nó còn dám chạy loạn thì ta sẽ thay sư huynh ngươi nghiêm túc dạy dỗ nó một trận. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không nương tay đâu. Biết biết, thằng nhóc lì lợm ngứa ra đây mà vậy nhé bye bye tiểu hòa thượng nghe đến chỗ này sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt chúng ta rút lui thôi tiểu hòa thượng dùng khẩu hình nói với hai tỷ muội bên cạnh sau đó ba nhóc thận trọng lui ra khỏi toa tàu này về toa tàu đằng sau thuận lợi chạy thoát thành công tiểu hòa thượng thở phào nhẹ nhõm tiểu quả quả người biết vị tiên sinh gọi điện thoại lúc nãy sao cô bé nhỏ tuổi tò mò hỏi Đương nhiên hai tỉ muội bọn họ cũng nghe được nội dung cuộc nói chuyện điện thoại của vị tiên sinh kia. Vị tiên sinh kia không chỉ một lần nhắc tới tên Quả Quả, mà còn nhắc đến tên Tam Nhật sư huynh, vậy chắc chắc là Quả Quả biết hắn rồi. Đúng vậy, ta biết." Tiểu Hòa thượng gật đầu nói. "Hắn chính là Tống thư hàng sư huynh mà trước đây ta nhắc với các người đó, bình thường hắn là một vị sư huynh rất tốt. Thật ra lúc đầu chúng ta lên kế hoạch đi khu Giang Nam, ta vốn muốn đi tìm hắn." hắn học tại khu đại học giang nam vậy ngươi trốn hắn làm gì hai tỷ muội thắc mắc tiểu quả quả xoa mặt giải thích thư hàng sư huynh cái gì cũng tốt người cũng tốt cũng rất quan tâm ta nhưng hắn có một sở thích rất tà ác đứa trẻ nào mà không nghe lời hắn sẽ đánh xón cất đứa đó cực kỳ đáng sợ cho nên không thể để hắn phát hiện ra chúng ta được nếu không hậu quả khó mà tưởng tưởng nổi nó mới vừa nghe được Tống Thư Hàng bảo đảm với Tam Nhật Sư Huynh nhất định sẽ nghiêm túc dạy dỗ nó, còn nói thằng nhóc lì lợm ngựa ra, dọa nó sợ chết khiếp. Ngoài ra, trong đầu nó còn nhớ tới đoạn clip mà lúc trước đậu đậu gửi cho. Trong clip, Tống Thư Hàng giống giận như sấm đánh, chờ ta bắt được ngươi, bất kể ngươi có bị bệnh trĩ hay không, ta cũng phải đánh xón cất. Đánh xón cất ngươi, đánh xón cất ngươi. Thật đáng sợ. Hai tỷ muội nghe tiểu quả quả nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ bừng. Trung hợp là khi đang nói chuyện, trong toa xe lại bắt đầu phát trailer trận chiến mặt Pháp. Hình ảnh xuất hiện đầu tiên chính là cảnh cao thăng sư huynh treo lăng dạ lên đánh. Quả quả chỉ vào nhân vật cao thăng sư huynh đang bày ra vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, cuồng ngược nhân vật chính lăng dạ, nhỏ giọng nói. Các ngươi nhìn vị cao thăng sư huynh này đi, trước ta đã nói với các ngươi, phần lớn diễn viên trong bộ phim này đều là tiền bối mà ta quen vị cao thăng sư huynh này chính là tống sư huynh đó. Hai tỷ muội ngừng đầu nhìn bộ dạng đáng sợ của cao thăng sư huynh. Ngay sau đó hai tỷ muội điên cuồng lắc đầu, mặt đầy kinh hoàng. Cho nên chúng ta phải cẩn thận tránh xa thư hàng sư huynh ra, quá đáng sợ. Tiểu quả quả gật gù nói. Ta hiểu rồi. Cô bé lớn tuổi gật đầu nói. Đồng ý. Cô bé nhỏ tuổi cũng đồng ý. Ha 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 một chàng cười ôn hòa vang lên sau lưng quả quả. Quả quả cứng cả người. Hình như ta nghe lầm rồi thì phải, chúng ta nhanh chân rời khỏi chỗ này đến chỗ ngồi của chúng ta thôi. Quả quả mạnh giả bộ chấn định nói. Nhưng ngay sau đó, bỗng có hai quả đấm mạnh mẽ đè lên huyệt thái dương của tiểu hòa thượng, dùng sức ngoáy. Đau 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 đau. Quả quả phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hai tỷ muội kia thấy cảnh này, sợ hãi nhảy qua một bên, giống như hai con chim cút nhỏ bé đang run bần bật. Tống Thư Hàng nhìn cái đầu chọc nho nhỏ dưới tay mình, không khỏi cảm thán. Lúc nói chuyện điện thoại với Tam Nhật Sư Huynh, hắn cũng không cảm ứng được Tiểu Hòa Thượng. Nhưng lúc Tiểu Hòa Thượng lui về toa tàu phía sau, bắt đầu rêu rao với hai tỉ muội bên cạnh rằng Tống Thư Hàng Sư Huynh là một vị Sư Huynh đáng sợ, sẽ đánh xón cất trẻ con, v, v, sau đó những lời này đã bị diệp tư sư tỷ ẩn mình trong cơ thể tống thư hàng nghe được hết toàn bộ à mà nhắc mới nhớ lúc này tống thư hàng mới để ý đến là mình trốn vé hắn manh diệp tư sư tỷ lên tàu nhưng lại không trả tiền vé ha 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 tóm lại là cuộc nói chuyện giữa quả quả và hai tỷ muội đã bị diệp tư nghe được diệp tư vốn là linh hoàng ngũ phẩm cho dù cách một toa tàu vẫn dư sức nghe được tiếng mọi người nói chuyện với nhau khi nghe thấy có người nhắc đến cái tên Tống Thư Hàng, cô lập tức nói chuyện này cho Tống Thư Hàng biết. Lúc đó Tống Thư Hàng cũng tò mò nên muốn tới xem một chút, coi thử có phải có người quen trùng hợp ngồi chuyến tàu này không. Sau đó Tống Thư Hàng thấy được cái đầu chọc nho nhỏ của quả quả, cùng với hai cô bé một lớn một nhỏ rất đáng yêu ở bên cạnh. Kết hợp với nội dung mà Tam Nhật đã nói qua điện thoại, đoán chừng hai cô bé đáng yêu này chính là khách quý bị quả quả mang đi rồi. Nói thế nào nhỉ? À, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Chắc chắn hắn và Tiểu Hòa Thượng rất có duyên với nhau đây, mới vừa tiếp điện thoại của Tam Nhật Sư Huynh xong, Tiểu Hòa Thượng đã dâng lên cửa rồi. Lúc Tống Thư Hàng quan sát hai tỷ muội hai tỷ muội cũng đang trợn to mắt nhìn Tống Thư Hàng. Một lát sau, hình như cô bé lớn tuổi hơn nghĩ tới chuyện gì đó đáng sợ. Khuôn mặt cô bé đỏ bừng, nhưng vẫn kiên định ngăn trước người muội muội nhìn thẳng vào Tống Thư Hàng nói tống sư huynh nếu nếu ngươi muốn đánh xón cất chúng ta vậy ngươi cứ đánh một mình ta đi ta nhận trừng phạt gấp đôi nhưng xin ngươi bỏ qua cho muội muội ta tống thư hàng ngay sau đó hắn gần giọng nói tiểu quả quả hai quả đấm đang ngoáy đầu quả quả càng tăng thêm lực đau 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 thư hàng sư huynh tha cho ta đi mà đau quá đau quá đầu sắp nát rồi quả quả khóc lóc thảm thiết Tiếng nhắc nhở dễ nghe vang lên trong tàu cao tốc, tàu đã tới trạm kế tiếp. Tống Thư Hàng thả quả quả đang khóc bù lu bù loa ra, sau đó nới với ba nhóc con lì lợm. Ba đứa có hành lý không? Cô bé lớn tuổi hơn lắc đầu. Rất tốt, vậy ba đứa đi theo ta. Tống Thư Hàng nghiến răng nói. Ngoài ra, ta không hề có sở thích đánh xón cất trẻ con đâu nhé. Nhưng mà quả quả à, chuyến này ta thật sự phải cân nhắc đến việc đánh xón cất người thôi sau đó tống thư hàng mang theo ba tiểu tử đến chỗ ngồi của mình lấy vali hành lý của mình xuống trong vali có đựng một ít đặc sản của khu hoàng sơn kỳ nghỉ hè này hắn luôn ở bên ngoài vì vậy tống thư hàng tiện tay mua một ít đặc sản mang về làm quà tặng cha mẹ anh muốn xuống tàu hả cô bé nói tiếng trung không chuẩn ẻ bên cạnh nháy mắt dò hỏi thiệt chán liên hoa mà tống thư hàng tặng cho cô bé đã được bé cẩn thận cất vào một cái hộp trong suốt do thư phát ra mùi thơm mê người kia đã được cất đi nên mùi thơm cũng dần tiêu tán. Tống thư hàng cứ nghĩ rằng cô bé này sẽ không nhịn được cám dỗ, ăn mất đóa hoa sen rồi chứ. Dù sao đóa hoa sen này vốn là dùng để ăn, không ngờ cô bé lại có thể nhịn được loại cám dỗ này. Tống thư hàng vỗ nhẹ vào đầu cô bé. Ừ, giờ anh phải xuống rồi, em ngoan ngoãn ngồi trên tàu, đừng chạy lung tung nhé. Cảm ơn anh, nhưng mà em cũng không phải là con nít ba tuổi, năm nay em đã 4 tuổi rồi, sẽ không tùy tiện chạy lung tung đâu. Cô bé con nói, bà mẹ trẻ tuổi ngồi bên cạnh nghe vậy thì mỉm cười. Tống Thư Hàng cười ha ha, sau đó hắn quay đầu lại chừng mắt với ba đứa tiểu hòa thượng quả quả. Đây chính là sự khác biệt giữa Loli đáng yêu nhà người ta với nhóc con lì lợm nhà mình đấy. Nhìn thấy chưa? Trẻ con nhà người ta mới 4 tuổi cũng đã hiểu chuyện thế này, ai thấy cũng hận không thể ôm về nhà nuôi. Còn ba đứa nhóc lì lợm các ngươi thì sao? Suốt ngày không để cho người ta bớt lo. Tiểu hòa thượng rất bình tĩnh, hai tay chắp trước ngực, miệng niệm A-di-đà Phật. Cô bé lớn tuổi hơn ngượng ngùng không thôi. Còn cô bé nhỏ tuổi thì bày ra vẻ mặt chẳng hiểu gì cả. Sau khi chào tạm biệt hai mẹ nọ, Tống Thư Hàng mang theo ba đứa quậy xuống tàu. Trên đường, ba đứa nhóc vẫn luôn quan sát Tống Thư Hàng, bọn nó đang xem xét cảnh giới của Thư Hàng. Nếu như thực của Tống sư huynh không mạnh lắm thì bọn nó có thể lựa chọn chạy trốn. Theo như Tiểu Hòa thượng nhớ là Tống thư hàng sư huynh hẳn là mới vào cảnh giới nhị phẩm, nhưng bây giờ cảm giác áp bách từ trên người Tống thư hàng truyền tới có chút giống với khí thức của các sư huynh cấp bậc tam phẩm. Chẳng lẽ sau khi chia tay với nó, Tống thư hàng sư huynh lại lặng lẽ thăng cấp rồi? Chương 836, trời ạ, à, ngượng quá đi mất. Không thể nào, đây là hiện thực chứ không phải thế giới trong game không thể nào dùng kim tệ mua thuốc thăng cấp được đây chính là tu chân sao thăng cấp nhanh như vậy được chứ ba đứa nhóc các ngươi nói ta nghe thử trước khi gặp ta các ngươi chuẩn bị đi đâu hả lúc này tống thư hàng đứng lên trước hỏi quả quả ho khan một tiếng nói thư hàng sư huynh chúng ta không trả lời vấn đề này có được không ha ha nếu ngươi muốn bị ta đánh xón cất thì cứ việc tống thư hàng quay đầu qua ôn hòa cười nói Quả quả, nhắc người một chuyện, tu vi hiện tại của ta là cảnh giới tam phẩm Mạch Nguyệt Âm, người đừng hòng chạy trốn. Tiểu Hòa thượng trợn to hai mắt, thật sự là tam phẩm. Làm sao nhanh vậy được? Lúc này cô bé lớn tuổi hơn suy nghĩ một chút, sau đó lên tiếng nói. "Thư hàng sư huynh, chúng ta vốn định đi khu Giang Nam. Trước đó cô bé cảm thấy chỉ dựa vào mình, muội muội cùng với tiểu Hòa thượng quả quả đi hàng phục yêu tà thì không bảo đảm lắm." nếu có vị tống sư huynh cảnh giới tam phẩm này đồng hành thì sẽ yên tâm hơn. nhưng vấn đề là phải làm thế nào mới kéo được vị thư hàng sư huynh này đi hàng yêu phục ma với bọn họ đây. không đúng, còn có một vấn đề càng nghiêm trọng hơn chính là vị thư hàng sư huynh này đã được tam nhật sư huynh nhờ vả muốn bắt ba đứa về. ơ, ờ, các người cũng muốn đi khu giang nam. tống thư hàng kéo hành lý, đưa tay đẩy gọng kính mát trên mặt. sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói, như vậy đi trong lúc chờ tam nhật sư huynh tới đón các ngươi cứ đi theo ta trở về thành phố văn châu trước nếu ngày mai mà tam nhật sư huynh vẫn chưa tới đón các ngươi thì ta sẽ mang các ngươi đi khu giang nam đúng lúc ta cũng phải đi tới đó để báo danh nhập học tiểu hòa thượng quả quả nghe đến đây ánh mắt lập tức sáng lên quả nhiên thư hàng sư huynh vẫn là người tốt nhất tống thư hàng khép bàn tay làm đao chém nhẹ vào đầu tiểu hòa thượng bây giờ có nịnh hót thì cũng đã muộn rồi đúng rồi xin tự giới thiệu bản thân một chút. Ta họ Tống, tên Thư Hàng, đạo hiệu là... Thôi, các người cứ gọi ta là bá đao Tống nhất đi. Tống Thư Hàng cũng lười giới thiệu cả đống đạo hiệu của mình ra. Gần đây tần suất sử dụng bá đao Tống nhất rất cao, nhau ra Bạch Vân Thư Viện cũng đều lấy đạo hiệu này tuyên truyền về hắn. Giờ hắn lười giới thiệu đống đạo hiệu của mình, vậy nên cứ dùng đạo hiệu bá đao Tống nhất này đi. Đôi khi thói quen đúng là một chuyện đáng sợ, ví dụ như bây giờ chẳng hạn, Tống Thư Hàng bất giác đã quen với đạo hiệu Bá đao Tống nhất này rồi, lúc nghe người ta gọi mình bằng đạo hiệu này, hắn hoàn toàn không có cảm giác khó chịu gì cả. Lại ví dụ như hiện tại Tống Thư Hàng đã quen dùng đao, thậm chí cảm thấy ngự đao phi hành cũng rất ngầu. Xin chào Bá đao sư huynh. Cô bé lớn tuổi hơn nhẹ giọng trả lời. Ta tên Thi, vẫn chưa có đạo hiệu. Ta tên Trúc. Cô bé nhỏ tuổi hơn dè đặt trả lời. Ặc, hay cứ gọi ta là Thư Hàng sư huynh đi. Mà này, tên của hai đứa chỉ một chữ thôi à?" Tống thư hàng có chút hiếu kỳ hỏi. "Không có họ sao, cũng giống như Bạch Tôn giả vậy à?" "Ừ, chỉ có một chữ thôi, đây là truyền thống trong môn phái chúng ta." Bé Loli tên thì nhẹ giọng trả lời. Mặc dù tên một chữ nghe rất kỳ quái nhưng ta cảm thấy mình rất may mắn. Bởi vì nếu như truyền thống của môn phái là tên hai chữ thì sư phụ nhất định sẽ đặt tên cho ta là Lạp Trúc cây nến vậy nên chỉ một chữ chúc thế này vẫn dễ nghe hơn. Bé Loli tên chúc nghiêm túc trả lời. Một truyền thống thật kỳ quái, nhưng tính ra thì các ngươi vẫn còn tốt. Theo ta được biết có một môn phái vô cùng thú vị, bọn họ chuyên dùng tên của các loại thực vật để đặt đạo hiệu cho mình. Đạo hiệu đời trước là theo hệ liệt rau cải, đạo hiệu đời tiếp theo là theo hệ liệt trái cây. Không chừng đời kế tiếp sẽ dựa theo hệ liệt ngũ cốc để lấy đạo hiệu cũng nên. Tống Thư Hàng cười an ủi. Bé Loli Thi Bé Loli Trúc Hình như bầu không khí hơi kỳ lạ thì phải Chẳng lẽ mấy câu an ủi của mình phản tác dụng Trong lòng Tống Thư Hàng chợt có loại dự cảm không ổn Tiểu Hòa Thượng quả quả khẽ kéo vạt áo của Tống Thư Hàng Thư Hàng Sư Huynh, môn phái mà ngươi nói chính là môn phái của Thi và Trúc đó Nếu tính theo vai vế thì hai tỷ muội hẳn là sư chất của lệ chi tiên tử Cũng chính là lứa hệ liệt ngũ cốc tương lai trong miệng Sư Huynh người đấy tống thư hàng trời ạ à, ngượng quá đi mất bé loli thi nói cách khác đến đời chúng ta đạo hiệu sẽ lấy theo hệ liệt ngũ cốc sao mạch tử lúa mì tiên tử thủy đạo lúa nước tiên tử bé loli chúc hoảng lên ta không muốn ta không muốn đâu chẳng thà lấy lạp trúc tiên tử luôn cho rồi khổ quả quả khẽ tằng hắng một tiếng an ủi nhưng mà thu và trúc không cùng thế hệ với lệ chi tiên tử Hệ liệt rau cải và hệ liệt trái cây chỉ giới hạn trong thế hệ truyền thừa của lệ chi tiên tử thôi, theo ta được biết thì trong thế hệ của Thi và Trúc không hề có đạo hiệu loại này. Sao người biết nhiều thế? Tống Thư Hàng kinh ngạc nói. Ha ha, thật ra cũng không có gì, những tin tức này đều là nghe Tam Nhật Sư Huynh nhắc tới nên biết thôi. Tiểu Hòa Thượng sờ đầu chọc của mình đáp, hắn sẽ không nói cho Tống Thư Hàng biết. Ví dụ dỗ hai vị khách quý chạy trốn nên hắn mới cố ý nghe ngóng thật nhiều tin tức từ chỗ Tam Nhật sư huynh. Đừng thấy tiểu hòa thượng chỉ là một thằng nhóc nghịch ngợm mà lầm, thật ra mỗi khi làm việc, nó đều lập kế hoạch chu đáo rồi mới hành động. Ví dụ như hồi lúc lên kế hoạch ra ngoài chữa bệnh trí, vì kiếm đủ tiền giải phẫu, tự nó còn lên kế hoạch bán thân lấy tiền, bán mình cho tên buôn người. Lúc này, cô bé tên Thi lên tiếng hỏi: "Thư hàng sư huynh tiếp theo chúng ta phải đổi tàu cao tốc khác để đi thành phố Văn Châu sao? Nhưng mà, trên người chúng ta không còn đồng nào hết, toàn bộ tiền đều dùng để mua vé lên tàu cao tốc đi khu Giang Nam rồi. Tống Thư Hàng nhìn qua tiểu hòa thượng. Không có đồng nào mà các ngươi còn định đi đến khu Giang Nam à? Nếu như không gặp ta, vậy sau khi các ngươi đến khu Giang Nam thì định ở đâu? Ăn cái gì hả? Chỗ ở, đương nhiên là ở nhà mà dược sư tiền bối mua rồi, Ta có cả chìa khóa luôn này. Tiểu hòa thượng quả quả đắc y nói. Sao ngươi có được chìa khóa? Tống thư hàng sợ ngây người. Đậu đậu cho ta. Tiểu hòa thượng thành thật nói. Đậu đậu còn đưa cho bạch tiền bối. Ta và chính nó mỗi người một cái chìa khóa. Tống thư hàng thở dài. Quả nhiên là ông thần đậu đậu làm. Vậy còn vấn đề ăn uống thì sao? Trong nhà của dược sư tiền bối để sẵn không ít thức ăn. Mặc dù ta không biết làm cơm nhưng thì biết nấu mà quả quả vinh váo đắc y nói. Bé Loli thì ngượng ngùng mắc cỡ đỏ mặt. Không ngờ bé gái tỷ tỷ này còn biết nấu cơm. Đám giặc con này, một khi máu liều nổi lên đúng thật là đáng sợ. Tống Thư Hàng thầm nói trong lòng. Vậy nên Thư Hàng tiền bối à, nếu ngươi muốn dẫn chúng ta đi thành phố Văn Châu thì ngươi phải trả tiền vé tàu cho chúng ta. Tiểu Hòa Thượng Dương Dương Đắc Y nói. Tống Thư Hàng. Thôi bỏ đi, chúng ta không ngồi tàu nữa vậy chúng ta đi thành phố Văn Châu bằng cách nào? Tiểu Hòa Thượng hỏi, Tống Thư Hàng, các ngươi đi theo ta, chờ ra khỏi trạm rồi nói tiếp. Tống Thư Hàng mang ba nhóc quả quả ra khỏi trạm tàu cao tốc, tìm một chỗ không người. Đợi đã, Thư Hàng Sư Huynh, đừng nói với ta là người cũng không có tiền nên giờ chúng ta phải đi bộ đến Văn Châu nhé. Tiểu Hòa Thượng muốn rẻ đặt hỏi. Bé Loli thi cùng bé Loli chúc nghe được lời của quả quả, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức ủ rũ ảm đạm. Đi bộ đến thành phố Văn Châu, cho dù có pháp thuật bổ trợ cũng phải đi mất mười mấy tiếng. Ý hay đấy, Tống Thư Hàng cười nói. Đáng tiếc giờ ta không có nhiều thời gian, biện pháp này chúng ta thử sau vậy. Được rồi, Diệp Tư đi ra gặp ba đứa nhóc nào. Diệp Tư từ ngực Tống Thư Hàng chui ra. Xin chào ba vị tiểu đạo hiếu, ta là Diệp Tư đến từ Bích Thủy Các. Các ngươi cứ gọi ta là Diệp Tư Sư Tỷ là được rồi. Chợt thấy có người từ ngược tống thư hàng chui ra, tiểu hòa thượng thi và chúc bị dọa hết hồn. Một lát sau, tiểu hòa thượng nghi hoặc hỏi: "Diệp Tư Sư Tỷ, tại sao ngươi lại ở trong thân thể của thư hàng sư huynh thế?" "Bởi vì ta là linh quỷ mà." Diệp Tư đáp. Tiểu hòa thượng ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào tống thư hàng. "Thư hàng sư huynh, không ngờ ngươi lại biến linh quỷ của mình thành nữ thế này." Nghĩ bậy bạ gì thế? Tống Thư Hàng khép bàn tay làm đau đánh vào đầu tiểu hòa thượng. Diệp Tư Sư Tỷ không phải là linh quỷ trước kia của ta. Chuyện này nói đến dài dòng lắm, nếu ngươi tò mò thì ta từ từ kể cho ngươi nghe. Tháng này xảy ra nhiều chuyện quá. Diệp Tư, chúng ta bay trở về Văn Châu thôi. Được rồi, à mà chờ chút, để ta mở áp chỉ đường bay đã, ta không biết vị trí của thành phố Văn Châu. Diệp Tư nói, Tống Thư Hàng, một lát sau, Diệp Tư Sư tỷ sử dụng pháp khí phi hành kim thư mang Tống thư hàng, tiểu hòa thượng thi Trúc bay lên cao. Lúc kim thư bay lên trời, có trận pháp ẩn hình mở ra để người bình thường không thấy được bọn thư hàng. Tống thư hàng hy vọng cái áp chỉ đường trên điện thoại di động đáng tin sẽ không mang bọn họ đi sai chỗ. Nhân 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 nhân. Thế giới cửu u, trong thế giới Tà Liên Trải qua mấy ngày cố gắng nghiên cứu, rốt cuộc bạch tiền bối tu cũng nghiên cứu thấu triệt thế giới tà liên này. Lúc trước hắn nhìn thấy cầu kim loại thể lỏng đã thông qua phương thức nhảy múa để đóng dấu ấn chúa tể ở trong thế giới tà liên. Bây giờ bạch tiền bối tu chỉ cần làm ngược lại, muốn nghiên cứu ra phương pháp phá giải dấu ấn chúa tể thế giới tà liên cũng không khó. Chỉ cần cho ta thêm chút thời gian, thí nghiệm một chút là có thể xóa sạch dấu ấn mà tên cầu đần kia lưu lại trong thế giới tà liên sau đó ta lại đóng dấu ấn mới xuống, lúc đó ta sẽ trở thành vị chúa tể mới của thế giới tà liên này. Nghĩ thôi đã thấy thú vị rồi. Bạch tiền bối tu vui vẻ nói. Khi nào thế giới tà liên này biến thành thế giới tư nhân của chính hắn thì hắn mới có thể an tâm kết kén, ngủ một giấc ngon lành ở trong đây. Hy vọng giấc ngủ này có thể ngủ lâu một chút, tốt nhất là ngủ hơn ngàn năm luôn. Nhân 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 nhân. Bên kia, trong động phủ của lệ chi tiên tử. Lệ chi tiên tử một tay chống má, nhàm chán nhìn mình trong gương. Bộ phim của nhóm cửu châu số 1 đã quay xong, hôm nay ra dạp nhưng lệ chi tiên tử lại không có hứng chen vào dạp để đi xem bộ phim này. Thật ra thì từ ngày 20 đến nay, cô cứ cảm thấy bồn chồn bất an thế nào ấy, không có cách nào tĩnh tâm lại được. Chắc lại phải đi tìm chỗ nào giải sầu chút thôi, nhưng đi đâu giờ nhỉ? Lệ chi tiên tử thầm nói. Đúng rồi, lúc trước Bạch Tôn Giả có nói sẽ dẫn cô với Thư Hàng và mấy người ngư kiều kiều đi tham thú di tích của trường sinh giả mà. Cũng không biết khi nào Bạch Tôn Giả rảnh nhỉ. chương 837, để sư huynh nói cho các người biết tu chân giới tàn khốc thế nào, what the fuck. Diệp Tư khống chế pháp bảo Kim Thư Phi Hành, đưa bốn người tống Thư Hàng, Tiểu Hòa Thượng, Thi, Trúc Bay về phía thành phố Văn Châu. Hiệu quả của áp dẫn đường rất tốt, Diệp Tư sư tỷ không hề bị lạc đường trên kim thư khổng lồ tiểu hòa thượng ngồi khoanh chân hai tay chắp lại niệm kinh thư hắn trông có vẻ bình tĩnh thế thôi chứ thực ra bây giờ nó đang cầu nguyện bạch tiền bối bạch tiền bối xin người đừng để tống thư hàng sư huynh đánh ta nhiều nhất mắng ta vài câu là được rồi nếu như thật sự không đánh ta không được thì xin nhất định để tống thư hàng sư huynh đánh nhẹ một chút đừng đánh ta đến mức xón cả cất ra lúc trước khi còn ở thiên nhai vân du tự Tiểu Hòa Thượng đã quyết định đầu nhập vào phe tôn thờ Bạch Tiền Bối, từ bỏ Phật Tổ, vì thế đối tượng mà hắn cầu nguyện cũng đổi thành Bạch Tiền Bối. Bây giờ, nhìn bề ngoài hắn giống như đang niệm kinh nhưng thực ra lại vội vàng cầu nguyện với Bạch Tiền Bối hết lần này tới lần khác. Hai cô nhóc thi, chúc Tò mò quan sát Tống Thư Hàng. Đặc biệt là Loli chúc nhỏ tuổi hơn, thỉnh thoảng cô bé nghe trợn mắt với Tống Thư Hàng. Nếu như phiên dịch hành động của cô ấy thành câu từ Đại khai ý thế này cao thăng sư huynh tất phải chết. Lúc này, Tống Thư Hàng đang gọi điện cho Tam Nhật sư huynh. Tam Nhật sư huynh đang bận tới sứt đầu mẻ chán, hắn nhận điện thoại rất nhanh. Alo, là Thư Hàng à, người gọi điện thoại cho ta có phải là có tin tốt gì không? Ừm, um, xem như là tin tốt đi, ta tìm thấy quả quả rồi. Tống Thư Hàng nói, lúc trước, sau khi gọi điện với sư huynh xong thì ta lập tức gặp được nó. Nó đang ở trên chuyến tàu mà ta ngồi, vì thế ta đưa nó theo luôn. Ha 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 ha, đây chính là thiên đàng có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào đấy. Tam Nhật sư huynh bật cười, sau đó hắn lại hỏi. "Đúng rồi, thư hàng sư đệ, hai vị cô nương bị quả quả đưa ra ngoài theo có đi cùng không? Thi và trúc cũng ở chỗ của ta." Tống thư hàng đáp, "Thế thì tốt quá." Tam Nhật sư huynh lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn hỏi, thư hàng bây giờ ngươi đang ở đâu thế bây giờ ta đang trên đường trở về thành phố văn châu tống thư hàng nói tam nhật sư huynh bao giờ ngươi đến đón quả quả thế nếu như hôm nay ngươi tới thì đến thành phố văn châu tìm ta nếu như ngày mai ngươi mới tới thì ta ở đại học giang nam đến lúc đó ngươi đi thẳng tới khu giang nam tìm ta nhé được không vấn đề gì tam nhật sư huynh nói ta báo lại việc này cho phương trưởng và trưởng bối của Thi và Trúc đã. Về thời gian thì, ngày mai nhé, ngày mai ta sẽ đi thẳng đến khu Giang Nam tìm ngươi. Trước lúc đó, phiền thư hàng tiểu hữu giúp ta chăm sóc cho quả quả và hai cô bé kia. Tam Nhật Sư Huynh chỉ hận không thể đến thành phố Văn Châu tìm tống thư hàng ngay lập tức. Nhưng mà, hắn còn phải đợi một người nữa, đợi gặp người đó xong rồi lại đi tìm tống thư hàng. Đó là một vị sư tỷ của Thi và Trúc, cô ấy đi cùng Tam Nhật ra ngoài để tìm ba người quả quả không thành vấn đề Tống Thư Hàng đáp ngoài ra Thư Hàng hà phiền ngươi giúp ta dạy dỗ Tiểu quả quả một trận để nó biết thế tu chân giới tàn khốc thế nào Tam Nhật sư huynh cắn răng nói ha ha những chuyện thế này vẫn nên để Tam Nhật sư huynh tự làm thì hơn Tống Thư Hàng cười đáp Tam Nhật sư huynh thở dài nói tiếp nói với quả quả ta sẽ qua đó tìm nó ngay nếu như nó dám bỏ trốn thì nó chết, chắc luôn. Sau khi kết thúc cuộc gọi với Tam Nhật sư huynh, Tống thư hàng lại nhìn về phía ba đứa trẻ nghịch ngợm kia. "Ừm, um, cuộc nói chuyện giữa ta và Tam Nhật sư huynh vừa nãy chắc hẳn các ngươi đều nghe thấy hết rồi." Tống thư hàng nói. "Vì thế, trước khi Tam Nhật sư huynh đến đây đưa các ngươi về, ta sẽ phụ trách chăm sóc các ngươi." Quả của nghe thế thì lập tức thở phào nhẹ nhóm, cầu nguyện với Bạch Tôn giả quả nhiên hữu dụng. Thư hàng sư huynh chẳng những không mắng hắn lại còn không đánh nữa, lai. Like. Bây giờ hắn phải chuẩn bị cầu nguyện bạch tôn giả để tam nhật sư huynh không đánh mắng hắn, để hắn vượt qua kiếp nạn này một cách nhẹ nhàng. Lúc này, thiếu nữ tên là thi kia đột nhiên tò mò hỏi. Thư hàng sư huynh, tu chân giới thật sự rất tàn khốc à. Hả, tại sao lại hỏi chuyện này? Tống thư hàng nghi hoặc hỏi chẳng phải vừa rồi tam nhật sư huynh nói để thư hàng sư huynh cho quả quả biết sự tàn khốc của tu chân giới sao loli chúc chấp mắt đáp vì thế ta đang nghĩ sự tàn khốc của tu chân giới có phải giống cao thăng sư huynh để lăng dạ nếm thử sự tàn nhẫn của thế tu chân giới như trong phim trận chiến Mạt pháp không loli thi tiếp lời vì thế tống thư hàng cũng sẽ ngược đãi quả quả giống như trong phim sao người sẽ đánh hắn lăn lông lốc trên mặt đất à tống thư hàng vai diễn cao thăng sư huynh này chắc chắn sẽ trở thành vết nhơ không thể xóa sạch trong cuộc đời này của hắn. Đừng lẫn lộn phim ảnh với thực tế, phim chỉ là phim thôi, trận chiến mạt pháp chỉ là một câu chuyện, là tình tiết hư cấu thôi. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười nói. Ngoài ra, sự tàn khốc của tu chân giới hoàn toàn khác với trên phim. Loli chúc tò mò nói. Thế thì sự tàn khốc trong hiện thực của tu chân giới như thế nào? Loli thì bổ sung chẳng lẽ trong hiện thực không có chuyện sư huynh hành hạ sư đệ sao? Trong hiện thực có chuyện sư huynh hành hạ sư đệ hay không ta cũng không biết. Bởi vì ta chỉ là một tán tu thôi. Tống Thư Hàng nhún vai, trả lời. Nhưng mà, sự tàn khốc của tu chân giới chắc là chỉ thiên kiếp đáng sợ và nhân kiếp khó lường chăng? Lô Thi nói. Không đúng, ta cảm thấy Thư Hàng sư huynh nói sai rồi. Thiên kiếp rất công bằng, tu sĩ nào cũng chịu thiên kiếp như nhau, nó không thể coi là tàn khốc được. Lô Ly Trúc nói, không đúng, sư tỷ, thiên kiếp đích thực rất tàn nhẫn, một khi thất bại thì hồn bay phách tán, đạo hạnh ngàn năm, vạn năm đều hóa thành cho bụi. Đến cả hy vọng được luân hồi cũng không có, đối với tu sĩ, điều tàn khốc nhất chính là thiên kiếp. Tiểu hòa thượng quả quả phát hiện ra bản thân hắn không thể chen mồm vào chủ đề này được. Tống Thư Hàng cảm thấy, hai cô nhóc này nói cũng rất có lý. Được thôi, thiên kiếp đích thực tàn nhẫn, thế thì thư hàng sư huynh, nhân kiếp là gì? Lô Ly thì tò mò hỏi. Tống thư hàng suy nghĩ một lúc rồi đáp. Nhân kiếp A à, là những kiếp nạn khiến người mất mạng do những tu sĩ khác mang tới ví dụ như vì xung đột lợi ích mà những tu sĩ khác sẽ đâm ngươi một đau hay là có một số tu sĩ tự nhiên thấy ngươi ngứa mắt, muốn chém chết ngươi, còn có vị ân oán của tổ tiên, hai môn phái như nước với lửa với nhau, nhìn thấy đối phương là muốn diệt trừ ngay. Từ sau khi gia nhập tu chân giới, phần lớn các tu sĩ mà Tống thư Hàng gặp đều là các tiền bối của nhóm Cửu Châu số 1. Cho nên hắn không tiếp xúc nhiều với sự tàn khốc của tu chân giới. Tuy rằng cái tên đàn chủ lúc đầu kia, công tử hải của Vô Cực Ma Tông, sau đó là sát thủ của Tam thập Tam thú thần tông và cả chiến sĩ nhím biển, đều là sát kiếp nhưng Tống thư Hàng cảm thấy vẫn chưa tới mức tàn khốc. Chuyện thực sự tàn nhẫn chắc là mấy chuyện như sau khi tiếp xúc với Bích thủy Các, hắn nhìn thấy bích thủy các bị diệt môn, còn cả cuộc chiến sinh tồn ngươi chết ta sống giữa nhau ra và thế giới cửu U Trăng. Vì thế, đời này có thể gặp được các tiền bối của nhóm cửu châu số một thực sự là quá may mắn. Lúc này, thì cô bé lớn tuổi hơn lại hỏi. Tự nhiên ngứa mắt là muốn giết người hả? Trên thế giới này thực sự có tu sĩ như thế sao? Ừm, vì lý do công pháp nên tính cách của một số tà tu trở nên vặn vẹo, bọn họ quả thật sẽ làm những chuyện như thế. Tống Thư Hàng giải thích. Nhưng mà, từ lúc bắt đầu tu luyện cho tới giờ, ta tạm thời chưa gặp phải những tu sĩ như thế. Thi, thiếu nữ lớn tuổi hơn gật đầu. Ồ, ra là thế. Trong khi họ nói chuyện, Diệp Tư vốn đang khống chế Kim Thư lại quay đầu lại nói. Thư Hàng, đằng trước có thứ gì đó cản đường. Tống Thư Hàng quay đầu lại nhìn nhưng không thấy bất cứ thứ gì, cũng đúng, Diệp Tư có cảnh giới ngũ phẩm, có tầm nhìn xa hơn Tống Thư Hàng là máy bay hay là tu sĩ nếu như là máy bay thì chúng ta tránh nó tống thư hàng nói không phải máy bay là tu sĩ đối phương nhìn thấy chúng ta nhưng lại cố ý chặn đường trên người đối phương tràn ngập ác ý chuẩn bị chiến đấu đi diệp tư nói lúc nãy cô ấy đã thử điều chỉnh góc bay của kim thư nhưng đối phương vẫn nhìn chằm chằm bọn họ tống thư hàng lập tức lấy bảo đao bá toái ra đậu xanh có cần trùng hợp thế không Lúc nãy vừa nói chuyện về sự tàn khốc trong thế tu chân giới với ba người xong thì lập tức có người ác ý chặn đường. Đối phương là ai nhỉ? Là người của Vô Cực Ma Tông à? Chiến sĩ nhím biển hay là tà ma cửu u nhỉ? Trong lúc hắn trầm tư, Diệp Tư và kẻ cản đường đó càng ngày càng gần. Tống thư hàng cũng nhìn thấy thân ảnh của đối phương. Đó là một người đàn ông trung niên có vẻ rất bình thường, khoảng 30 tuổi, nhìn qua có hơi lôi thôi. Mà lúc này trên cơ thể người đàn ông trung niên này có năng lượng màu đen thực chất hóa vây quanh. Năng lượng màu đen kia tràn ngập khí tức dơ bẩn, đó là năng lượng của thế giới cửu U. Năng lượng của thế giới cửu U được thực chất hóa chạy xung quanh cơ thể của người đàn ông trung niên đó, dường như chúng đang cải tạo cơ thể của hắn ta. Cũng chính vì năng lượng cửu U này nên người đàn ông trung niên đó mới có thể bay lơ lửng giữa không trung. Người của thế giới cửu U à? Hay là tà tu? Tống Thư Hàng trao mày lại, Đối phương có chút kỳ lạ. Kha kha kha. Lúc này, người đàn ông đó ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Tống Thư Hàng. Hai mắt hắn ta đỏ ngầu, con người đã không còn là con người của con người nữa mà là con người dựng thẳng giống như loài rắn. Hắn ta đang dùng đôi mắt quái dị của mình để khóa vị trí mấy người Tống Thư Hàng. Tìm được rồi, tu sĩ loài người. Ở khoảng cách rất xa, người đàn ông trung niên ấy phát ra tiếng gầm như ma âm chỉ cần là tu sĩ loài người thì đều phải chết tống thư hàng thi cô bé lớn tuổi hơn gật đầu thật mạnh hóa ra là thế đây chính là kiểu nhìn ngươi ngứa mắt thì phải giết chết ngươi mà lúc nãy thư hàng sư huynh nói đấy chúc cô bé nhỏ tuổi hơn cũng gật đầu thật mạnh hóa ra thật sự có nhân kiếp như thế này thư hàng sư huynh thật là lợi hại đúng lúc này diệp tư lên tiếng tên này rất kỳ lạ cơ thể của hắn hình như rất yếu chỉ có cường độ như tu sĩ vừa đạt chút cơ mà thôi. chương 838, 7 chữ, giết, sẽ có khí thế hơn. Không phải là tà tu đã tu luyện bậy bạ đấy chứ? Tống Thư Hàng hỏi. Không phải, ta cảm thấy, tên này chưa từng tu luyện. Diệp Tư Châu mày nói. Nhìn hắn có vẻ như bị năng lượng của thế giới cửu U rót thẳng vào người. Sau đó bị năng lượng dơ bẩn nồng độ cao của thế giới cửu U đồng hóa. Giống như bị cửu U nhập vào vậy năng lượng nồng độ cao của thế giới cửu u á. Nếu thế thì, Tống Thư Hàng nhìn vào ngực mình rồi gật đầu. Chính là mày đấy, ra đi, hình chiếu hoa sen. Hạch tâm trong tâm khiếu của hắn bắt đầu chiếu ra ảnh ảo của một cây hoa sen. Dễ của cây hoa sen này hiện có mười mấy vạn dễ con, phù chúng đâm thẳng về hướng người đàn ông trung niên ở đằng xa. Thật là lợi hại. Tiểu quả quả trợn tròn mắt, đây là pháp thuật mới mà Thư Hàng Sư Huynh tu luyện sau khi chia tay với nó sao? nhìn có vẻ rất trâu bò đấy nhiều xúc tua quá lô ly chúc kêu lên đầy kinh ngạc tống thư hàng không phải xúc tua mà là dễ cây dễ cây và xúc tua hoàn toàn là hai thứ khác nhau nhé xúc tua là của động vật dễ là của thực vật mà thi cô bé lớn tuổi hơn đập nhẹ vào đầu tiểu sư muội một cái không phải xúc tua là dễ cây lô ly chúc nghiêm túc gật đầu sau đó lại kêu lên kinh ngạc nhiều dễ cây quá Tống Thư Hàng không muốn tiếp tục khinh bỉ nữa luôn. Trong lúc họ nói với nhau răm ba câu, dễ của hình chiếu hoa sen đã vươn đến bên người đàn ông trung niên kia, cắm vào trong năng lượng cửu u nồng đậm kia. Tuy rằng cùng là năng lượng cửu u có độ thuần khiết cao nhưng so với hung thú tà năng trong giao trì thiên giới, năng lượng cửu u quanh cơ thể người đàn ông trung niên này quá nhỏ bé. Vù, một cái, năng lượng cửu u độ tinh khiết cao quanh người đàn ông trung niên đó đã bị hút sạch, không có năng lượng cửu u chống đỡ người đàn ông lôi thôi kia không thể tiếp tục lơ lửng trên không trung được nữa hắn rơi ngay từ trên trời xuống nhưng cho dù rơi từ trên cao xuống đôi mắt rắn của người đàn ông đó vẫn không lộ ra chút hoảng sợ nào trong mắt của hắn chỉ có vẻ hung ác tu sĩ loài người tất cả đều đáng chết cổ họng hắn phát ra ma âm có thể truyền đi rất xa người sai không phải là ta mà là thế giới này lời thoại ngu ngốc như thế mà cũng có thể gầm ra tự nhiên vậy sao? Lúc này, Diệp Tư nói, của nhiên không sai, tên này chỉ là người bình thường, nhưng bị năng lượng của thế giới cửu u nhập vào người, đồng thời cơ thể của hắn cũng bị cải tạo một phen. Là ngẫu nhiên hay là do thế giới cửu u đang chuẩn bị có kế hoạch gì đó đây? Dễ của cây hoa sen chiếu ra từ ngực tống thư hàng rút về. Đối với hạch tâm, năng lượng hấp thụ được lần này nhỏ như con muỗi, nhiều nhất chỉ bằng một viên linh thạch lục phẩm mà thôi. Diệp Tư nói, ai mà biết được, cứ để mặc cho tên đó rơi từ không trung xuống à. Mất đi sự hỗ trợ của năng lượng thế giới cửu U, hắn ta đã không còn năng lực dừng lại trên không trung nữa. Sau khi rơi xuống chắc hẳn sẽ nát như tương bần nhỉ. Như thế cũng tốt, chúng ta đỡ phải ra tay. Ừm, hay là cứu hắn lên rồi trói lại đi, ta cứ cảm thấy mọi việc không đơn giản như thế cứ bắt trói hắn rồi ta sẽ vào nhóm cửu châu số một hỏi các tiền bối xem sao. Ta nghĩ Bạch Vân Thư Viện Hằng Hỏa chân Quân sẽ rất có hứng thú với tên này đấy. Tống Thư Hàng nói, chỉ cần là chuyện liên quan đến âm mưu của thế giới cửu U thì đệ tử Nho Gia đều rất có hứng thú. Vì dù gì cửu U và Nho Gia cũng là hai phe hoàn toàn đối địch với nhau mà. Sao cho ta đi? Diệp Tư cười nói, cô ấy khống chế Kim Thư, bay về phía người đàn ông đang rơi xuống kia. Đợi khi đến gần người đàn ông đó, Diệp Tư giơ tay tế ra một cái lồng nhỏ rồi ném về phía đối phương. Chiếc lồng đón gió phình to lên, trong nháy mắt hóa thành một cái lồng lớn cao 2 mét, chụp lấy người đàn ông trung niên kia. Sau đó, đáy lồng đóng lại, nhốt người đàn ông đó ở trong. Xong rồi, Diệp Tư phất tay một cái, chiếc lồng kia lại bay về, treo vào phần đuôi của Kim Thư. Trên mặt người đàn ông trung niên đó đầy vẻ hung ác, Dầm rầm rầm rầm, hắn đập tay vào chiếc lồng. Trong con người dựng đứng của hắn tràn đầy sát ý. Tu sĩ loài người đáng chết, chết chết chết, tất cả các tu sĩ loài người, giết 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 giết. Hắn ta nói liền một mạch mà không lấy hơi. Lúc này, thì cô bé lớn tuổi hơn nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên. Lúc nãy người nói một mạch sáu tiếng, giết, có phải người nói thiếu một chữ không? nếu như muốn biểu đạt sự tàn bạo của mình thì ngươi phải nói liền một mạch bảy tiếng, giết, thì mới có khí thế chứ, giết 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 giết. Tống Thư Hàng Trời sinh ra vạn vật cho con người nhưng con người lại có lỗi với trời, giết 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 giết. Người đàn ông trung niên đó gào thét, hai tay đập thật mạnh vào lồng. Tống Thư Hàng Ta cảm thấy hắn ta cần yên lặng một chút. Chỉ cần nện cho hắn một quyền là được, thể chất của hắn chỉ bằng tu sĩ trúc cơ thôi, Diệp Tư Sư Tỷ không thèm quay đầu lại mà đáp. Khe hở của chiếc lồng này nhỏ quá, tay của ta không luồn vào trong được. Tống Thư Hàng nói. Diệp Tư quay đầu lại. Dùng quyền áp đi, hiện giờ ngươi có tu vi tam phẩm rồi, dùng quyền áp đánh ngất hắn đi. Với quyền áp hiện tại của ta, ta chỉ cần đánh ra một quyền là nổ tung não hắn luôn đấy. Tống Thư Hàng nói, mấy ngày hôm nay hắn tấn thăng lên một tiểu cảnh giới, vẫn chưa thích ứng hoàn toàn năng lượng tăng vọt nếu như hắn đánh ra thì quyền áp chỉ có thể phóng mà không thể thu để ta để ta tiểu hòa thượng quả quả vui vẻ nói nó giơ nắm đấm nhỏ của mình ra rồi nện một quyền thật mạnh một luồng quyền áp đập vào cơ thể người đàn ông trung niên kia nhưng mà quyền áp quá yếu người đàn ông trung niên kia chỉ bị đau thôi chứ không mất đi phì phì người đàn ông trung niên hít khí lạnh phẫn nộ nhìn tiểu hòa thượng mặt tiểu hòa thượng đỏ bừng lên sau đó nó nói với thi và trúc cùng đánh đi sau đó ba người cùng vây quanh cái lồng không ngừng xuất quyền từng quyền áp nhỏ bé cùng với nắm đấm rơi xuống chiếc lồng a a a người đàn ông trung niên kia kêu thảm liên tục nhưng không biết là do quyền áp của ba người quá yếu hay là do cơ thể của gã đàn ông trung niên này đã được năng lượng cửu u cải tạo nên vô cùng cứng cỏi nói tóm lại người đàn ông trung niên kêu gào liên tục nhưng không bị ngất đi Tống Thư Hàng, hắn cảm thấy tiếng kêu này còn ổn hơn ấy, nhưng hắn thấy trên mặt ba đứa nhóc có vẻ không chịu nhận thua nên đành thôi, cứ để mặc chúng tiếp tục vậy. Tống Thư Hàng lấy điện thoại ra, đăng nhập vào nhóm Cửu Châu số 1, nói hết chuyện xảy ra vừa rồi, đồng thời miêu tả đơn giản tình trạng cơ thể của người đàn ông trung niên một lượt, rồi còn gửi kèm hai tấm ảnh của hắn ta. Lần này, người đầu tiên ngoi lên trả lời không phải là Bắc Hà tán nhân. Gần đây bắc Hà Tiền Bối đang âm thầm đến tử cấm thành để nghiên cứu địa hình rồi, cho nên không online. Lần này người đầu tiên trả lời tống thư hàng là lệ chi tiên tử. Ồ, thư hàng lại gặp phải chuyện kỳ lạ gì à? Đúng thế, trên đường về nhà gặp phải một đống chuyện. Tống thư hàng đáp. Tiếp đó, tống thư hàng lại nói. À còng hàng hỏa mệt tim muốn được nghỉ hưu, hàng hỏa tiền bối có đây không? Người có hứng thú với tên tù binh này không? nếu như thấy có hứng thú thì phái người đến thành phố Văn Châu tìm ta đi, ta giao tên tù binh này cho ngươi. chương 839, người sai không phải ta mà là thế giới này. Hoàng Sơn mệt tim muốn được nghỉ hưu. Thư hàng tiểu hữu dạo này hàng hỏa đạo hữu rất bận, có thể nói bây giờ nho ra có rất nhiều chuyện phải làm, hắn không rảnh để lên mạng. Vì thế, tiểu hữu cứ trông giữ tên tù nhân đó cẩn thận, ta xử lý xong chút chuyện bên này sẽ qua thành phố Văn Châu một chuyến, đến lúc đó người cứ giao tên tù nhân này cho ta đi. Hoàng Sơn Trân Quân vẫn chưa đổi nick lại như cũ, xem ra, gần đây Hoàng Sơn Trân Quân vẫn ở trong trạng thái mệt tim rồi. Tống Thư Hàng trả lời. Được, Hoàng Sơn tiền bối, ta ở thành phố Văn Châu đợi ngươi. Hoàng Sơn mệt tim muốn được nghỉ ngơi. Còn nữa, Thư Hàng tiểu hữu cũng có thể thẩm vấn tù binh xem có thể moi được tin tình báo gì từ miệng hắn không. Được, ta cố hết sức xem sao. Tống Thư Hàng nói, Tống Thư Hàng chưa từng học kỹ xảo thẩm vấn tù binh. Hơn nữa tên tù binh này có vẻ rất hung dữ, đến chết cũng không sợ, là một tên rất cứng đầu. Vì thế, có cần lên mạng tìm Mãn Thanh thập đại cực hình, trong truyền thuyết để học hỏi chút kỹ xảo bức cung không nhỉ? Khoảng 10 phút sau, Tống Thư Hàng thành công lấy được không ít tin tình báo từ miệng gã đàn ông trung niên kia. Tống Thư Hàng cũng không học được bất cứ kỹ xảo thẩm vấn đặc biệt gì. Sau khi bị quả quả thi chúc đánh một hồi, người đàn ông trung niên đó đã ngu người luôn. Sau đó nữa, dường như hắn ta đột nhiên thoát khỏi trạng thái hung tàn. Trong đôi mắt rắn của hắn cũng không còn vẻ ác độc như trước nữa mà tràn đầy sự hoảng sợ. Lúc nhìn thấy cảnh này, Tống thư hàng đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, hắn thử hỏi người đàn ông đó vài câu hỏi, sau đó, không ngờ người đàn ông đó lại trả lời rất thành thật. Tống Thư Hàng hiểu ra ngay, trạng thái cứng đầu không sợ chết của hắn ta lúc trước là trạng thái tạm thời sau khi bị năng lượng cửu u ảnh hưởng. Bây giờ trạng thái tạm thời đó đã mất đi, người đàn ông này lại khôi phục lại bản tính vốn có của mình. Người đàn ông trung niên nhanh chóng nói hết tất cả mọi chuyện của mình ra. Hắn ta tên là Triệu Thủy Bảo, năm nay 38 tuổi. Nói tóm lại, hắn ta là một người kỳ lạ, ví dụ như thế giới quan của hắn ta là người sai không phải ta mà là thế giới này không ngờ lời thoại đáng xấu hổ thế này lại là thế giới quan của hắn ta hắn ta cho rằng thế giới này là một thế giới rất không công bằng từ sau khi hắn ta sinh ra thế giới này luôn hà khắc với hắn bất luận là lúc đi học hay là sau khi bước chân ra ngoài xã hội làm việc hắn cảm thấy cuộc đời của mình chưa lúc nào thuận lợi nếu như ông trời đã không giúp ta thì ta tự mình cố gắng vậy vào năm 30 tuổi, được một đồng hương gợi ý, Triệu Thủy Bảo và đồng hương chuẩn bị đi làm ăn lớn một phen. Vụ làm ăn không vốn mà vạn lời. Đương nhiên, không phải là cướp ngân hàng, vì bọn họ cũng không có kỹ thuật và thực lực đó. Đồng hương của Triệu Thủy Bảo nói, hắn ta nhìn chúng một nơi rất tốt. Ở đó có một người già lắm tiền nhiều của sinh sống một mình. Từ trước tới nay chưa ai từng nhìn thấy con trai con gái hay họ hàng thân thích gì của người đó cả. Điều tuyệt vời hơn là, theo những gì người đồng hương này nghe ngóng được, ông lão này rất thích ở nhà. Ông ấy rất ít khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài ông ấy sẽ mua một đống lớn nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày, sau đó quay về nhà không ra ngoài nữa. Có lần ở trong nhà 10 ngày nửa tháng, có lúc thậm chí hơn nửa năm cũng không ra khỏi cửa. Mục tiêu làm giàu như vậy cả hoa hạ chỉ có mình nhà này thôi. Ngày hôm đó, vào lúc đêm khuya thanh vắng, Triệu Thủy Bảo và Đồng Hương đeo trang bị và cầm vũ khí second hand mua được ở cửa hàng chuẩn bị đột nhập vào căn nhà của ông lão đó. Sau đó, sáng sớm ngày thứ hai, hắn và Đồng Hương được người ta phát hiện trên bãi cỏ cách đó mười mấy cây em. Lúc ấy, quần áo của hắn và người Đồng Hương đều rách nát cả, trên người đầy vết thương. Hơn nữa, hai người đều mất đi ký ức tối hôm qua. Càng đáng sợ hơn là, từ sau đêm hôm đó, hắn ta và người đồng hương đều mắc phải một căn bệnh đáng sợ bọn họ giống như trẻ con vậy không thể khống chế hệ thống bài tiết của mình kể từ ngày hôm đó bọn họ đều phải dựa vào tã giấy người lớn để sống qua ngày nhưng cho dù đã có tã giấy người lớn thì mùi đáng sợ trên người hắn và đồng hương vẫn khiến người khác tránh xa hai người họ chỉ cần bọn họ đi ra ngoài là người bên cạnh đều tránh thật xa những ngày tháng đó thật khiến cho con người ta tuyệt vọng triệu thủy bảo và đồng hương nghi ngờ tất cả những chuyện kỳ lạ này đều do ông già không thích ra ngoài đó gây ra vì vậy một tháng sau hắn ta và đồng hương mò đến nhà ông lão đó lần nữa nhưng lần này bọn họ không phát hiện ra ông lão đó điều đáng sợ hơn là bọn họ hỏi thăm hàng xóm quanh đấy về ông lão sống trong căn nhà này thì tất cả hàng xóm đều ngơ ngác không có ai nhớ ông lão không con không cái không có thân thích thích ở trong nhà này Triệu Thủy Bảo và Đồng Hương cùng bị dọa thoát tim. Trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo. Triệu Thủy Bảo và Đồng Hương của hắn chẳng những không kiếm được khoản nào mà còn phải trả giá đắt. Mỗi ngày hai người đều cần rất nhiều thẻ giấy người lớn, cộng nhiều ngày lại, đây cũng là một khoản chi lớn. Quan trọng hơn là, vì trên người có mùi hôi thối nên hai người không thể tìm được một công việc ổn định. Hai người chỉ có thể nghĩ cách kiếm chút tiền trên mạng để duy trì cuộc sống của mình. Cứ như thế, Triệu Thủy Bảo sống tới năm 38 tuổi. Đúng vào năm ngày trước, cuộc sống của Triệu Thủy Bảo xảy ra thay đổi nhưng trời lệch đất, hắn ta nhặt được một cái nhẫn màu đen. Sau khi hắn đeo thử chiếc nhẫn vào thì nó đột nhiên biến mất. Chiếc nhẫn hóa thành một luồng năng lượng màu đen, chui vào trong cơ thể của hắn. Ngay lập tức, cơ thể của hắn hồi phục như trước, hắn không còn bị tã giấy người lớn trói buộc nữa. Hơn nữa, sau khi luồng năng lượng màu đen đó chui vào trong cơ thể hắn ta, hắn ta phát hiện ra một phần trí nhớ phủ đầy bụi trong não hải của hắn đã được khôi phục đó là một đoạn ký ức đáng sợ khái quát một cách đơn giản hai kẻ nick nhỏ level không tấn công nick lớn mark level sau đó hai nick level không bị nick mark level đánh tơi bời bị nện một trận tơi bời hoa lá thật sự luôn bị đập bằng trăm kiểu khác nhau không lập kiểu nào mỗi khi hai nick nhỏ level không bị đánh sắp toi thì lại được đút đan dược hồi phục vết thương sau đó lại tiếp tục bị dày vò. Mãi cho đến khi hai nick nhỏ level không này mất khống chế bài tiết, nick mắc level kia mới hài lòng phong ấn ký ức của hai người này rồi nghênh ngang rời đi. Lúc ấy, khi triệu thủy bảo khôi phục lại ký ức thì suýt nữa bị dọa cho không tự chủ đại tiểu tiện. Trên thế giới này lại có người có thể bay lượn độn thổ sao? Hơn nữa hắn và đồng hương còn dám đến gây phiền toái cho ông lão như siêu nhân này, có thể sống được đã là kỳ tích rồi. Đúng lúc này, năng lượng màu đen truyền tới từng đợt âm thanh như lời thầm thì. Nội dung của những lời thì thầm đó là gì Triệu Thủy Bảo không hiểu. Nhưng mà, lúc nghe những lời thầm thì đó, trong lòng Triệu Thủy Bảo sẽ sinh ra cảm xúc tiêu cực. Ý nghĩ, người sai không phải là ta mà là thế giới này, càng ngày càng bành trướng trong não hải của Triệu Thủy Bảo. Mấy năm nay, tôi phải chịu đủ loại đau khổ, đều do lỗi của tu sĩ loài người. Nếu không phải do ông lão tu sĩ loài người kia, tôi sẽ không phải chịu tra tấn của tả giấy nhiều năm như thế. Đều là lỗi của cái thế giới không công bằng này. Tôi muốn giết chết tất cả các tu sĩ loài người. Cái suy nghĩ kỳ lạ này ngưng tụ trong não hải của triệu thủy bảo mãi không biến mất. Cùng với sự sinh sôi của ý nghĩ này, năng lượng cửu u trên người hắn cũng càng ngày càng mạnh, nó quanh quẩn bên người hắn, năng lượng phản hồi bắt đầu cải tạo cơ thể hắn. Thứ đầu tiên bị thay đổi là mắt của hắn ta, con người của hắn ta bị cải tạo thành con người của rắn, hơn nữa tầm nhìn rất xa, có thể khóa đối tượng ở khoảng cách cực xa. Sau đó, dưới sự đầu độc của những lời thầm thì kia, Triệu Thủy Bảo bắt đầu hành động. Nhờ vào năng lượng của thế giới cửu u, Triệu Thủy Bảo bay lên trên trời. Hắn ta phải tìm tu sĩ loài người rồi sau đó giết chết họ, hoặc là hắn ta hấp thụ bọn họ hoặc là hắn ta bị tu sĩ loài người giết chết. Trong lòng của hắn ta có suy nghĩ như thế. Sau đó, vừa may mắn vừa xui xẻo là hắn vừa bay lên trời được một lúc thì tìm thấy con mồi, đó chính là kim thư của Diệp Tư và Tống Thư Hàng, tiểu hòa thượng, thi và trúc trên kim thư. Chuyện tiếp theo chính là nick nhỏ ma hóa LV 1 triệu thủy bảo gặp được tổ hợp nick lớn LV 5, nick trung bình LV 3 và 3 nick nhỏ LV 1. Nick nhỏ LV 1 triệu thủy bảo lại bị đánh tơi tả. Sau khi nghe hết câu chuyện, Tống Thư Hàng nói. Chiếc nhẫn màu đen vừa đeo lên liền biến mất luôn, sau đó bên tai xuất hiện những lời thì thầm đầu độc, những thứ này hợp lại với nhau nhìn thế nào cũng không giống trùng hợp. Diệp Tư gật đầu nói: "Ừm, um, trước tiên cứ tiếp tục quan sát các nơi khác ở Hoa Hạ xem có chuyện tương tự không. Nếu như chỉ có lần này thì có lẽ là tên này xui xẻo nhặt được một pháp khí của thế giới cửu u, nếu như những chuyện tương tự không chỉ xảy ra một lần thì có thể chắc chắn đây là âm mưu của thế giới cửu u." Đợi sau khi Hoàng Sơn Chân Quân đến thành phố Văn Châu, ta sẽ giao tên này cho Hoàng Sơn chân quân. Chắc hẳn Tiền Bối có thể lấy được tin tình báo gì đó từ trên người hắn." Tống thư Hàng nói. "Bản thân Triệu Thủy Bảo sau khi bị năng lượng của thế giới cửu u cải tạo chính là một tình báo lớn. Thông qua việc kiểm tra cơ thể của hắn, ta có thể lấy được một số tin tức. Ví dụ như, rốt cuộc thế giới cửu u tốn nhiều công sức bồi dưỡng một người bình thường như Triệu Thủy Bảo để làm gì?" chẳng lẽ là nghiên cứu biện pháp khiến con người biến thành tà ma cửu u sao? Hay là, sau khi triệu thủy bảo giết tu sĩ loài người hoặc bị tu sĩ loài người giết thì sẽ xảy ra chuyện gì? Tống Thư Hàng rất để tâm đến mệnh lệnh mà triệu thủy bảo nhận được sau khi bị mê hoặc. Chiều tối, nhà Tống Thư Hàng, đường Bạch Kinh, thành phố Văn Châu. Diệp Tư thuận lợi đưa Tống Thư Hàng về nhà. Trước khi hạ xuống, cô ấy thi triển một huyễn thuật, che giấu chiếc lồng và triệu thủy bảo rồi cho triệu thủy bảo rơi vào trạng thái hôn mê. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tống Thư Hàng ấn chuông cửa nhà mình. "Đến đây." Mẹ của Tống Thư Hàng nói. Sau đó, mẹ Tống vừa mở cửa ra liền nhìn thấy gương mặt tươi cười xinh đẹp của Diệp Tư và dáng vẻ ngốc nghếch của con trai mình. Cô gái đi cùng con trai mình lại đổi rồi. Gần đây, cô gái mà con trai đưa về mỗi lần đều khác nhau, hơn nữa cô nào cô nấy đều rất xinh đẹp bà cứ cảm thấy có chút không ổn. Mẹ Tống ẩn ẩn thấy hơi lo lắng. chương 840, ta nhìn thấy diễn viên đóng vai cao thăng sư huynh rồi, hãy đợi ta kiếm bao tải trùm đầu rắn. Tống Thư Hàng cười nói. Mẹ ơi con về rồi. Mẹ Tống nhìn con trai mình một cái rồi gật đầu. Sau đó bà lại nhìn Tiểu Hòa Thượng và hai cô bé Lô Ly Thi, chúc đằng sau Tống Thư Hàng. Ố, Tiểu Sư Phụ lại tới nhà tôi chơi à? Mẹ Tống nhìn thấy quả quả thì mỉm cười thân thiết. "Chào bác ạ." À. Tiểu Hòa thượng chắp hai tay lại chào hỏi. Vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Hòa thượng vô cùng đáng yêu. Tống thư hàng cảm thấy khi đối diện với đứa con trai ruột như hắn, mẹ hắn cũng chưa từng thân thiết đến thế. Mẹ Tống lại nhìn hai cô bé đáng yêu bên cạnh Tiểu Hòa thượng. Rồi bà nhìn sang Diệp Tư đứng cạnh Tống thư hàng, sau đó trí tưởng tượng của mẹ Tống bay tít tận trời xanh nếu như tương lai có một ngày tống thư hàng kết hôn với cô gái này thì đứa con của hai đứa chắc sẽ đáng yêu như tiểu hòa thượng nhỉ? nếu như là sinh con gái thì nhất định sẽ sinh đôi, phải sinh sắn như hai cô bé đằng sau lưng kia mới được. diệp tư cười nói, chào bác ạ, à, tên cháu là diệp tư. lời chào hỏi của diệp tư kéo suy nghĩ của mẹ tống từ trên trời về. chào diệp tư, mẹ tống cười rồi đưa mọi người vào phòng khách nghỉ ngơi. thư hàng. Trên đường đi con đã ăn gì chưa? Con chưa ăn gì cả, vốn con định ăn tối trên xe điện luôn, nhưng giữa đường xảy ra vài chuyện ngoài ý muốn nên chúng con về nhà trước." Tống Thư Hàng nói. "Vậy mấy đứa đợi một lát, mẹ đi chuẩn bị đồ ăn." Mẹ Tống nói. Trong phòng khách, Tống Thư Hàng lười biếng dựa vào ghế sofa, hắn vuốt điện thoại. Gần đây hễ có thời gian hắn lại lập tức lên mạng xem mấy câu chuyện cười gì đó để tránh đột nhiên bị Bạch Tiền Bối Tu kéo vào trong không gian thi lại vô hạn. Có chuẩn bị trước thì không phải lo âu. Ba đứa trẻ nghịch ngợm là tiểu hòa thượng thì và trúc đang xem phim hoạt hình. Anh em Hồ Lô bản 2019, các tình tiết trong phim đã hoàn toàn khác với anh em Hồ Lô mà hồi nhỏ tống thư hàng xem. Trời mới biết biên kịch sửa kiểu gì. Ba Tống ngồi bên cạnh Tống Thư Hàng đọc báo nhưng ánh mắt lại quan sát Diệp Tư. Diệp Tư đang nói chuyện với mẹ Tống, mẹ Tống đã nấu xong cơm tối từ lâu rồi, chỉ cần thêm phần cơm của mấy người là được. Vì vậy, bà kéo Diệp Tư lại bắt đầu nói chuyện trời Nam đất Bắc. Lúc mới bắt đầu, hai người nói chuyện với nhau khá khó khăn. Nếu như nói cách ba năm như một thế hệ thì khoảng cách thế hệ giữa Diệp Tư và mẹ Tống xa như khoảng cách giữa mặt trăng và mặt trời luôn nhưng dưới sự phối hợp của diệp tư hai người dần dần nói chuyện được với nhau lúc này ba tống dùng củi trỏ đẩy nhẹ tống thư hàng ông hỏi nhỏ thư hàng cô gái lần này con đưa về có phải là bạn gái con không tống thư hàng đang định trả lời lại trùng hợp là mẹ tống cuối cùng cũng không nhịn được nữa bà hỏi diệp tư diệp tư này cháu và thư hàng nhà bác quen nhau thế nào vậy diệp tư ngước mắt lên nhìn tống thư hàng rồi mỉm cười e hèm. Tống Thư Hàng hắng giọng một cái, hắn trả lời câu hỏi này thay Diệp Tư. Con và Diệp Tư quen nhau trong một thư viện lớn, lúc đó con và cô ấy đều ở đấy đọc sách, sau đó bọn con cứ nói chuyện với nhau rồi quen nhau luôn. Còn về quan hệ giữa bọn con, trước mắt là quan hệ sắp trở thành người yêu. Trong phần lớn những gia đình khác, cha mẹ luôn dặn dò đứa con trai vẫn còn đang đi học của mình phải lấy việc học làm trọng. Mà ở nhà Tống Thư Hàng, từ lúc Tống Thư Hàng học cấp 3, Mẹ Tống đã thường nói bóng nói gió bảo hắn đưa một cô gái xinh đẹp về nhà chơi. Mẹ Tống nghe vậy thì vội vàng nói: Sắp trở thành người yêu ư? Thế hiện tại thì sao? Vấn đề này Diệp Tư chủ động lên tiếng trả lời: Bây giờ, tuy rằng không thể trở thành người yêu bình thường nhưng quan hệ của chúng cháu còn thân mật hơn cả người yêu. Thân mật hơn cả người yêu á? Mẹ Tống chớp mắt, hai tay của bà chập lại. Vậy hai đứa ừm, ờ, ừ, gì nhỉ, hợp thể rồi à? Tống thư hàng, phụt. Hợp thể chính là cái ý đó đó hả? Loli thi lên tiếng. Đúng thế, tỷ tỷ, hợp thể chính là ý đó đó. Loli chúc đáp. Tiểu Hòa thượng xấu hổ đỏ bừng mặt, hắn nhắm mắt lại, miệng niệm kinh văn. Diệp Tư suy nghĩ một lúc rồi đáp. Dạ, hợp thể rồi à? Hình dáng hai đầu bốn tay của họ rất là ngầu, nếu như không phải nhìn ra mẹ Tống và ba Tống đều chỉ là người bình thường thì Diệp Tư rất muốn biểu diễn cho hai người xem một phen. Ba Tống gập tờ báo lại, ông nhìn Diệp Tư, mỉm cười hiền lành. "Diệp Tư à, về sau chúng ta là người một nhà rồi." "Ý của ba mấy đứa chính là ý của bác." Mẹ Tống nói. "Tống thư hàng, phụt." Ba Tống chọc thư hàng một cú thật mạnh. "Cố lên, tranh thủ tốt nghiệp đại học xong thì kết hôn luôn. Năm đó ba của con cũng cưới mẹ con về như thế đấy. Nhưng mà, trước khi kết hôn hai đứa vẫn nên cẩn thận một chút. Đừng để có con trước khi cưới nhé." Tống Thư Hàng Sáng sớm hôm sau, Tống Thư Hàng đưa Diệp Tư, tiểu quả quả, thi và trúc ra ngoài. Hắn định đưa Diệp Tư tới phố Cửu Long gần đó đi dạo, thuận tiện mua luôn một số đồ dùng sinh hoạt cần dùng đến trong học kỳ mới. Đợi đến buổi trưa hắn sẽ đi gặp người bạn, viện trưởng bệnh viện tâm thần trên mạng của hắn nữa. Nếu như thuận lợi thì chiều nay có thể đi tới Giang Nam được rồi. Gần như cùng lúc Tống Thư Hàng đưa mấy người ra khỏi nhà, hàng xóm tốt Lý Vân ở bên cạnh cũng đến thăm. Hả, Tống Thư Hàng tiểu hữu mới sáng sớm đã ra ngoài rồi à? Vân vụ đạo trưởng mắt chữ A mồm chữ O, hôm qua hắn nghe nói Tống Thư Hàng sắp về nên vô cùng vui vẻ. Trạng thái đả tỏa tu luyện đêm qua rất tốt, hắn tu luyện một mạch tới bây giờ luôn. Kết quả là, khi hắn vui vẻ đến nhà Tống Thư Hàng chơi thì lại biết được tin đối phương đã ra ngoài rồi. Chẳng lẽ ta thật sự vô duyên với, ngộ đạo thạch sao? của nhiên ta vẫn nên trở về không không đạo môn của mình tu luyện thôi, tranh thủ nâng cao, không không diệu thủ của mình lên một tầm cao mới, sau đó lại đến động phủ của Hoàng Sơn chân quân trộm sạch sẽ, rửa mối nhục lúc trước. Vân vụ đạo trưởng thầm nhủ trong lòng. Trong lúc tâm trạng hắn đang bi quan thì mẹ Tống nói. Thư hàng đưa mấy người bạn ra phố mua đồ rồi, chắc là sẽ về nhanh thôi. Nếu anh không phiền thì ở nhà tôi đợi nhé. Vân vụ đạo trưởng nghe thế thì hai mắt sáng bừng lên vậy tôi xin quấy giày vậy. Ba Tống đứng bên cạnh cười nói. Lý Vân Anh khách sáo quá rồi. Phố Cửu Long là một con phố buôn bán phồn vinh. Tống Thư Hàng mang theo mấy người diệp tư, quả quả đi dạo một vòng vô số cửa hàng, mua một vài đồ dùng sinh hoạt. Ba đứa trẻ nghịch ngợm theo sát sau lưng Tống Thư Hàng không rời một bước. Bây giờ bọn chúng đã hoàn toàn từ bỏ ý định chạy trốn rồi. Vì Diệp Tư sư tỷ kia là linh hoàng ngũ phẩm, bọn chúng không chạy thoát được. Mà lúc này Linh Hoàng ngũ phẩm Diệp Tư sư tỷ đang bị đủ loại quảng cáo tẩy não. Tin tốt đây, tin tốt đây, tin cực lớn đây, xin chào các quý khách, vì mặt bằng của cửa hàng hết thời hạn thuê nên chúng tôi bán đại hạ giá một lô giày da chất lượng cao tồn kho. Mua một tặng một, mua một tặng một đi, không cần kiếm tiền, chỉ cần bán hết, không sợ so hàng, chỉ sợ không biết nhìn hàng, chọn thoải mái, chọn thoải mái đi, tất cả đều mua một tặng một. Bán đại hạ giá thật sự đây hạ giá mọi lúc mọi nơi. Thư hàng, thư hàng người có nghe thấy không, bán đại hạ giá kìa. Mua một tặng một đấy, chúng ta qua đó xem đi. Diệp Tư bắt lấy tay của Tống Thư Hàng, nói với vẻ mong chờ. Đừng vội Diệp Tư. Tống Thư Hàng bình tĩnh nhìn cửa tiệm đó. Trên thực tế, bắt đầu từ năm ta lên cấp 3, cửa hàng giày này đã mở cửa rồi. Sau khi kinh doanh được khoảng hơn nửa năm thì cửa hàng này liền bắt đầu, mặt bằng hết hạn thuê, bán đại hạ giá, mua một tặng một, rồi. Nói cách khác, của hàng này đã hết hạn thuê mặt bằng, tròn 3 năm rồi. Còn có chuyện như thế sao? Diệp Tư trợn to mắt. Nhưng nếu thế thì vẫn còn người tới cửa tiệm đó mua giày sao? Chắc chắn rồi, đây là phố Cửu Long mà, hàng ngày có rất nhiều người đi qua đi lại trên con phố này. Những người mới tới đây mua hàng lần đầu nhiều không kể xiết. Tống Thư Hàng nói. Diệp Tư Thầm gật đầu. Thủ đoạn quá. Tống Thư Hàng bật cười. Thật ra đây chỉ là mấy chiêu trò cũ dích thôi. Mấy trò thâm sâu thật sự có thể giết người không thấy máu đấy. Chỉ cần hạ giá là có thể lặng lẽ móc sạch túi tiền của khách hàng. Nửa tiếng sau, Tống Thư Hàng đưa Diệp Tư đến một cửa hàng quần áo cho nữ. Phần lớn quần áo hiện tại của Diệp Tư là váy tiên, tuy rằng đẹp nhưng không phù hợp với cách ăn mặc sinh hoạt thường ngày. Vì thế, Tống Thư Hàng định mua cho cô ấy mấy bộ quần áo bình thường. Lúc này, Thi và Trúc cùng đi với Diệp Tư vào trong để chọn quần áo. Hai người Tống Thư Hàng và Quả Quả ngồi vào ghế ở khu nghỉ ngơi trong cửa hàng quần áo để nghỉ một lúc. Có lẽ do lúc trước uống một ít nước nên Tống Thư Hàng có hơi buồn tiểu, vì thế hắn nói với Quả Quả: Quả Quả, người ngồi đây đợi mấy người Diệp Tư sư tỷ đi ra nhé, ta ra chỗ nào gần đây đi vệ sinh một lát, đừng chạy lung tung đấy. Quả quả gật đầu, có Diệp Tư Sư Tỷ ngũ phẩm ở đây, sao hắn dám chạy chứ? Bên kia phố Cửu Long, có một người bắt yêu trẻ tuổi đã chạy tới đường Bạch Kinh từ sớm. Hắn định gặp người bạn trên mạng, thư sơn áp lực đại của mình vào trưa nay. Bởi vì còn cách thời gian hẹn gặp khá lâu nên người bắt yêu trẻ tuổi này đến phố Cửu Long nổi tiếng nằm gần đường Bạch Kinh đi dạo. Có lẽ là do lúc trước trên đường đi hắn ăn uống quá nhiều nên giờ thấy buồn đi vệ sinh. Vì thế, hắn vào đại một khách sạn tên là Vọng Nguyệt Lâu để đi vệ sinh. Sau khi vào nhà vệ sinh ở tầng 1 của khách sạn, đột nhiên hai mắt của người bắt yêu trẻ tuổi sáng lên. Đoán thử xem hắn nhìn thấy cái gì. Hắn thấy ở phía trước có một người đàn ông đeo kính dâm lớn. Người bắt yêu trẻ tuổi tinh mắt vô cùng. Dù đối phương có đeo một cái kính to tướng nhưng chỉ cần nhìn một cái là hắn nhận ra thân phận thực sự của đối phương ngay. Đúng thế, đối phương chính là diễn viên đóng vai boss phản diện cao thăng sư huynh trong bộ phim điện ảnh trận chiến mặt Pháp vừa công chiếu hôm qua. Tuy bá cư sĩ đã khóc ngất trong WC, cao thăng sư huynh nhất định phải chết. Người bắt yêu trẻ tuổi thầm nhủ trong lòng. Vì vậy, hắn mở điện thoại ra, bắt đầu quay video. Hắn định lấy bao tải trùm đầu cao thăng sư huynh này. Đương nhiên, chỉ đùa dai chút thôi. Hắn đường đường là người bắt yêu, tuyệt đối sẽ không làm hại người bình thường audio điện tử võ tấn bền khết tập 56